Cháu theo đoàn cắm trái lên thượng du Tiểu Giang, thấy hai bên bờ sông toàn là đồi chọc, vì Cẩm Hồ muốn làm rừng giấy nhất thể hóa, mới có ý tìm hiểu, không ngờ gặp được giáo sư của Đại học Lâm nghiệp được biết tình hình rất đáng lo ngại. Hôm nay cháu lên tỉnh thành thỉnh giáo mấy giáo sư Đại học Lâm nghiệp về vấn đề này, biết chuyện kiến thiết đề phòng lũ lưu vực Tiểu Giang cũng không được như ý. Những chuyện này đáng lẽ cháu không nên hỏi tới, nhưng những tiếng nói phía dưới không truyền lên được, nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, lương tâm khó yên được. Trương Khắc trả lời nửa thật nửa giả. Cháu làm thế là đúng, ở vị trí của bác đây, bị người dưới bao vây kín mít, dù có giao lưu với người dân thì toàn do cấp dưới an bài, chẳng biết được mấy điều chân thực nữa. Từ Học Bình vẻ mặt nặng trĩu, Trương Khắc không thổi phồng sự việc, cũng không xen vào nhận định cá nhân, chỉ đơn thuần kể lại điều nghe thấy cho ông, vì thế ông thích nói chuyện với y để có được vài tin tức thực sự cuộc sống, tránh bị cấp dưới bưng bít quá đáng. Từ Học Bình mang theo tâm tình nặng nề tới chính phủ tỉnh, Trương Khắc bảo Chu Du về tỉnh thành, nhanh chóng tìm người soạn thảo phương án nhất thể hóa. Chu Du hỏi có cần thương lượng với tập đoàn Chính Thái hay không, Trương Khắc hy vọng Chính Thái cuốn xéo, làm gì có chuyện thương lượng với chúng. Y và Tạ Vãn Tình nắm 70% cổ phần của Cẩm Hồ, Trương Khắc có thể lấy quyền khống chế cổ phần ức hiếp Chính Thái. Chu Du hỏi vấn đề quan trọng nhất. Phương án nhất thể hóa quy mô bao nhiêu, 1 tỷ à? Nhất thể hóa liên quan tới trồng rừng, làm bột giấy và quy mô sản xuất hiện tại của Cẩm Hồ, hạng mục tổng thể ít ra phải đầu tư 1 tỷ mới thỏa mãn được nhu cầu phát triển vài năm tới. Không đủ. Trương Khắc lắc đầu. Hạng mục 1 tỷ, Sở Lâm nghiệp tỉnh và chính phủ địa phương không động lòng, ít cũng phải 5 tỷ, anh lập dự án 6 tỷ thử xem. Chu Du há hốc miệng không khép lại nổi. Chương 317, âm mưu 6 tỷ. Với quy mô hiện giờ của Cẩm Hồ đưa ra dự án đầu tư 6 tỷ, đừng nói là Chu Du, ngay cả Tạ Vãn Tình luôn tin tưởng Trương Khắc cũng thấy khó tin. Em làm thế có hơi quá à? Trương Khắc mở to mắt nhìn Tạ Vãn Tình tỏ vẻ rất vô tội. Chu Du nói thẳng. Tôi hoài nghi tính khả thi của dự án quy mô lớn này. Thiếu điều nói trắng ra y làm càn nữa thôi. Trương Khắc dứt khoát nói. Tôi sẽ lấy cổ phần ở Ái Đạt đổi cổ phần của Cẩm Hồ, coi như đây là quyết định ngang ngạnh của tôi là được. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng. Nếu em kiên trì làm như thế thì chị chỉ đành đợi bất ngờ thôi. Trương Khắc lắc đầu. Chị Vãn Tình, chuyển toàn bộ cổ phần của Hải Dụ tại Cẩm Hồ cho em đi, tạm thời cũng được. Một hạng mục lớn như thế này, nhất định làm toàn quốc xôn xao, rất nhiều chuyện sẽ cần bác Từ đích thân ra mặt. Sau khi Từ Chí Minh chết, về mặt pháp luật, Tạ Vãn Tình và Từ gia không còn bất kỳ quan hệ gì, nhưng người trong nước thân tình mới là quan trọng, Cẩm Hồ ở Hải Châu không làm người ta chú ý thì thôi, một khi tung ra hạng mục này, cần Từ Học Bình ra mặt ủng hộ, thì Tạ Vãn Tình không hợp có liên quan gì tới Cẩm Hồ nữa. Nói tới chuyện này, Chu Du biết không thích hợp ở lại nữa. Đứng dậy tế nhị nói. Tôi phải về Hải Châu chuẩn bị đây. Trương Khắc nói với Phó Tuấn. Trên tỉnh sẽ xuống dưới điều tra trong vài ngày tới, tôi sẽ đi theo, anh cùng Chu Du về Hải Châu đi. Theo Từ Học Bình lại còn dẫn cả vệ sĩ bên người thành không ra thể loại gì rồi. Chu Du trước khi về Hải Châu phải đi tìm Chu Phúc Thụy trước, dù làm bản thảo cũng không thể thiếu chuyên gia trong ngành được. Nhưng Chu Du cũng hoài nghi trong nước có ai đủ tự tin lập dự án 6 tỷ không. Nếu không chỉ có thể thông qua công ty săn đầu người dùng lương ời chuyên gia nước ngoài. Chu Du, Phó Tuấn đi rồi, Trương Khắc hỏi. Buổi chiều công ty chỉ có an bài việc gì không? Công ty ở đây chính là Hải Dụ, chỉ để lại chức năng hành chính ở tỉnh thành. Bên cạnh chị thiếu trợ lý, tìm mãi không có người thích hợp, buổi chiều phỏng vấn ba cô gái, em muốn cùng đi xem không? Cũng được. Một số chuyện không thể nói với Chu Du, nhưng có thể trao đổi với Tạ Vãn Tình. Trương Khắc gật đầu, theo Tạ Vãn Tình tới công ty. Buổi chiều Chu Thúc Huệ muốn đưa chị Đồng đi chơi, xe và tài xế để lại cho hai bà cháu. Tạ Vãn Tình và Trương Khắc rời Tân Mai Uyển định bắt taxi để đi, nhưng đợi mãi không bắt được xe, thấy có chiếc xe buýt đúng tuyến cần đi qua, liền lên luôn. Trên xe chỉ còn một chỗ ngồi, tất nhiên để lại cho Tạ Vãn Tình, xe đi được một đoạn, Tạ Vãn Tình nhích mông qua, nhường ra một góc ghế, nói. Em ngồi xuống đi. Tới công ty còn xa lắm. Ghế đằng sau Tạ Vãn Tình có hai mẹ con, cô bé liền ngồi vào lòng mẹ, rất lễ phép nói với Trương Khắc. Chú ơi, chú ngồi vào ghế của cháu này. Trương Khắc nói một tiếng cảm ơn, ghé vào tai Tạ Vãn Tình nói nhỏ. Bọn trẻ con đáng ghét thật. Tạ Vãn Tình trừng mắt nhìn y, gò má ửng hồng,
trong lòng cô thực sự có ý lấy cái cớ đường xa ngồi cùng với Trương Khác, do dự mãi rất lâu mới lên tiếng được, không ngờ lại có cô bé ngoan phía sau phá hỏng hết, đúng là đáng ghét mà, nghĩ như thế, Tạ Vãn Tình thấy xấu hổ vô cùng. Chị Vãn Tình, chị nghĩ một người cần bao nhiêu tiền là đủ? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn Trương Khác, do ở trên xe buýt không muốn bị người khác nghe thấy cuộc đàm thoại, nên Trương Khác nhoài người tới, mặt ghé sát mặt Tạ Vãn Tình, mặc dù quan hệ giữa hai người sau đêm tuyết thử xe đó trở nên rất gần gũi, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, gần như hơi thở của Trương Khác như phả vào mặt, Tạ Vãn Tình vẫn cảm thấy thẹn thùng. Chị cũng chẳng phải thanh cao gì, chỉ cần đủ cho chị và chị đồng đảm bảo cuộc sống sung túc không phải lo lắng gì là được. Tiền quá nhiều không còn ý nghĩa nữa. Đúng vậy, tiền quá nhiều đúng không có ý nghĩa gì. Trương Khác nhìn vành tai ngọc sáng bóng của Tạ Vãn Tình, nếu như không có người khác ở bên, sẽ không kìm được thèm lưỡi ra liếm một cái. Tạ Vãn Tình vừa qua tuổi 30, chính vào lúc đóa hoa nở đẹp nhất. Ý em định nói gì? Tạ Vãn Tình nhìn qua, thấy Trương Khác say mê nhìn tay mình, khẽ gắt giọng. Có gì đẹp mà nhìn? Trương Khác thu ánh mắt lại, mặt dày cười nói. Nếu lúc này cố gượng ép lập hạng mục lớn như vậy, nếu dụng tư duy kinh doanh truyền thống là không thích hợp, còn về phần nguy hiểm thì không có, chỉ là bỏ qua một số cơ hội thôi. Ví như Diệp Kiến Bân gần đây cổ động em đầu tư vào chỗ anh ta, lập hạng mục này thì không còn để ý tới bên đó được nữa. Nhất định bị anh ta chửi ột trận rát tai, đó chính là nguy hiểm đấy. Tạ Vãn Tình phí cười, mắt lúng liếc liếc y, diễm lệ như hoa. Vậy thì vì sao? Bác từ lần này nếu xuống điều tra, chị cũng kiếm cớ đi cùng mà xem, nếu như không quá để tâm tới tiền, thì hạng mục này dứt khoát là cần thiết. Trương Khác thở dài buồn bã. Sinh thái lưu vực Tiểu Giang đã yếu ớt tới mức năm nào cũng có lũ lớn rồi. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn hành chính thay đổi hoàn cảnh sinh thái ở đó căn bản là không thể, hiệu suất quá chậm, vậy thì phải dùng thủ đoạn đặc thù. Em nói tới hạng mục đầu tư 6 tỷ à? Trương Khác mặt đầy quyết tâm, nói. Vâng, hạng mục này chia làm hai phần, 1 tỷ trực tiếp dùng gây trồng rừng, 5 tỷ dùng để làm bột giấy, 9 huyện Thượng Du Tiểu Giang thuộc về 3 thành phố 2 tỉnh, trồng rừng phân chia ra 9 huyện, nhưng làm bột giấy thì bọn họ phải tranh nhau. 3 thành phố Thượng Du Tiểu Giang thuộc vùng kinh tế kém phát triển của địa khu Hoa Đông, quy mô kinh tế còn thu Hải Châu rất nhiều, mà tổng giá trị đầu tư công nghiệp của Hải Châu năm 95 chỉ 3 tỷ. 5 tỷ đồng với địa khu này là một khái niệm thế nào? Có thể trực tiếp thay đổi diện mạo kinh tế một vùng, Trương Khác muốn lấy 5 tỷ này ra làm mồi nhử, ép cho 3 thành phố kia phải lấy thái độ nhiệt tình chưa từng có ủng hộ hạng mục trồng rừng của 9 huyện, dùng thời gian ngắn nhất cải tạo hoàn cảnh sinh thái Trung Thượng Du Tiểu Giang. Ở trong nước, các xí nghiệp tư doanh muốn lập hạng mục cần tới quan viên chính phủ, không thể tránh khỏi rào dịch ngầm, nếu quan viên chính phủ không có được lợi ích, thì sẽ bày đủ mọi cách gây khó dễ, tạo trở ngại. Nhưng cũng có ngoại lệ. Như xí nghiệp nước ngoài vào trong nước đầu tư, ví dụ hạng mục oanh động 6 tỷ, đó là hạng mục trực tiếp mang lại chính tích cho quan viên đương địa, chẳng những không cần giao dịch ngầm, càng không bị gây khó dễ, một số trở ngại chính sách cũng sẽ bị san bằng. Chính tích đôi khi tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Đương nhiên, dự án 6 tỷ nói trắng ra chỉ là một lớp ngụy trang để chính phủ địa phương tích cực hiệp trợ cầm hồ trồng rừng mà thôi. Trương Khác đem suy tính của mình giải thích tỉ mỉ cho Tạ Vãn Tình nghe, Tạ Vãn Tình vỗ vỗ ngực nói. Lý do này đúng là không thể nói cho những người khác trong công ty được, bọn họ nhất định sẽ nói không cần hy sinh lợi ích của công ty vì trách nhiệm xã hội như thế. Được Tạ Vãn Tình hiểu cho, Trương Khác thở phào. Phải xem cái tâm của một người lớn thế nào, thế nhưng nhu cầu gỗ trong nước đang tăng nhanh, mâu thuẫn này chỉ có thể lấy phát triển rừng nguyên liệu công nghiệp để giải quyết, đây là đại thế, chỉ từ góc độ đầu tư mà nói, chúng ta đi trước một bước mà thôi, tuy có tệ nạn nhất định, nhưng không phải không có cái lợi thêm. Tạ Vãn Tình ôn nhu nói. Chị luôn ủng hộ em mà. Lời Trương Khác nói thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, cứ phụ nữ nào không muốn nam nhân của mình mang khí khái anh hùng, đây đúng là một nam nhân trưởng thành chững chạc mang chút ưu tư cuộc đời, không thẹn là người khiến cô si mê. Chương 318, trợ lý tư nhân. Xe càng đi vào nội thành, người trên xe càng đông, Tạ Vãn Tình lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khác, da cô được bảo dưỡng rất tốt, vẫn non mịn như làn da thiếu nữ. Trông như mới chừng 24-25. Trương Khác thì giả già quen rồi, chẳng ai có thể liên hệ y với một học sinh cao trung, bọn họ nắm tay nhau, người ngoài cũng chỉ nghĩ là một đôi tình lữ. Xe buýt đỗ tận trước cửa tòa nhà công ty, hai người xuống xe mới buông tay ra,
Trương Khắc đưa tay lên mũi ngửi, hương thơm chưa tan hết, cảm giác trơn mềm vẫn bồi hồi trên từng đầu ngón tay, làm y say mê. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, khao khát lạ từ từ lan tỏa trong lòng. Tạ Vãn Tình xem đồng hồ, đã quá thời gian hẹn rồi, liền cùng Trương Khắc đi nhanh lên lầu, có một cô gái từ trên xe buýt chạy vội xuống, chạm phải Tạ Vãn Tình, hoảng hốt xin lỗi. Trương Khắc đánh giá nhanh, vóc người tầm trung, mặc váy tây màu cà phê, đi giày thể thao trắng, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, không trang điểm, từ kinh nghiệm của y, có thể đoán chính xác tuổi chừng 24, 25, mặc dù xin lỗi vội vàng, nhưng thể hiện được sự chân thành. Nhìn cô ta vừa xoay đi vừa nhìn đồng hồ, Trương Khắc hỏi nhỏ. Chẳng lẽ là cô gái tới phỏng vấn? Chị không rõ, chị chưa xem qua tài liệu của người tới phỏng vấn. Đi vào tàu nhà, thấy cô gái kia đứng nhìn biển các công ty trước cầu thang máy, ánh mắt dừng ở City Hải Dụ tầng 20, Trương Khắc chỉ cho Tạ Vãn Tình xem, cười khẽ. Em biết ngay mà. Cô gái kia tai thính, nghe được lời Trương Khắc, mặt đỏ lên, đi vào thang máy, cô ta lấy từ túi xách tay ra một đôi giày da, nhìn vẻ mặt chừng như xấu hổ vì thay giày trước mặt người lạ, có điều vẫn trấn tĩnh, còn mỉm cười với hai bọn họ. Ra cầu thang cùng tầng 20, cô gái đó mới ý thức được hai người họ cũng tới công ty Hải Dụ, liền hỏi. Hai người cũng tới phỏng vấn sao? Tạ Vãn Tình lắc đầu, cô gái kia có chút lo lắng nói. Hôm qua mới thông báo cho tôi tham gia phỏng vấn, hôm nay làm hết việc thì quá giờ phỏng vấn rồi, chị biết phòng nhân lực ở đâu không? Tạ Vãn Tình chỉ cho cô gái phòng nhân sự, cô gái cảm ơn rồi vội vã đi tới đó, có thể nhìn ra cô ta rất coi trọng cơ hội này. Trương Khắc nghi hoặc nhìn Tạ Vãn Tình ý hỏi, chẳng lẽ chuyện phỏng vấn hôm qua mới xác định? Tạ Vãn Tình nhìn ra nghi vấn của y, hơi nhíu mày nói. Không biết khâu nào xảy ra vấn đề, đáng lẽ người tham gia phỏng vấn phải được chọn từ sớm rồi. Hỏi người phụ trách mới biết cô gái vừa gặp được vừa rồi trước đó mãi không liên lạc được, tới ngày hôm qua mới báo được tin, nhưng dù sao ngày phỏng vấn mà lại đến muộn, tạo ra ấn tượng không tốt. Khi phỏng vấn, Trương Khắc mặc dù cũng tham gia, nhưng không đưa ra câu hỏi, cũng không bình luận, giống như tới chơi, y không muốn làm người Hải Dụ cảm giác khách lấn át chủ. Có điều khi tiến hành phỏng vấn áp lực tiếng Anh, thấy người của Hải Dụ không đủ trình, Trương Khắc mới tham gia. Cái gọi là người chuyên môn trong nước chẳng làm Trương Khắc hài lòng, ba người tham gia phỏng vấn trước đó mà Hải Dụ gọi ra nói là kinh nghiệm phong phú, chẳng qua chỉ là hạng giảo hoạt từng làm qua vài năm ở công ty đầu tư nước ngoài, bọn họ rất biết cách lấy mặt nạ che đầy bản thân. Có một cô gái nhìn thấy boss sau này mình phục vụ là phụ nữ, còn tỏ vẻ rất do dự, Trương Khắc nhớ ra một câu danh ngôn, nổi hứng lấy giấy viết chuyển cho Tạ Vãn Tình, tìm nhân viên thường tìm người có kinh nghiệm, tìm nữ thư ký thì thường tìm người không có kinh nghiệm. Tạ Vãn Tình mặt tỉnh queo cất tờ giấy của Trương Khắc đưa cho vào túi, đang trước mặt người khác, hết cách với y. Cô gái đến trễ tên Trương Đình gây cho người ta cảm giác chân phác, biểu hiện cũng khá, không thể nói là không chê bai được gì, nhưng cũng chấp nhận được. Trong quá trình phỏng vấn Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, y đi ra nghe, chuyện xuống địa phương đã được an bài, ngày mai đi bằng trực thăng, lãnh đạo Lâm Trường muốn giở trò che giấu cũng không được. Tạ Vãn Tình đi ra. Hỏi ấn tượng của y về bốn người tham gia phỏng vấn, Trương Khắc đáp. Cô gái tên Trương Đình đó chị không hài lòng thì nhường cho em. Tạ Vãn Tình lườm y một cái. Chị nói là không hài lòng chưa? Rồi lấy tờ giấy vừa rồi nhét vào túi Trương Khắc, mặt làm vẻ giận dữ, ánh mắt lại chứa nụ cười. Học cái thứ ba lăng nhăng này đâu ra đấy? Trương Đình xem có vẻ không có kinh nghiệm làm thư ký, dám để lại cho tiểu sắc lang em dùng sao? Trương Khắc giang tay cười. Xem ra Tạ Vãn Tình rất vừa ý với cô gái đến muộn đó. Tạ Vãn Tình và Trương Khắc quay lại phòng hội nghị, cô nói với Trương Đình. Tôi có văn phòng ở đây, nhưng địa điểm công tác đa phần lại ở Hải Châu, lương tháng 3.000, cô có thể làm việc từ khi nào? 3.000 ổ trợ lý, đại khái mức lương công khai cao nhất ở tỉnh thành rồi, Tạ Vãn Tình không để Trương Đình có cơ hội mặc cả, cũng không bảo cô ta về đợi kết quả, mà xòe bài thẳng luôn, sai khi hứa từ bị Trương Khắc cướp mất. Vì chuyện trợ lý, Tạ Vãn Tình đau đầu rất lâu. Trương Đình mừng rỡ đáp. Bất kể khi nào cũng được ạ. Sau này mới biết hộ chiếu đi Anh học của Trương Đình bị từ chối, công việc cũng nghỉ từ lâu, chỉ đi làm phiên dịch thuê kiếm tiền sinh hoạt, đôi khi còn làm cả gia sư. Chuyện giải quyết thuận lợi Tạ Vãn Tình cũng rất vui. Vậy bắt đầu ngay từ bây giờ đi, cách giờ tan ca còn 3 tiếng nữa, cô giúp tôi thu thập tư liệu rừng giấy nhất thể hóa ở nước ngoài.
thấy Trương Đình không có khái niệm gì về việc này, giải thích sơ qua rồi nhấn mạnh. Tư liệu này cần dùng gấp. Trương Khắc cười, có người chỉ tình nhân thích như vậy đấy, luôn biết chăm sóc hình, không như các cô gái trẻ đa phần biết nhõng nhẽo đòi hỏi, Tạ Vãn Tình rất cần trợ lý vẫn để Trương Đình giúp Trương Khắc trước. Vì hạng mục nhất thể hóa, hai năm tới không thể lấy tiền đầu tư cho phía Diệp Kiến Bân, Trương Khắc thấy thế nào cũng phải giải thích trước mặt hắn, liền gọi cho Diệp Kiến Bân, hắn đang ở trạch viện Diệp gia ở ngoại thành, bảo Trương Khắc qua đó, Diệp lão gia tử cũng như y. Trương Khắc mượn một cái xe của Hải Dụ, Tạ Vãn Tình hỏi y buổi tối có cần để phòng ở Tân Mai Uyển không, Trương Khắc gãi đầu, ai mà biết tốn thời gian ở chỗ Diệp Kiến Bân đến mấy giờ, liền nói không cần. Hôm nay là nguyên tiêu, nếu không phải ngày mai đi cùng Từ Học Bình, Trương Khắc nhất định sẽ về nhà đoàn tụ với cha mẹ, hiện chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, đặc biệt là phía Đường Thanh không thể thiếu quan tâm được. Người Diệp gia phân tán khắp nơi trong nước, có thể về nhà ăn Tết nguyên tiêu không nhiều, Diệp Tiểu Đồng bị Diệp Kiến Bân đuổi tới Hàng Châu tỏa chấn, sau Tết là mùa tiêu thụ truyền thống của điện gia dụng, không chỉ Thịnh Hâm, nhân viên thị trường của Ái Đạt cũng bị phái tới khắp các nơi tuyên truyền. Không ngờ gặp được cha Diệp Tiểu Đồng, Diệp Chăn Dân phó tổng giám đốc công ty binh khí quốc phòng, chuyện Tạ Kiếm Nam đập xe lần trước ở Huệ Sơn, là do Diệp Chăn Dân thông qua chiến hữu ở Bộ Công an gây sức ép cho phía Huệ Sơn. Diệp Tổ Phạm mỗi lần thấy Trương Khắc lại tới Giang Đại Nhi, mùa hè năm ngoái Trương Khắc dẫn cô tới bái phỏng, Giang Đại Nhi kiểu diễm ngoan ngoãn, để lại cho ông ấn tượng rất sâu. Ngồi uống trà trước khi ăn tối, Trương Khắc đem chuyện Cẩm Hồ muốn lập hạng mục rừng giấy nhất thể hóa nói ra, Diệp Kiến Bân ban đầu không hiểu, còn cười nhạo y, đợi Trương Khắc đem nguyên nhân nói rõ, y liền trầm mặc suy tư, nếu đối lại là hắn sẽ không lựa chọn làm như thế, song có thể hiểu được. Diệp Tổ Phạm gật gù. Một công ty có thể đi xa cỡ nào, nhiều khi phải xem khí độ của công ty đó tới đâu. Ông có ý phê bình cháu trai không nhìn thấy lợi ích của đầu tư lâu dài. Ăn tối xong trở về thành phố thì không còn sớm nữa, lúc này không tiện tới Tân Mai Uyển quấy nhiễu, cũng không muốn tới khách sạn ngủ, kiếp trước y sống quá đủ ở khách sạn rồi, nhớ ra còn cầm chìa khóa của căn hộ Tạ Vãn Tình ở tiểu khu Thanh Sơn, liền quyết định lái xe tới đó. Chương 319, đêm nguyên tiêu. Vào cầu thang máy, đột nhiên Trương Khắc nghĩ, liệu Tạ Vãn Tình có ở đây không, theo lẽ thường mà nói thì không thể, mai cô đưa Chỉ Đồng về Hải Châu rồi, tối nay Chỉ Đồng ngủ cùng với vợ chồng Từ Học Bình, Tạ Vãn Tình chắc cũng ở đó. Trương Khắc vừa lấy chìa khóa ra cắm vào cửa thì nghe thấy giọng của Tạ Vãn Tình. Ai đấy, Trương Khắc à? Trương Khắc không mở cửa nữa, đứng gõ cửa, Tạ Vãn Tình đi ra mở cửa, Trương Khắc nhìn cô một lượt, cô chỉ mặc áo thun mỏng màu đen, ngực nhô cao. Dưới là chiếc quần ngắn lộ ra hai cặp mông tròn lẳn gợi cảm, đôi chân dài hấp dẫn, nhưng không so bì được với ánh mắt quyến rũ mê người. Trương Khắc nuốt nước bọt nói. Sao chị biết tối nay em tới đây ngủ? Cái gì chứ, em coi chị thành người thế nào đấy hả? Tạ Vãn Tình hờn mát. Ăn cơm xong chị nhận được điện thoại của bạn học cũ rủ đi uống cà phê, chẳng biết mấy giờ mới về được, nên không dặn bà nội Chỉ Đồng để cửa. Ánh mắt Trương Khắc khó lắm rời được khỏi người Tạ Vãn Tình, thấy người nóng lên, hỏi. Trong tủ lạnh có gì uống không chị? Em tự xem đi. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, ánh mắt của Trương Khắc làm cô rất đắc ý. Trương Khắc mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia, đưa cho Tạ Vãn Tình một chai. Căn nhà này rất ít khi có người ở, Tạ Vãn Tình không uống bia, làm có chuyện sẵn bia ở đây, tín hiệu này Trương Khắc không hiểu thì có là đồ ngốc. Tạ Vãn Tình mở chai bia. Uống được một ngụm thấy lạnh không uống nữa, Trương Khắc đặt chai bia xuống, hỏi. Chị uống trà nhé. Thực ra lúc này uống gì không còn quan trọng nữa, cả hai đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là chưa biết phải bắt đầu thế nào, Tạ Vãn Tình còn e thẹn, Trương Khắc không muốn quá lỗ mãng. Cảm ơn em. Tạ Vãn Tình nói thật nhỏ. Tạ Vãn Tình cũng tới chưa lâu, chưa đun nước nóng, Trương Khắc xuống bếp đun nước, nhớ lại Đường Học Khiêm nói, có một cô gái là trách nhiệm hạnh phúc nặng nề. Vậy ngủ với một cô gái càng cần chịu trách nhiệm to lớn hơn, Trương Khắc không còn là lãng tử sống buông thả như kiếp trước, Tạ Vãn Tình cũng không giống như những cô gái trước kia từng qua tay y, mà là một cô gái đáng yêu thương trân trọng. Nước đã sôi, Trương Khắc pha hai cốc trà mang lên, lúc này y đã sẵn sàng nhận thêm một trọng trách trên người. Lúc này đêm đã khuya, tòa nhà đối diện cũng chỉ còn lại một vài bóng đèn, sao thưa thớt, trăng sáng treo cao chiếu ánh sáng dịu dịu mông lung, tạo ra không khí êm đềm trữ tình. Tạ Vãn Tình ngồi tựa vào thành giường, tóc vấn cao kiểu quý phụ đẹp dịu dàng trang nhã, đôi mắt long lanh chứa đựng vẻ ngượng ngùng không thể che giấu,
cánh môi mím chặt, khóe miệng cẩn chứa nụ cười mời gọi làm trái tim Trương Khắc nhộn nhạo. Trương Khắc kéo người người Tạ Vãn Tình vào lòng, đỡ cô từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi y, tay vuốt ve gò má cô cảm thụ da thịt trơn mịn, hết sức tự nhiên cúi xuống hôn cánh môi mềm, Tạ Vãn Tình đáp trả một cách nồng nhiệt không hề do dự, hai chiếc lưỡi truy đuổi nhau không biết mệt mỏi, hơi thở hai người mỗi lúc một gấp gáp, đột nhiên Tạ Vãn Tình đẩy Trương Khắc ra, chụt một cái bốn cánh môi tách nhau, một sợi nước dãi nhỏ vẫn kết nối hai chiếc miệng, tựa như luyến tiếc chưa muốn rời nhau, dưới ánh trăng đôi mắt Tạ Vãn Tình ánh ngọn lửa. Trương Khắc, chị muốn làm chuyện kia rồi. Nhiệt độ trong phòng cao dần, Trương Khắc cởi áo Tạ Vãn Tình thật chậm, đâu có gì phải vội vàng, Trương Khắc muốn giây phút này phải thật đáng nhớ, chiếc áo thun được kéo qua đầu Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình mặc chiếc áo lót đen diềm ren hoa, nhưng lúc này nó chẳng làm được nhiệm vụ nâng niu che đậy bầu vú cao ngất kia, chỉ càng dụ dỗ người ta phạm tội muốn lột phăng nó tìm hiểu bí ẩn giấu đằng sau. Cô thở hổn hển, những cơn sóng dục vọng mãnh liệt cuộn trào qua hai bàn tay ma quái của Trương Khắc truyền tới bầu vú cô luôn lấy làm kiêu ngạo. Cô nhìn thấy đầu vú đã sưng tấy lên rồi, người cô dần mê đi trong khoái cảm, ý thức như rời xa cơ thể, nhưng khi Trương Khắc định cởi nốt chiếc quần lót của cô, Tạ Vãn Tình đưa tay chặn lại. Chị chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại để một chàng trai kém hơn mình 13 tuổi cởi nó. Ánh mắt Trương Khắc bắn ra lửa tình ngùn ngụt, giọng y khàn đặc. Vậy chị tự cởi nhé. Sợ em thất vọng, không được thất vọng đâu đấy nhé. Tạ Vãn Tình đột nhiên cảm thấy xấu hổ không sao kể xiết, nhưng cô vẫn khom người kéo quần lót khỏi đôi chân dài miên man. Dưới ánh trắng trong cơ thể thành thục trắng trẻo hoàn toàn trình diện, Trương Khắc tưởng chừng tim mình ngừng đập tới vài giây, hít sâu một hơi nhẹ nhàng trải cơ thể Tạ Vãn Tình nằm dài xuống giường, cúi người xuống hôn nhẹ nhẹ khắp toàn thân cô, bắt đầu từ đầu từ trán cao, trượt xuống chiếc miệng nhỏ đầy tính khiêu khích, không quên chiếc cổ thiên nga dài, rồi ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng, tay trái đi xuống khu vườn hoa đã lầy lội, song Tạ Vãn Tình kẹp chặt đùi làm ngón tay y không tiến vào được. Làm sao thế? Chị hơi sợ, lâu lắm rồi không làm chuyện đó, lại đột nhiên nhớ tới tuổi của mình. Tạ Vãn Tình bối rối quay đầu đi, buổi chiều khi phỏng vấn, đọc tờ giấy kia của Trương Khắc, cô đã kỳ vọng giây phút này, nhưng lúc nó tới, lại do dự. Em lại cảm thấy chị như cô bé 17 tuổi lần đầu làm chuyện đó vậy. Nhưng mà, hôm nay là tiết nguyên tiêu cơ mà. Trương Khắc cảm thấy cái cớ của mình thật là vớ vẩn hết sức, hai chân Tạ Vãn Tình không còn khép chặt nữa, để ngón tay Trương Khắc tiến vào khe ấm áp, chậm chậm ra vào, Tạ Vãn Tình rên rỉ, mười ngón tay bấu chặt vào ga trải giường, cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của cô được Trương Khắc nâng lên cao, gác lên vai, cảm nhận được cơ thể Tạ Vãn Tình đột nhiên căng thẳng, Trương Khắc ôn nhu nói. Em sắp vào đây. Ừ, chị sẵn sàng rồi. Chẳng hiểu sao nghe Trương Khắc nói thế, Tạ Vãn Tình cảm thấy rất cảm động, vì cảm thụ được tình cảm nồng ấm qua lời nói đó. Trước đây người được chạm vào cơ thể cô chỉ có Từ Chí Minh, nhưng Tạ Vãn Tình biết sức hấp dẫn của cơ thể mình, tuyệt đối không nam nhân nào tới giờ phút này còn quan tâm dịu dàng với phụ nữ như thế. Trương Khắc chậm chậm tiến vào, tấm thân hoàn mỹ phía dưới run lên kịch liệt, Tạ Vãn Tình cảm thấy có chút đau đớn nhưng tan đi rất nhanh, thay vào đó là khoái cảm quen thuộc mãnh liệt. Hai tay hai chân Tạ Vãn Tình cuốn chặt lấy nam nhân phía trước, cô muốn được tiến vào sâu hơn, mạnh hơn. Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ du dương. Hứa Tư nói không sai, quả nhiên tuyệt diệu không tả xiết. Tạ Vãn Tình mặt đỏ hồng, mái tóc đen xóa tung, cơ thể trắng nõn nà như thông non bóc vỏ. Lúc này hai người đã vào phòng ngủ, Tạ Vãn Tình cuộn mình trong lòng Trương Khắc, chăn đắp hờ lên lưng, lộ ra một cánh tay và nửa bầu ngực. Hả? Trương Khắc kêu lên kinh ngạc. Nhưng vẫn đắm đuối ngắm nhìn vẻ mỏi mệt yêu kiều của Tạ Vãn Tình sau khi ân ái. Hứa Tư nói cả chuyện này với chị à. Giữa nữ nhân với nhau có một số đề tài mà nam nhân không bao giờ tưởng tượng ra được đâu. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, giọng giảo hoạt. Hứa Tư ban đầu chỉ nói qua loa vài câu, nhưng lần vừa rồi về Hải Châu, chị muốn nghe, cô ấy mới nói tỉ mỉ, hi hi, không ngờ bị chị trộm mất hoan lạc. Quả nhiên tuyệt diệu không tả xiết. Tạ Vãn Tình cuốn chăn bò dậy bật máy hát trong phòng, khúc ánh trăng của Claude Debussy si êm đềm vang lên, Tạ Vãn Tình đưa hai tay giơ, cổ tay trắng ngần đưa lên không trung, chiếc eo thon đung đưa uyển chuyển, mông lắc nhẹ tràn ngập sự khiêu khích, đôi mắt mang mị lực hoang dại, khác hoàn toàn với cô mà ngày thường Trương Khắc được thấy. Hạ thân Trương Khắc lại cứng như thép rồi, đi tới tắt máy hát, Tạ Vãn Tình thổi phù một hơi vào tai Trương Khắc, giọng quyến rũ mê hồn. Nghe không hay sao? Có thứ em còn thích nghe hơn. Trương Khắc lần này không ôn nhu nhẹ nhàng như lần trước,
kéo mạnh chiếc chăn vứt xuống đất, đẩy Tạ Vãn Tình ngã xuống dưới, nắm lấy hai chân cô, cặp đùi của Tạ Vãn Tình bị uốn cong hết mức, hai đầu gối đè lên bầu vú cao, Trương Khắc đứng dưới giường cuộc chiến bắt đầu tiếp diễn với cường độ cuồng liệt hơn lần trước gấp bội. Tạ Vãn Tình mồ hôi đầm đĩa, mới đầu còn cắn môi khẽ rên xiết, sau đó nhìn không được há miệng la hét sung sướng, cuối cùng lại nằm im không như chết, mặc cơ thể đón nhận đòn tấn công mạnh mẽ dồn dập của Trương Khắc. Chuyện phải tới rồi cũng tới. Chương 320, thị sát bằng trực thăng. Ôm nhau ngủ tới 3 giờ sáng, Trương Khắc thức dậy, nói muốn ra ngoài tìm khách sạn ngủ, Tạ Vãn Tình rầu môi nguyết hiu. Chưa bao giờ thấy em có tật giật mình như thế. Trương Khắc cười ngượng. Sáng dậy đi thẳng từ chỗ này tới gặp bác từ trong lòng thế nào có chút thiếu tự nhiên, ngủ khách sạn còn có thể tự lừa mình lừa người. Nếu chỉ có tình nhân bên ngoài, ông bà nội của chỉ đồng cũng không hỏi tới đâu. Tạ Vãn Tình ôm lấy tấm lưng rộng của Trương Khắc, áp má lên tai y. Chị chỉ muốn trộm lấy chút hoan lạc từ chỗ em thôi. Trương Khắc cảm thụ được hai bầu ngực lớn mềm mại cọ sát vào lưng, mang tới sự dụ hoặc khó kháng cự, đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm của cô, kéo tới để bầu ngực kia chặt hơn, trong lòng nghĩ từ học bình Chu Thúc Huệ ngầm cho phép, nhưng bọn họ chưa chắc mong người đó là mình, quay lại ôm lấy Tạ Vãn Tình, cắn nhẹ lên tai cô. Hay là chúng ta cùng tới nhà khách ngủ? Tạ Vãn Tình cười khích khích. Vậy còn tựa lừa mình nói hồng nhan chi kỷ gì chứ, ngay cửa ải bản thân đã không vượt qua được, coi như bị tên tiểu tử nhà em lừa mất rồi. Rồi giúp Trương Khắc mặc y phục, dọn dẹp lại căn phòng, xóa hết mọi vết tích rồi mới cùng Trương Khắc lái xe tìm khách sạn. Trương Khắc muốn lấy chứng minh thư của mình đăng ký, Tạ Vãn Tình trừng mắt lên nhìn y, trong chứng minh thư ghi rõ tuổi tác, cô không chịu nổi mất mặt như thế. Ôm nhau ngủ tới tận 8 giờ. Trương Khắc thức dậy thay quần áo, đến khi quay đầu lại thấy, Tạ Vãn Tình uể oải dựa vào thành giường, tay nắm chăn che ngực, chừng như muốn ngủ tiếp, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, Trương Khắc cách chăn xoa ngực cô, ghé sát vào tai Tạ Vãn Tình thì thầm. Chị còn không dậy là em lại lên giường đó. Tạ Vãn Tình bị tập kích bất ngờ, giận dỗi tiện tay cầm thứ bên cạnh ném y, Trương Khắc cười ha hả chẳng né tránh, vì đó là chiếc quần lót của cô, còn cầm lấy hít một hơi. Tạ Vãn Tình mặt đỏ dừ, gắt. Chả chị, quay người đi. Trương Khắc thực sự muốn tài chiến lần nữa, có điều đã hẹn Lý Nghĩa Giang 9 giờ gặp nhau ở chính phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình trước 9 giờ cô phải tới công ty, liền không trêu ghẹo cô nữa, ngồi ngắm nhìn Tạ Vãn Tình mặc y phục chỉnh lại dung nhan, cảm thấy đây đúng là chuyện khoan khoái lớn trong đời. Xong xuôi cùng đánh răng rửa mặt, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Trương Khắc tới chính phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình chưa yên tâm, muốn về nhà thu dọn lại. Trực thăng bay thẳng tới Thượng Du Tiểu Giang, Tạ Vãn Tình muốn đi thì phải biết phân thân. Trương Khắc tới nơi thì Từ Học Bình còn xử lý một vài việc trong phòng, nên cùng những người tham gia chuyến đi đợi ở văn phòng chính phủ. Trong cả đống người, Trương Khắc chỉ biết Lý Nghĩa Giang và thư ký trưởng chính phủ tỉnh Lục Văn Phu. Lần trước gặp Lục Văn Phu hắn mới chỉ là phó thư ký trưởng, ấn tượng của Lục Văn Phu với Trương Khắc rất bất thường, vì không có tiếp xúc sâu, nhưng nhìn thấy y xuất hiện ở đây có chút giật mình. Kín đáo hỏi Lý Nghĩa Giang mới biết là ý của Từ Học Bình, nghĩ không ra ý đồ của tỉnh trường. Những người khác là nhân vật đầu não trong chính phủ tỉnh, Trương Khắc chẳng quen biết một ai, y có ý đóng giả làm nhân viên công tác bình thường của chính phủ, nên không tự giới thiệu. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới biết người đàn ông trung niên hói đầu trên 50 tuổi gầy gò mặc đồ tôn trung sơn là Lưu Hoa Sơn, sở trưởng sở lâm nghiệp, ông ta trông khác hẳn đám quan viên phì nộn khác của sở lâm nghiệp, những người đó đều mặc áo vét. Sơ mi trắng, thắt ca vát, bụng phệ mặt húp, không nhận ra được ai vào ai. Bọn họ còn tháo cả ký hiệu đính trên ngực áo đi, không nhìn ra là thời trang của hãng nào, chắc ngại thân là quan viên mặc áo đính ký hiệu kiểu con cá sấu trên đó thì trông quá chướng mắt. Người đã đến đủ chưa? Trương Khắc hỏi nhỏ Lý Giang Nghĩa. Còn thiếu hai người nữa, là giáo sư của Đại học Lâm nghiệp, tỉnh trưởng phái người đi đón rồi, một là giáo sư Chu Phúc Thủy cậu biết rồi. Người còn lại là người chủ yếu viết cả bản báo cáo điều tra kia, giáo sư Lý Duyên Tân, đủ người là chúng ta đi. Trương Khắc thầm nghĩ, xem ra Từ Học Bình chuyến này không tính để nể nang sở lâm nghiệp. Nhìn dáng vẻ thấp ta thấp thỏm của bọn họ, chắc hắn người của sở lâm nghiệp đều biết lần này đi xem cái gì. Chu Phúc Thụy, Lý Duyên Tân sắp tới rồi, Trương Khắc liền ra ngoài chặn họ lại, tránh bọn họ nói ra vấn đề là do y tố giác. Nếu không sau khi đám người sở lâm nghiệp ngày hôm nay bị nghe chửi mắng sẽ chơi xấu sau lưng y. Đủ người, máy bay liền xuất phát, không bao lâu liền tới nơi, nhìn từ trên không trung, vấn đề càng tỏ ra nghiêm trọng,
những ngọn đồi bị chặt sạch cây nối liền nhau thành dải dài, trong mà xót lòng, chỉ có mỗi hai bên đường quốc lộ là trồng cây giống để che mắt người khác. Từ Học Bình không kìm được nổi giận ngay trên máy bay, mặt đỏ bừng bừng, tay run run, cầm báo cáo năm nay Sở Lâm Nghiệp nộp lên chính phủ tỉnh ném xuống chân Lưu Hoa Sơn. Sở Lâm Nghiệp các người làm ăn kiểu gì thế? Con số ở trên này từ đâu ra? Lưu Hoa Sơn mặt trắng bệch, tình hình trước mắt căn bản không cho phép ông ta giải thích gì, ông ta có lẽ có thể nói là tệ nạn cũ của người tiền nhiệm, nói chung thế nào cũng có trách nhiệm của ông ta rồi. Tới chưa trực thăng bay tới lâm trường Hồng Chí, Lưu Hoa Sơn mới dám dè dặt hỏi. Tỉnh trưởng, hay là tới lâm trường xem một chút? Không xem. Từ Học Bình mặt hầm hầm. Xuống nghe bọn chúng ba hoa hà. Liên tục bay trên không trung 5 tiếng, 2 giờ chiều quay về chính phủ tỉnh, 9 huyện trung thượng du Tiểu Giang có 7 thuộc về tỉnh Đông Hải, lại đúng là nơi phá hoại tài nguyên rừng đặc biệt nghiêm trọng. Xuống máy bay, Từ Học Bình nói với Lục Văn Phu. Liên hệ với bí thư Đào Tấn cho tôi. Rồi về thẳng văn phòng của mình. Đám người Sở Lâm Nghiệp hốt hoảng, Từ Học Bình nghiêm khắc trách mắng, bọn họ còn gánh chịu được, chuyện một khi đưa lên chỗ bí thư tỉnh ủy, rất có thể là thượng lượng điều chỉnh nhân sự, muốn tước quyền của bọn họ, sao bọn họ lại chẳng hoảng. Lưu Hoa Sơn đưa mắt ra hiệu cho Lục Văn Phu nói hộ, Lục Văn Phu giả vờ không nhìn thấy, Từ Học Bình quyết tâm muốn lấy cái mũ ô sa của ông ta, nếu nói giúp, chỉ chuốc họa vào thân. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai gây ra được. Tôi mới cái chức sở trưởng quái quỷ này hơn một năm, tình huống chẳng lẽ do tôi làm thành tồi tệ như vậy sao? Lưu Hoa Sơn than vãn, hy vọng khiến Lý Nghĩa Giang, Lục Văn Phu đồng tình. Đồng chí tới Sở Lâm Nghiệp hơn một năm, vậy có phát hiện ra vấn đề không? Phát hiện ra có nghĩ cách giải quyết không? Đồng chí làm chức sở trưởng quỷ quái hơn một năm, rốt cuộc làm những chuyện quỷ quái gì? Từ Học Bình đẩy văng cửa, nhìn thẳng vào Lưu Hoa Sơn. Lưu Hoa Sơn mặt tái me tái mét. Quan viên còn lại của Sở Lâm Nghiệp câm như hến. Từ Học Bình gật đật với Trương Khác, bảo Lý Giang Nghĩa. Cậu mời hai vị giáo sư đỡ ít Lâm Nghiệp tới văn phòng tôi. Trương Khác theo Từ Học Bình vào văn phòng, nghe thấy ông không ngừng thở dài, trên bàn đặt báo cáo do mấy giáo sư Đại học Lâm Nghiệp viết ra, còn báo cáo cả Sở Lâm Nghiệp đã vứt đi trên trực thăng rồi. Chu Phúc Thụy, Lý Duyên Tân đi vào, Từ Học Bình sắc mặt nặng nề nói. Tình hình rất nghiêm trọng. Trong báo cáo các đồng chí nói có thể có trận lũ 10 năm mới gặp một lần, rốt cuộc có căn cứ lớn chừng nào. Chu Phúc Thụy không vòng vo như đám quan viên, đáp luôn. Vì hệ sinh thái thượng du đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nên phải nói là đại học thủy 50 năm mới có một lần, còn về phần sinh ra sức phá hoại lớn thế nào, còn phải xem tình hình kiến thiết đê điều. Do thiếu nghiên cứu tất yếu, cho nên đây chỉ là một số phán đoán trên lý luận. Hiện giờ xem ra đề phòng hộ Tiểu Giang cũng là điều khiến người ta quan tâm. Nghe tới đó Trương Khác thở phào, chỉ cần Từ Học Bình ý thức được vấn đề là tốt rồi, còn 2 năm để bù đắp lại, chỉ nghe Từ Học Bình tiếp tục nói. Đợi ít Lâm Nghiệp có thể tăng thêm người để hoàn thành báo cáo này không? Về kinh phí sẽ do chính phủ cấp, có yêu cầu gì, các đồng chí cứ đề xuất trực tiếp với chính phủ. Chương 321, giải quyết chính thái trước. Khi Trương Khác rời chính phủ tỉnh, Từ Học Bình đang mở cuộc họp khẩn cấp về công tác lâm nghiệp, không biết hôm nay ông có bỏ thời gian ra được không, Trương Khác còn muốn nói với ông chuyện trồng rừng. Trương Khác lái xe tới công ty Hải Dụ, tới thẳng văn phòng Tạ Vãn Tình, trợ lý Trương Đình ở vị trí thư ký đang dùng máy vi tính kiểm tra dữ liệu, bên trong không thấy bóng dáng Tạ Vãn Tình đâu, nhưng nhìn thấy một hộp bánh trứng, đột nhiên nhớ ra từ trưa tới giờ còn chưa ăn uống gì. Á! Tạ Vãn Tình đi vào, thấy Trương Khác đang ăn ngấu nghiến. Định cướp lại hộp bánh. Chị vừa mua cho chị đồng đấy. Trương Khác vội đút ngay một cái vào mồm, nói lúng búng. Buổi trưa em không ăn cơm, chị thương em với. Tạ Vãn Tình phì cười, trong hộp còn lại đúng một cái bánh, cô vừa từ phòng vệ sinh ra thì thấy Trương Khác vào văn phòng của mình, không ngờ chỉ chớp mắt đã bị y xử mất 7 cái bánh, chỉ biết lắc đầu đi rót nước. Em không sợ nghẹn à? Không sợ, không sợ, chỉ sợ chị mua về bẫy chuột thôi. Trương Khác nhận lấy cốc nước ấm Tạ Vãn Tình rót cho, y đúng là nghẹn thật, uống luôn 2 ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tình hình hôm nay nhìn thấy như thế nào? Tạ Vãn Tình kéo ghế ngồi đối diện với Trương Khác. Còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đám khốn nạn đó chỉ trồng chút cây giống ở hai bên đường, còn những chỗ không nhìn thấy bọn chúng bỏ mặc để trống trơn, rừng thiên nhiên chẳng còn được 1/3 nữa. Cứ nghĩ lại cảnh nhìn thấy hôm nay Trương Khác lại tức giận.
Tạ Vãn Tình nhíu mày lo lắng hỏi. Nghiêm trọng thế à, tỉnh có biện pháp gì chưa? Đang mở cuộc họp khẩn cấp, có biện pháp gì thì em chưa biết. Trương Đình qua một ngày đã kiếm được chút tài liệu rừng giấy nhất thể hóa, Trương Khác ở lại văn phòng Tạ Vãn Tình xem tài liệu rồi cùng cô đi mua bánh trứng chợ Tân Mai Uyển. Từ học bình tới tận 11 giờ đêm mới về nhà, vừa về tới nơi là gọi Trương Khác vào thư phòng. Cuộc họp buổi chiều quyết định đình chức Lưu Hoa Sơn, do một thư ký trưởng chính phủ từng công tác trong hệ thống lâm nghiệp tạm thay thế. Mặc dù hạ quyết định lập tức dừng chặt phá rừng thiên nhiên, nhưng công ty lâm sản toàn tỉnh có tới gần 1 vạn công nhân sắp đối diện với vấn đề không có việc làm, đây là đau đầu. Đối với Trương Khác thì không thành vấn đề, việc trồng rừng vốn cần rất nhiều công nhân, nhưng y không trực tiếp thu nhận số công nhân này, gánh nặng quá lớn, y gánh không nổi, có thể hợp tác với các lâm trường trồng rừng để bọn họ tự bố trí. Trương Khác đem dự tính của mình nói ra. Cẩm Hồ định thực hiện rừng giấy nhất thể hóa trước dự kiến, lập tức làm ngay, năm nay có thể đầu tư 200 triệu dùng hình thức hỗn sinh trồng rừng trong 9 huyện ven sông Tiểu Giang, năm sau tăng lên tới 600 triệu, thêm vào hạng mục làm bột giấy, toàn bộ hạng mục khả năng chừng 6 tỷ. Hả? Từ học bình nhìn Trương Khác chăm chăm, Cẩm Hồ lập hạng mục 6 tỷ đúng là rắn nuốt voi, hỏi. Mẹ chỉ đồng đã ngủ chưa? Từ học bình hỏi thế vì Hải Dụ là cổ đông lớn nhất của Cẩm Hồ. Trương Khác lắc đầu. Trước khi chính thức khởi động hạng mục này, cháu sẽ lấy cổ phần của Ái Đạt đổi với Hải Dụ. Từ học bình thấy Trương Khác đã suy xét tới cả vấn đề này, nhưng chưa yên tâm. Liệu quy mô có lớn quá không? Trồng rừng trên 9 huyện, quá phân tán, khó khăn theo đó tăng lên, mang tới nguy hiểm đầu tư cực lớn. Tiếp đó Trương Khác giải thích việc đầu tư lớn làm bột giấy ở hậu kỳ là mồi nhử. Dụ chính phủ địa phương coi trọng công tác trồng rừng, tích cực phối hợp với Ái Đạt. Từ học bình ừm một tiếng, cảm thấy làm thế rất có tính khả thi, Hải Dụ lui khỏi Cẩm Hồ khiến ông có thể công khai ủng hộ hạng mục này. Chiều tối đọc tài liệu làm trong đầu Trương Khác có nhận thức rõ ràng về việc nhất thể hóa, ngồi trong thư phòng nói chuyện với Từ học bình rất lâu, ăn xong bánh trôi nước do Tạ Vãn Tình nấu rồi mới đi ngủ. Trước khi khởi động, vấn đề cần giải quyết đầu tiên là tập đoàn chính thái. Buổi chiều ngày 8 tháng 3, Tạ Kiếm Nam đứng trước cửa sổ nhìn nắng chiều, tâm tình có chút phiền muộn, Trần Tĩnh gọi điện tỏ ý cô không muốn tới Hải Thái làm việc, cho dù cha cô là Trần Gia Thiện đầu tư vào Hải Thái cô cũng không tới. Tạ Kiếm Nam cũng không muốn hai người làm việc cùng nhau, như thế này sau này hắn không có cớ đi xã giao công tác để trốn đi chơi bời, nhưng thái độ Trần Tĩnh thay đổi làm hắn không hài lòng, song không hiểu biến cố sinh ra từ đâu. Trước đó Trần Gia Thiện quyết định tham gia cổ phần Hải Thái. Nhưng lấy điều kiện để Trần Tĩnh đến Hải Thái làm việc. Tạ Kiếm Nam đứng nhìn hoàng hôn đến xuất thần, lúc này cả vùng trời trước mặt hắn biến một màu đỏ như lửa, đột nhiên chiếc điện thoại kiểu cổ rát vàng trên bàn reo lên, làm hắn giật mình. Có thể gọi điện thoại trực tiếp tới văn phòng của hắn chỉ có vài người, những người khác đều phải thông qua thư ký, hắn còn tưởng Trần Tĩnh gọi điện thoại tới, nhấc máy lên thì là giọng của Tạ Hán Tĩnh. Đan Mai chuyển phương án mua nhà máy Tân Quang về rồi đấy, cháu tới xem đi. Giọng của Tạ Hán Tĩnh có hơi trầm, chỉ thông báo ngắn gọn rồi cúp điện thoại. Tạ Kiếm Nam vẫn còn cầm ống nghe, cái điện thoại cổ này trông như khúc xương vàng, không biết xảy ra chuyện gì, sao mình phải tham dự mua nhà máy Tân Quang. Trước kia hắn lợi dụng điều kiện mua lại của quỹ gia tộc, mua lấy 30% cổ phần của Tạ Vãn Tình, nhưng sau đó hắn tập trung tinh lực lên chuỗi siêu thị điện máy của Hải Thái, hơn nữa Cẩm Hồ vận hành kinh doanh rất xuất sắc, không thấy có vấn đề gì. Tạ Gia Nhìn thừa nhận nỗ lực của Tạ Vãn Tình, tài năng quản lý kinh doanh của Tạ Vãn Tình bộc lộ hoàn toàn tại đây, nhớ lại trước kia ủng hộ Tạ Chiêm, Tạ Vãn Sơn mà tìm cách đẩy Tạ Vãn Tình ra khỏi vòng hạch tâm của gia tộc, đúng là một tổn thất lớn. Tạ Kiếm Nam không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dặn dò qua loa thư ký vài câu, xuống lầu, đi bộ qua một con đường, liền tới tòa nhà Thái Dụ nơi đặt tổng bộ tập đoàn chính Thái. Tòa nhà Thái Dụ còn dư văn phòng. Nhưng Tạ Kiếm Nam lại chọn địa chỉ văn phòng Hải Thái trong tòa nhà cách đó một con đường, hắn không muốn mãi bị cái bóng của xí nghiệp gia tộc phủ trên người, mặc dù tại Hải Thái, chính Thái cũng chiếm 67% cổ phần. Tạ Kiếm Nam đứng trước văn phòng Tạ Hán Tĩnh khẽ thở ra một hơi. Sao anh lại đứng ngoài cửa? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau. Tạ Kiếm Nam quay đầu lại thấy thư ký của Tạ Hán Tĩnh đang ôm một đống tài liệu. Để tôi giúp cô nào. Tạ Kiếm Nam đưa tay ra, vờ vô ý xuyên tay vào trước ngực cô cầm lấy một xấp tài liệu, mờ u bàn tay lướt qua bầu ngực cô thư ký xinh đẹp, liếc nhìn gò má ửng hồng có cô, làm như không hay biết đẩy cửa vào văn phòng của Tạ Hán Tĩnh,
cha hắn Tạ Hán Minh cũng có trong đó, ngoài ra còn có phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của tập đoàn. Phương án mua lại có vấn đề gì ạ? Tạ Kiếm Nam vào phòng hỏi ngay. Tạ Hán Tĩnh bảo thư ký đặt văn kiện xuống, lấy một bản văn kiện trên bàn đưa cho Tạ Kiếm Nam. Cháu cứ xem đi đã. Tạ Kiếm Nam lật xem tới phần tóm tắt thu mua, bị con số trên đó làm cho hoảng sự. Chú con số không sai chứ ạ? Chú vừa gọi điện xác nhận rồi. Tạ Hán Tĩnh không phủ nhận, lúc đầu ông cũng hoài nghi liệu có nhầm lẫn trong quá trình đánh máy hay không. Tài sản của Tân Quang tuyệt đối không quá 1.500 vạn, giá mua đưa ra lại lên tới 3.000 là sao? Tạ Kiếm Nam thực sự cho rằng mình nhìn nhầm rồi, lật xem ước định tài sản nhà máy, đúng là chỉ có hơn 1.400 vạn. Phương án này do Khu Thành Nam đề xuất ra ạ? Không, phương án cuối cùng này được Việt Tú, Hải Dụ xác nhận. Tạ Hán Tĩnh khẽ lắc đầu. Chương 322, Tạ Kiếm Nam đánh úp. Tức là chúng ta chỉ còn quyền lợi chấp nhận hay không nữa thôi sao? Tạ Kiếm Nam ấp úng hỏi, sắc mặt mọi người đều không dễ coi chút nào, đây là chuyện từ khi chính thái lớn mạnh đến nay chưa từng gặp. Chế độ chuyển quyền sở hữu quốc xí dần kéo màn, quốc gia yêu cầu giá chuyển nhượng không được thấp hơn tài sản cố định của xí nghiệp, nhưng nhà đầu tư thường tìm mọi cách đánh giá thấp tài sản quốc hữu, sau đó mới mua. Tạ Kiếm Nam hoàn toàn tin tưởng Cẩm Hồ có năng lực mua lấy Tân Quang bằng giá thấp nhất, cho dù có áp giá tới dưới 1.000 vạn cũng không có gì là lạ. Cái giá 3.000 vạn làm hắn choáng váng, nó vượt ngoài mọi dự tính. Tạ Hán Tĩnh mặt âm trầm nói. Thái độ của Vãn Tình làm người ta nhìn không thấu, chúng ta mất đi chủ động rồi, hai người thấy chuyện này xử lý ra sao đây? Bỏ à! Tạ Kiếm Nam siết chặt nắm đấm, hắn biết Cẩm Hồ và Ái Đạt liên quan tới nhau rất sâu. Ái Đạt có thể thành con bò sữa siêu cấp cho Cẩm Hồ, chính thái hiện không còn ưu thế về tài chính nữa, chẳng lẽ từ bỏ. Tạ Kiếm Nam không cam lòng, mím môi tới trắng bệch không nói một lời. Tạ Hán Minh trầm ngâm hỏi. Anh nói bỏ là bỏ lần thu mua này, hay là hoàn toàn rút khỏi Cẩm Hồ? Tạ Hán Minh hừ một tiếng. Rõ ràng người khống chế thực tế đằng sau Ái Đạt và Cẩm Hồ đều cái công ty do con trai Từ Học Bình sáng lập trước kia cùng City Việt Tú thần bí, Cẩm Hồ ra giá càng lớn. Ái Đạt sẽ có được càng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ, đó là biến tướng của chuyển rời lợi ích. Vãn Tình nó đã không coi mình là người nhà họ Tạ nữa rồi, chúng ta nếu còn dây dưa với bọn chúng, ở việc này, cuối cùng thua thiệt chỉ có chúng ta. Ông ta nói ba chữ ở việc này rất nặng, hiển nhiên cũng không cam lòng. Doanh lợi của Cẩm Hồ nửa cuối năm ngoái là bao nhiêu? Tạ Kiếm Nam chưa chịu từ bỏ. Trên phương án thu mua có số liệu tài vụ năm ngoái đi kèm. Năm ngoài Cẩm Hồ tăng thêm 3.000 vạn đầu tư thiết bị xử lý nước, cho nên trên sổ sách, không lãi được một xu nào. Tạ Hán Tĩnh càng nói mặt càng tối lại. Năm ngoái chính thái lấy 3.000 vạn mua lấy 30% cổ phần của Cẩm Hồ, lúc này chủ động rút cổ phần, kết quả tốt nhất là lấy lại được 3.000 vạn, như thế khác gì cho Cẩm Hồ vay không lãi 3.000 vạn hơn nửa năm. Nếu đánh giá một cách nghiêm túc, tài sản cố định của Cẩm Hồ còn chưa tới 100 triệu. Năm ngoái bọn họ đưa ra giá mua cao như vậy là muốn lợi dụng ưu thế tài chính, cùng điều kiện mua lại nhà máy giấy, từng bước chiếm đoạt cổ phần của Cẩm Hồ, không ngờ hiện mất đi ưu thế tài chính, còn việc mua lại nhà máy giấy là sợi dây thường trói buộc bọn họ. Tạ Kiếm Nam biết chú hai ý đã quyết, trong nước có nhiều cơ hội như vậy, sống chết bám lấy không phải là phong khách của ông ta. Lần này Tạ Hán Tĩnh gọi hai cha con hắn tới vì năm ngoái cha con hắn kiên trì mua lại cổ phần của Tạ Vãn Tình, nói cách khác đây là một lời cảnh cáo. Tạ Kiếm Nam không phục, song đành phải giữ im lặng, buổi sáng hắn nhận được điện thoại của Cát Ấm Quân, công ty thực nghiệp Gia Tín thuốc sở hữu của Cát gia ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông thảo luận một phương án mua cổ phần, đối tượng không ngờ là City hữu hạn Việt Tú HK, mà đại biểu pháp nhân của công ty này là Hứa Tư. Tạ Kiếm Nam bảo Cát Ấm Quân đem tư liệu công khai chuyển cho hắn, sau khi cổ phần, Việt Tú HK sẽ có 25% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín. Nhớ lại năm ngoài gặp Trương Khác và Hứa Tư ở Hong Kong, còn tưởng bọn họ thuần túy tới dự sinh nhật Tôn Tĩnh Mông, không ngờ có giao dịch như thế này. Người làm ăn biết thời thế, dù không cam lòng tới đâu Tạ Kiếm Nam cũng không mất đi lý trí. Cho dù muốn rút toàn bộ cũng còn có nhiều chỗ phải đàm phán, cháu sẽ tới Hải Châu phụ trách việc này. Ngày 9 tháng 3, Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu đàm phán chuyện rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ, đây là lần đầu tiên từ khi hắn lên đại học tham gia kinh doanh bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, chính thái lần này mất hết thể diện. Tất cả đều về thế của Ái Đạt quá mạnh, mùa hè năm ngoái chỉ còn là công ty không tên tuổi,
nay đã nhảy vọt lên thành doanh nghiệp điện tử nổi tiếng nhất trong nước, chiếm 40% thị phần đầu đĩa, có thành tích đáng kiêu ngạo như vậy, chính thái không thể không né tránh. Rời khỏi đường cao tốc, Tạ Kiếm Nam một tay giữ vô lăng, tay trái chống lên cửa sổ, nghĩ lại lời phân tích của cha mình. Trên tỉnh có Từ Học Bình bảo hộ, bọn họ kinh doanh ở Hải Châu vững như bàn thạch, cố xen vào là thất sách. Triệu Cẩm Vinh của tập đoàn Cẩm Thành thuộc hệ phó thị trưởng Vạn Dũng, hình như có chút va chạm với bọn chúng, có thể tận dụng được. Ngoài ra tòa nhà kia của Cẩm Thành chắc sắp xây xong rồi. Vì thế Tạ Kiếm Nam quyết định đi tìm Triệu Cẩm Vinh trước, quay sang liếc nhìn thư ký ngồi ở ghế phụ nhắm mắt tựa hồ ngủ rồi, mặc dù dung mạo kém hơn so với Trần Tĩnh, nhưng hơn ở chỗ ngoan ngoãn nghe lời, da rẻ trắng hơn tuyết, ngực nở eo thon, cực gợi cảm. Tạ Kiếm Nam chuyển tay lái, đưa tay luồn dưới lớp váy bó của cô thư ký, khẽ bóp một cái, đánh thức cô ta dậy. Uyển Tú, em liên hệ với giám đốc Triệu của Cẩm Thành cho anh tới bái phòng ông ta trước, để ông ta bày tiệc chiêu đãi hai ta. Vừa sờ đùi thư ký, Tạ Kiếm Nam vừa nghĩ, Trần Tĩnh không tới Hải Thái cũng tốt, có cả hai cô gái bên cạnh, Thành chẳng ăn được cô nào. Triệu Ti Minh nghe cha hắn nói Tạ Kiếm Nam thời thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ đã hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được gia tài trăm triệu. Hắn cũng được kế thừa gia sản trăm triệu của cha, nên chẳng hâm mộ Tạ Kiếm Nam mấy, nhưng cực kỳ hâm mộ cô thư ký xinh đẹp nhu mì bên cạnh Tạ Kiếm Nam. Trong tất cả cô gái mà hắn biết, chỉ có Đường Thanh và Trần Phi Dung là xinh đẹp hơn cô gái này, nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt độc ác như sói của Trương Khác là hắn lại không rét mà run. Triệu Ti Minh chuyện gì không giỏi chứ suy đoán lòng phụ nữ lại có chút năng khiếu, chỉ ngồi bàn tiệc một chút là nhìn ra Tạ Kiếm Nam và thư ký có quan hệ mập mờ, thầm kêu đáng tiếc, cha hắn không cho hắn tìm một cô thư ký xinh đẹp. Tạ Kiếm Nam tới Hải Châu tìm mình đầu tiên, Triệu Cẩm Vinh lòng rất mừng, chẳng phải là ông ta thích sĩ diện hảo, mà là vừa khéo có chuyện. Trước kia ký hợp nghiệp hợp tác với Thịnh Hâm là bị áp lực từ phía chính phủ, thành ủy, địa ốc Cẩm Thành tăng tiến độ xây dựng tòa nhà Phủ Thiên, hiện công trình sắp hoàn thành, nhưng lại được cho biết trọng điểm chiến lược kinh doanh của Thịnh Hâm không còn ở trong tỉnh, hiệp nghị trước kia biến thành đống giấy lộn. Ông ta cần tìm người khác bán tòa nhà Phủ Thiên, Hải Thái của Tạ gia đang phát triển chuỗi siêu thị điện máy trong tỉnh, thành mục tiêu lớn nhất. Đương nhiên, trước khi bỏ hợp tác với Diệp gia, Triệu Cẩm Vinh từng nói chuyện hợp tác tương tự với Tạ Hán Minh, chỉ là chưa đi sâu thêm. Hiện còn 2-3 tháng nữa tòa nhà Phủ Thiên sẽ hoàn thành, Triệu Cẩm Vinh hy vọng Tạ gia mau chóng hoàn thành chuyện này, mua hay thuê cũng được, ông ta mau chóng rút tiền ra còn làm hạng mục khác. Mảnh đất có tấm bia thời Tống chẳng biết bao giờ mới giải quyết được, Cẩm Thành bị vướng 3.000 vạn vào trong đó, chuyện này cũng làm Triệu Cẩm Vinh tức tối. Ăn cơm chưa xong, Tạ Kiếm Nam cùng thư ký nghỉ ngơi trong khách sạn. Sau đó theo Triệu Cẩm Vinh tới công trường tòa nhà Phủ Thiên. Tòa nhà Phủ Thiên lúc này đã ốp xong đá cẩm thạch bên ngoài, đúng là kiến trúc sang trọng nhất Hải Châu, con đường tiền nhai được mở rộng, làm vị trí của nó càng trở nên ưu việt, chỉ là kiến trúc xung quanh chưa được xây dựng, trông hơi trơ trọi. Đứng ở bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, Tạ Kiếm Nam thấy khu phố cổ phía đông có vài trạch viện đang tu sửa, cửa ngõ có một tòa kiến trúc được dùng bạt bao quanh, tựa hồ có hành động không phải nhỏ, hắn hỏi. Phía đông có giải tỏa không? Thành phố không nói là không, có điều trong thời gian ngắn chưa giải tỏa được. Triệu Cẩm Vinh không rõ chi tiết, nhưng đoán ra phần nào. Phía tây giải tỏa sinh ra vô số hộ gia đình chưa được bố trí ổn thỏa, cảm tưởng phía đông không giải tỏa nổi nữa rồi. Triệu Ti Minh khinh khỉnh nói. Sao không giải tỏa chứ ạ? Lục sụp sập sệ, trông chẳng hay ho gì, hơn nữa thành phố ra quy hoạch rồi, không thể nói sửa là sửa được. Tôi thấy không phải là sập sệ đâu. Kiến thức của Tạ Kiếm Nam đương nhiên hơn hẳn Triệu Ti Minh. Có kẻ đang muốn mượn gió đông của Phủ Thiên đấy. Triệu Cẩm Vinh gật đầu, có điều nhà cũ xung quanh cải tạo tu sửa, đâu phải không có lợi cho Phủ Thiên. Thành phố chính vì không thể tùy tiện sửa quy hoạch, cho nên không sửa ngay mà thôi. Tạ Kiếm Nam chỉ tay vào ngõ Đan Tỉnh trước mặt, hỏi. Giám đốc Triệu, mấy cái trạch viện cũ xung quanh này là của ai đấy? Bọn họ chắc là biết nội tình hơn ông. Cha rồi, nhưng không ra ai ở đằng sau, trước đó Cẩm Hồ có mua hai trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh, trước cả khi tòa nhà Phủ Thiên, khi ấy xôn xao cả lên, đều nói Sa Điền sắp giải tỏa hết rồi, quả nhiên về sau Tây Sa Điền liền giải tỏa, chính thái là đại cổ đông của Cẩm Hồ mà không biết sao. Hai tòa trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh sớm đã chuyển sở hữu trước khi chính thái vào Cẩm Hồ, Tạ Kiếm Nam đương nhiên là không biết, nhưng lúc này thì hắn lưu tâm rồi. Hải Châu thì còn có ai biết tin sớm hơn giám đốc Triệu?
tôi thấy đó là người của Cẩm Hồ. Có điều tu sửa không nhanh bằng đập đi xây lại, điều này thật khó hiểu, giống việc mua Tân Quang với giá cao vậy, tâm tư của người đứng sau Việt Tú, Tạ Kiếm Nam nghĩ mãi không thấu, đó cũng là nguyên nhân mà tuy hắn không cam lòng vẫn đồng ý rút khỏi Cẩm Hồ. Triệu Cẩm Vinh gật đầu, ông ta cũng nghĩ thế, có điều Cẩm Hồ trước giờ không tham gia việc khai thác địa ốc Hải Châu, nên ông ta không để ý mấy. Tạ Kiếm Nam đi một vòng quanh tòa nhà Phủ Thiên, trong lòng cơ bản đã có quyết định. Hải Thái có thể thuê 3 tầng đầu 8.000 m², tòa nhà sắp xây xong rồi, nên bàn kỹ hơn. Triệu Cẩm Vinh hơi thất vọng, ông ta mong Hải Thái mua đứt luôn, hiện việc xoay vòng vốn của Cẩm Thành hơi khó. Tạ Kiếm Nam nhìn ra, hỏi. Sao vậy, giám đốc Triệu có gì khó xử à? Triệu Cẩm Vinh cười. Tôi và chú hai cậu quen biết nhau 10 năm rồi, chẳng cần giấu nữa, nơi này mặc dù tiềm lực tăng giá rất cao, nhưng trong tay Cẩm Thành còn mảnh đất khác không thể để hoang phí được, mà ngân hàng thì khống chế khoản vay rất nghiêm. Triệu Cẩm Vinh nói thế là thừa nhận tài chính eo hẹp cả Cẩm Thành rồi, nhưng Hải Thái làm chuỗi siêu thị điện máy, chiếm dụng tài chính rất lớn, có thể thuê được thì thuê, không tùy tiện mua bất động sản, nếu không kinh doanh không tốt, tới rút lui cũng trở nên khó khăn. Tạ Kiếm Nam gật đầu nói. Giám đốc Triệu có nghe tới quyền tài sản kiểu cửa hàng chưa? Giám đốc Tạ du học trở về, kiến thức nhiều hơn tôi, nguyện nghe kỹ hơn. Muốn kiềm chế Cẩm Hồ, Việt Tú thì Cẩm Thành là đối tác không tệ, Tạ Kiếm Nam cũng sẵn lòng giúp bọn họ giải quyết quẫn bách tài vụ, giải thích. 3 tầng đầu của Phủ Thiên là kiểu cửa hàng chỉnh thể, muốn bán hết là rất khó, cho dù Cẩm Thành muốn bán cho Hải Thái, chúng tôi cũng không thể trả được giá cao. Ở nước ngoài có kiểu tiêu thụ cửa hàng chỉnh thể mới, là ủy thác cho doanh nghiệp tiến hành kinh doanh thống nhất, ví dụ như cho Hải Thái chúng tôi thuê mở siêu thị điện máy, nhưng quyền sở hữu lại chia thành mấy trăm phần độc lập bán đi. Người đầu tư không trực tiếp kinh doanh, chỉ lấy quyền sở hữu của mình ra lấy tiền thuê và tài sản tăng giá. Tôi thấy các ông muốn bán, có thể ước định với người đầu tư tỷ lệ tiền thuê hấp dẫn từ 10, 12%, đối với nhà đầu tư bảo thủ, nếu nhìn thấy giá trị tăng hơn lợi tức ngân hàng, lại còn có hoa hồng, chắc chắn tham gia. Chỉ cần tuyên truyền thích hợp, sẽ rất có sức hấp dẫn. Triệu Cẩm Vinh gật gù, ý này rất hay nhưng đây là chuyện lớn cần phải suy xét kỹ hơn. Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh lên xe chuẩn bị rời đi, thấy một chiếc xe thể thao xám bạc từ con đường sườn phía đông tòa nhà Phủ Thiên rẽ vào, chiếc xe này không quá đắt giá, nhưng vừa mới xuất hiện, trong nước hẳn chưa có mấy người có. Tạ Kiếm Nam nhìn chiếc VS40 đi tới bên cạnh, không biết có phải là chiếc xe Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh gặp trên đường cao tốc hay không, tên câm đó thật đáng thương, không ngờ gặp phải tiểu ma đầu Tạ Tử Gia, khi hắn thấy Trương Khắc xuất hiện từ cửa sổ xe vẫy tay, lòng bất giác trầm xuống. Tạ Lão Lục, sao lại rảnh rỗi tới đây dạo thế? Trương Khắc liếc nhìn chiếc xe của Triệu Cẩm Vinh bên cạnh, nghĩ, Tạ gia muốn hợp tác với Cẩm Thanh rồi, nói. Tòa nhà này không tệ, Tạ Lão Lục muốn tới Hải Châu mở cửa hàng à? Hoan nghênh, nhớ để một quầy cho Ái Đạt nhé. Nếu được, Tạ Kiếm Nam hận không thể ném tất cả đầu đi Ái Đạt đi thì có, nhưng hắn là người có lý trí, kinh doanh là kinh doanh, ân oán tư là ân oán tư. Thậm chí hắn không can thiệp chuyện giám đốc cửa hàng tuyên truyền cho Ái Đạt, điều này làm hắn rất uất, nhưng ai bảo Hải Thái lúc này chưa làm nên trò trống gì. Nhưng cho hắn thấy một khả năng, hắn không ngại đạp Ái Đạt xuống bùn. Anh lần này vẫn là đại biểu của Việt Tú sao? Ồ, anh nói chuyện đó hả? Trương Khắc ngoẹo đầu nói. Chính Thái đã quyết định chưa, chuyện nhỏ này chẳng cần nghiêm túc mở cuộc họp cổ đông thảo luận, nếu mở thì nói không chừng tôi sẽ đại biểu cho Việt Tú tham gia. Chúng tôi từ bỏ. Tạ Kiếm Nam cố bình tĩnh nói. Bỏ tăng vốn đầu tư mua lại sao? Trương Khắc vờ hồ đồ. Vậy chính Thái đồng ý cho Việt Tú điều chỉnh cổ phần. Chỉ một mình Việt Tú thôi sao? Tạ Kiếm Nam mặt âm trầm, Việt Tú liền một lúc tăng 3.300 vạn, sau khi điều chỉnh cổ phần, Việt Tú sẽ nắm quyền khống chế cổ phần. Trương Khắc cười, chính Thái quen dùng ưu thế tái chính chèn ép người khác, hiện giờ bản thân gặp cảnh này chắc cay cú lắm. Tôi ngay tại đây đại biểu cho Việt Tú đề xuất mua lại 30% cổ phần Cẩm Hồ trong tay chính Thái với giá 3.000 vạn tiền mặt. Tạ Kiếm Nam sắc mặt rất khó coi, xem ra bọn chúng chỉ muốn chính Thái rút lui, hơn nữa còn không thêm một xu, 3.000 vạn coi như bỏ đấy hơn nửa năm không dùng rồi, số tiền này lấy đi mở hai cửa hàng, nửa năm có thể kiếm được doanh loại 1.000 vạn. Nhưng chính Thái có thể không rút lui sao? Triệu Cẩm Vinh ngồi trên xe, thấy Tạ Kiếm Nam dừng lại nói chuyện với Trương Khắc. Không nghe thấy bọn họ nói gì, hai người này quen nhau cũng là bình thường,
song nói chuyện cách cửa sổ xe, xem ra hết sức lãnh đạm. Triệu Cẩm Vinh cũng chỉ gặp qua Trương Khác vài lần, ấn tượng sâu nhất là lần bị Phó Tuấn bóp cổ, Trương Khác đưa Mã Hải Long đi. Mặc dù chuyện đó không để lại hậu quả gì, song là lần đầu tiên Triệu Cẩm Vinh bị làm bẽ mặt từ sau khi phất lên ở Hải Châu. Trương Khác tuy chỉ là thiếu niên nhưng sau lưng có Đường Học Khiêm, Từ Học Bình, đúng là chuyện làm người ta nản chí. Triệu Cẩm Vinh bảo lái xe đi tới, làm ra vẻ phóng khoáng nói. Giám đốc Tạ cũng quen Khác thiếu gia vang danh Hải Châu sao? Trương Khác nghe thế nghĩ, chắc là không bao lâu nữa mình thành đệ nhất ác bá Hải Châu rồi, đúng là nản, đáp cho có lệ. Tất nhiên quen rồi, hơn nữa còn rất quen là Khác. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà Phủ Thiên nói. Nơi này sắp xây xong, Cẩm Thành hẳn là kiếm lớn rồi. Đi qua nhìn thấy đại sảnh rất khí phái. Tiếc là cả đại sảnh liền một thể, không dễ bán. Triệu Cẩm Vinh đắc ý nói. May nhờ có giám đốc Tạ tặng lời, nơi đó định phân quyền sở hữu ra bán. Trương Khác liếc nhìn Tạ Kiếm Nam, xem ra hắn đúng là có vài phần kiến thức, chuyện này không tiếp tục kiềm chân Cẩm Thành được nữa, làm Trương Khác khó chịu. Chương 323, không cần phải hoảng. Triệu Cẩm Vinh có lẽ có bộ mặt hung ác, nhưng đó là với người không có quyền thế thôi, nếu lúc này Chu Phú Minh gọi ông ta tới tát ngay một cái trước mặt mọi người, Triệu Cẩm Vinh lại dám trở mặt sao? Cái xã hội này bản chất là cá lớn nuốt cá bé. Tạ Kiếm Nam chỉ cần để cái xương này mãi vướng trong cổ họng Triệu Cẩm Vinh là được rồi, ít nhất khi ở dưới tình huống lợi ích hai bên nhất trí, ông ta sẽ vui vẻ kiềm chế Cẩm Hồ, ái đạt. Tạ Kiếm Nam cười tươi tỉnh. Không biết Cẩm Thành cũng làm đầu đĩa, có kiếm được không? Kiếm được chứ, một tháng lợi nhuận gần 60 vạn. Triệu Ti Minh nhìn tới tận bây giờ mới có cơ hội khoe khoang, căn bản không nhìn mặt cha, nói tranh. Giờ mới biết ái đạt kiếm tiền chẳng khác gì ăn cướp được. Chúng tôi một tháng sản xuất 1.000 máy, ái đạt một tháng sản xuất 10 vạn máy, mẹ ơi, không biết một tháng vớ được bao nhiêu tiền. Nếu ái đạt không kiếm được nhiều tiền như thế từ thị trường đầu đĩa, chính thái sao phải nhượng bộ? Sao Cẩm Thành không tăng quy mô lên, mỗi tháng có 1.000 thôi à? Hải thái có thể bán hộ cho các vị. Tạ Kiếm Nam tỏ ra hào phóng. Triệu Cẩm Vinh tức thì hăng hái, bị Tạ ra khích bác đi làm tốt thí đấu với Cẩm Hồ, ái đạt thì tất nhiên ông ta không làm. Nhưng liên hợp với Tạ gia đối phó thì có thể suy tính. Bạn đầu Triệu Cẩm Vinh bảo con trai làm đầu đĩa cũng không nghĩ có lợi nhuận cao như thế, nếu có khả năng ông ta cũng muốn làm lớn, thấy ái đạt kiếm tiền như vậy, sao chẳng thèm. Nhưng cả về cung ứng linh kiện lẫn kỹ thuật, thị trường đều có thiếu sót, không làm lớn được. Hiện giờ hạn chế chủ yếu là cung cấp linh kiện, nguồn mắt đọc đáng tin cậy nhất là của Philip đã hết hạn, đương nhiên giải quyết được nguồn cung linh kiện thì hạn chế lớn nhất là thị trường. Bọn họ hiện giờ lén lút dán mác ái đạt, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam cho siêu thị của mình bán hàng giả? Triệu Cẩm Vinh thăm dò. Ái đạt chắc đắc tội với giám đốc Tạ không ít, tôi thấy thế cũng tốt, chúng tôi lấy đầu đĩa dán mác ái đạt đưa tới cửa hàng của Hải Thái bán nhé. Chiêu này hay lắm, chơi chết nó đi, chúng ta không cần lén lút nữa, có giám đốc Tạ giúp, ái đạt làm sao tra ra được. Triệu Ti Minh hưng phấn reo lên. Triệu Cẩm Vinh hận không thể đá thẳng con ngu này văng xuống xe. Tạ Kiếm Nam cười lạnh, cha không tới các người, nhưng Hải Thái thì đóng cửa rồi. Nếu Hải Thái bán hàng giả của ái đạt, chỉ e Trương Khác có nằm mơ cũng cười được, làm sao để người ta nắm thóp thế được. Tạ Kiếm Nam biết Triệu Cẩm Vinh chỉ thăm dò mình thôi, cười nói. Chẳng cần phải nhất định đối đầu với ái đạt, dù sao phát tài mới là quan trọng, mô hình của ái đạt chẳng phức tạp, chẳng qua chúng làm công tác thị trường thành công thôi, tôi thấy giám đốc Triệu có ý làm, Hải Châu sẽ xuất hiện ái đạt thứ hai. Nếu Cẩm Thành muốn làm lớn, chính thái có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, về mặt phát triển thị trường, Hải Thái cũng có chút ảnh hưởng. Triệu Cẩm Vinh động lòng rồi, song vẫn hỏi. Giám đốc Tạ có tham gia chứ? Tạ Kiếm Nam biết hiện làm đầu đĩa rất có lãi, nhưng hắn chọn con đường làm chuỗi siêu thị điện máy, không phân tâm chuyện ngoài nữa, dù sao đâu thể kiếm hết tiền trên đời này. Song nhìn bộ dạng cẩn thận như sợ người ta lấy ông ta ra làm tốt thí, nếu hắn không tham gia. Với cái khí phách của Triệu Cẩm Vinh chẳng dám làm lớn. Giám đốc Triệu sẵn lòng chia canh cho tôi sao? Triệu Cẩm Vinh cười ha hả. Thời buổi này ăn một mình không phát tài được. Giám đốc Triệu khẳng khái như thế tôi sẽ ở lại Hải Châu 2 ngày, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Mọi nói vậy nhưng lúc này trong đầu hắn lờ mờ hiện ra một kế hoạch có thể đánh úp. Tạ Kiếm Nam nói như thế, Triệu Cẩm Vinh không cho rằng hắn lừa mình nữa,
hiện giờ ông ta cũng rất hy vọng hợp tác với Chính Thái, tránh bị cô lập ở Hải Châu. Tạ Kiếm Nam quyết định ở lại, nên không vội nhường bộ Cẩm Hồ nữa, buổi chiều rất muộn mới tới Cẩm Hồ, hội diện với Đan Mai, không thảo luận mấy vấn đề thực tế đã quay về nhà khách Triệu Cẩm Vinh chuẩn bị cho hắn. Không ô không. Trương Khác bình tĩnh đối diện với chuyện Cẩm Thành hợp tác với Hải Thái, vì trừ khi có được thế mạnh tuyệt đối, nếu không khó mà lấp hết được đường lui của đối phương, có điều lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải là phong cách của Trương Khác, chỉ mong cha con Triệu Cẩm Vinh sau này an phận biết quy củ một chút, có điều khả năng này không cao. Trương Khác biết chuyện Tạ Kiếm Nam tới Cẩm Hồ không nói mấy tới chuyện đầu tư đã về nhà khách, không khỏi nghĩ, Tạ Kiếm Nam và cha con họ Triệu ở với nhau lâu như vậy, bọn chúng mưu tính gì? Chiều ngày hôm sau, Trương Khác trên đường từ khu công nghiệp điện tử về, vốn định cùng Tạ Vãn Tình tới vườn Bách Thảo, không ngờ lại gặp xe của Triệu Cẩm Vinh, khi hai xe giao nhau, thấy Tạ Kiếm Nam ở trong đó. Xe Triệu Cẩm Vinh đi tới trước trừ khu công nghiệp điện tử thì là ruộng lúa, rồi đê sông Tiểu Giang, tin rằng Tạ Kiếm Nam không phải tới đây ngắm phong cảnh sông nước đầu xuân. Bọn chúng tới đây làm gì? Chu Du ngồi ở ghế phụ nhìn thấy Tạ Kiếm Nam đầu tiên, dù sao ở Hải Châu chỉ có nhà máy điện tử phía dưới Cẩm Thành là có thể uy hiếp tới Ái Đạt, mà Hải Thái lại có mạng lưới tiêu thụ hùng hậu trong tỉnh, thấy Tạ Kiếm Nam đi cùng Triệu Cẩm Vinh trong lòng không tránh khỏi có dự cảm không lành. Tạ Vãn Tình không thể vờ như không thấy Tạ Kiếm Nam, cách cửa sẽ khẽ mỉm cười, nhưng không có ý xuống chào hỏi, cuối cùng cô đã đi trên con đường hoàn toàn khác gia tộc rồi. Tạ Lão Lục hình như đã nhìn thấy chỗ yếu của em mất rồi. Khuôn mặt đường nét sáng sủa điển trai của Trương Khác thoáng hiện nụ cười, mắt chăm chú nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài, một tờ tạp chí tài chính đặt trên đùi y, lật ở trang đăng bài tập đoàn Khang Giai trong ngày quốc tế phụ nữ giảm giá toàn bộ mặt hàng điện tử. Đây là cuộc chiến giá cả toàn diện của ngành điện tử trong nước, khởi nguồn là vì hai tháng trước, tập đoàn Trường Hồng, Tứ Xuyên giảm giá sản phẩm điện tử quy mô lớn. Cuộc chiến này phá vỡ hiện trạng lợi nhuận cao của ngành nghiệp, tăng tốc chỉnh hợp lại ngành nghiệp, nhưng vẫn giữ được lợi nhuận nhất định, tới 2 năm sau mới nổ ra cuộc chiến giá cả tàn khốc hơn nữa. Trương Khác dửng dưng nói, chẳng qua có thêm đối thủ trong cuộc đại chiến mà thôi, không cần quá coi trọng, cái gì phải tới tới sẽ tới, không phải Cẩm Thành và Hải Thái thì cũng sẽ là người khác thôi. Chu Du chưa dễ bỏ đi lo lắng như vậy. Nhà máy của Cẩm Thành kia được lão Tô sai người xem qua rồi, tuy nhỏ nhưng giám đốc rất có tài. Triệu Cẩm Vinh tuy ngang ngược vô lối, còn xuất thân lưu manh, có điều đúng là chó chỗ hơn người. Trương Khác gật gù. Chưa nói giỏi nịnh nọt, thời Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy, Triệu Cẩm Vinh không có ảnh hưởng nào trên thành phố vẫn làm công ty phía dưới có hiệu ích không tệ. Chưa có manh mối gì nghĩ chỉ tổ đau đầu Chu Du hỏi sang chuyện khác. Cậu và giám đốc Tạ có tới vườn Bách Thảo nữa không? Đã nói trước rồi, sao lại không đi? Trương Khác nhếch môi cười. Người ta vừa có hành động. Chúng ta đã hoảng lên, thế sống sao nổi nữa. Làm ông chủ như thế cũng vô vị. Được, được, hai vị là ông chủ, tôi bảo Phó Tuấn đưa tôi về trước vậy. Chu Dù chỉ biết cười khổ. Hai du học sinh Mỹ từng làm việc ở tập đoàn giấy đã đàm phán xong điều kiện. Trước khi quyết định cuối cùng, có cần an bài họ. Bọn họ nếu đã ngồi vào được vị trí quản lý trung tầng thì đều có bản lĩnh, anh tới Thượng Hải gặp họ trước đi. Nói ấn tượng về họ cho tôi sẽ quyết định có gặp hay không. Chu Du cười hăng hắc. Lương hàng năm 60 vạn, chắc đủ đem lên truyền thông xào nấu một phen rồi. Đợi hoàn thành công tác tiền kỳ hãy nói tới chuyện đó, anh lúc nào cũng không quên nghề cũ. À, lần này bảo Dương Vân giúp anh chuyện Ái Đạt, Lưu Minh Huy có ý kiến gì không? Chu Du thở dài. Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn, cho hắn một thời gian điều chỉnh lại tâm thái, vị trí chỉ có một. Đành đưa người thích hợp hơn lên thôi. Chương 324, ưu tư trong vườn Bách Thảo. Trương Khác mua 200 mẫu đất ở sườn Nam Tượng Sơn, chia ra mọi người cùng hợp lực trồng một vườn Bách Thảo, còn đăng ý một công ty quản lý, mời một người ở cục viên lâm học quản lý viên lâm tới phụ trách nơi này, chi phí vận hành công ty mọi người chia nhau, đương nhiên Trương Khác đóng phần lớn. Đầu tiên mọi người góp tiền làm một con đường xi măng dưới Tượng Sơn, tránh cứ mưa xuống là xe đi vào lại dính đầy bùn đất. Sau Tết nhiệt độ Hải Châu tăng trở lại rất nhanh, nguyên nhân cũng là do Tết năm nay tới muộn, ngồi trên xe nhìn thấy cây trà sau hàng rào gỗ bên đường mọc chồi non, Trương Khác nói. Mùa hè chúng ta tới đây nơi này đã mọc thành cây rồi. Trương Khác và Tạ Vãn Tình xuống xe trước vườn Bách Thảo, bảo Phó Tuấn đưa Chu Du về thành phố, trước khi công ty tan ca đến đón họ là được.
giám đốc nơi này đã dẫn người tới công ty cây giống xem giống hoa, trong vườn chỉ có công nhân đang làm đất. Trước Tết, Đinh Hòe đã đón cha mẹ tới Hải Châu trồng trúc, Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới chào hai ông bà trước, y không hiểu mấy về trúc, nghe cha mẹ Đinh Hòe nói sau một trận mưa xuân là có thể thấy măng mọc lên rồi, nhưng hiện giờ chưa thấy gì cả, còn tưởng là đất hoang. Mục đích ban đầu nơi này là trồng hoa hồng cho Đường Thanh và Tạ Vãn Tình, nên hoa hồng được trồng trước tiên, ước chừng 20, 30 mẫu, giờ chỉ còn đợi mùa ra hoa nữa thôi. Hai ngày qua Tiểu Lục không nghiêm túc bàn chuyện rút vốn. Tạ Vãn Tình khoan thai đi giữa những khoảnh đất xanh mướt trồi non, gió mát xung quanh mang theo hương thơm đất mùa xuân vô cùng dễ chịu, khung cảnh tĩnh lặng, chỉ loáng thoáng có tiếng song từ phía bờ sông vọng lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hết ưu lo. Chị lo có biến cố à? Tiểu Lục rất thông minh, nó ở cạnh Triệu Cẩm Vinh thời gian dài như thế, chỉ e rất nhiều chuyện được nó nghĩ thấu rồi. Tạ Vãn Tình gật đầu. Ha ha, mặc dù trốn sau lưng đâm người khác rất thích, nhưng không thể trốn mãi cả đời được. Trương Khác chẳng lo. Trương Khác chăm chú nhìn Tạ Vãn Tình, mấy ngày qua nhiệt độ tăng mạnh, buổi trưa mặc đồ mùa xuân cảm thấy nóng nực rồi. Tạ Vãn Tình cởi áo khoác mỏng vắt ở cánh tay, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài vấn cao, trông đoan trang điển nhã còn vương chút khả ái của thiếu nữ. Bầu ngực phun tròn khiến người ta mê đắm, vòng eo đầy đặn hơn của các thiếu nữ một chút, trông càng có nhục cảm, dễ khiến nam nhân sinh ra tưởng tượng vô hạn, đôi chân thẳng tắp, đùi căng, hoàn toàn không có vẻ gì của một nữ nhân đã qua 30. Trương Khác hít một hơi chấn định lại. Chị, chúng ta lên đê dạo đi. Từ đây vòng qua cửa thì khá xa, Trương Khác vịn hàng rào nhảy qua, Tạ Vãn Tình nổi tính trẻ con, đặt áo lên hàng rào, rồi học Trương Khác trèo qua, Trương Khác đưa tay đỡ lấy eo cô, để Tạ Vãn Tình vịn vai nhảy xuống, không ngờ Tạ Vãn Tình nháy mắt, đặt mông ngồi lên vai y, sau đó từ lòng y trượt xuống. Ôm cơ thể thành thục đầy phong tình trong lòng, Trương Khác thấy tim đập rộn lên, kéo người Tạ Vãn Tình vào lòng. Để vùng bụng cô áp sát vào mình, đưa tay xoa nắn cặp mông cô, trong lòng cảm khái, nữ nhân thật y như thuốc phiện, dính vào một cái là nghiện. Từ khi phát sinh quan hệ nam nữ với Tạ Vãn Tình, khao khát của y với cơ thể mỹ diệu này không dễ dàng áp chết như trước được nữa, không may về Hải Châu khó tìm được cơ hội ăn vụng, nữ nhân 30 như xài lang, không biết Tạ Vãn Tình có cảm giác gì. Nghĩ thế, tay xoa may hơn bờ mông của Tạ Vãn Tình, đầy đàn hồi, ấn vào một cái cảm giác nảy ra mạnh mẽ. Thường nói nữ nhân sau tuổi 25 sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng Trương Khác tỉ mỉ tìm khắp cơ thể Tạ Vãn Tình, không thấy chỗ nào có dấu hiệu xuất hiện nếp nhăn, không biết làn da như thiếu nữ này của cô bảo dưỡng như thế nào. Ngứa! Tạ Vãn Tình đẩy bàn tay nghịch ngợm của Trương Khác ra, sợ công nhân trong vườn nhìn thấy, hơn nữa tay Trương Khác vừa chạm vào mông cảm thấy có chút phản ứng, không thể tập trung nghĩ chuyện khác được nữa. Em thực sự không sợ bọn họ giở trò sau lưng à? Trên đê cùng với mép trong đều đã trồng bạch dương và liễu, đứng trên đê không lo bị công nhân nhìn thấy nữa, Trương Khác ôm lấy eo cô, cúi đầu áp tới đôi môi hồng nhuận. Tạ Vãn Tình ngoẹo đầu đi tránh, yếu ớt chống vào ngực y nói. Đừng, nhớ có người nhìn thấy. Trương Khác đưa tay phải giữ chiếc cằm cô, nhìn gò má hơi hơi đỏ, định cố hôn lần nữa, Tạ Vãn Tình hôn nhanh lên môi y một cái, rồi gỡ tay ra. Thế được chưa, giờ nói chuyện đi đã, chị lo lắng thật đấy. Trương Khác thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mắt cô, không làm bậy nữa, cùng cô ngồi xuống một chỗ cỏ khô, nhìn ra dòng nước sông đục ngầu. Chị hỏi em có lo không à? Cái thế giới này, chỉ cần người nào có thực lực, sẽ bị người ta ghét, người ta oán hận, người ta nguyền rủa, bọn họ thích giở trò thì cứ để bọn họ làm đi. Với thế lực của Cẩm Hồ hiện nay, chắc Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh không dám tùy tiện phá hỏng quy củ đâu. Tạ Vãn Tình chăm chú nhìn tiểu nam nhân của mình, mặt mũi cương nghị. Ánh mắt sâu sắc, hoàn toàn không còn tìm ra được chút vẻ non nớt nào nữa. Em tính triệt tiêu công ty Việt Tú bên phía Hải Châu, sau khi mua nhà máy giấy Tân Quang xong, thành lập tập đoàn giấy Tân Quang, hạng mục nhất thể hóa do Tân Quang độc lập gánh vác. Chị Vãn Tình chị thấy sao? Tạ Vãn Tình cười ôn nhu. Được, nhân tuyển em cũng quyết rồi chứ. Chị làm tổng giám đốc Cẩm Hồ, chị Thái làm trợ thủ cho chị, Tân Quang giao cho Chu Du phụ trách, chị thấy thế có được không? Trương Khác. Tạ Vãn Tình trầm ngâm một chút, đột nhiên chuyển đề tài. Chị đồng hè năm nay đi học rồi, cùng lắm là kéo dài tới mùa hè năm sau, nhưng chị không tìm được trường thích hợp ở trong nước. Chị muốn đưa chị đồng ra nước ngoài học à, ông bà nội của chị đồng có liệu đồng ý không? Trương Khác cứng người, lắp bắp. Em phải xa chị sao? Em nghĩ đi đâu đấy?
chị vẫn hy vọng chỉ đồng trưởng thành ở môi trường trong nước, chỉ là tình trạng giáo dục trong nước không làm người ta hài lòng, cơ bản không coi học sinh như người lớn để dạy dỗ. Năm trước chị còn phiền lòng vì việc học hành của chỉ đồng, gần đây nghĩ thông rồi, nếu không có một trường học như thế. Vì sao không lập nên một cái cho những đứa bé như chỉ đồng, Tích Dung, Tích Vũ? Chị đã liên hệ với bạn làm giáo dục ở Mỹ rồi, mời cô ấy về giúp chị lập trường học, cổ phần của Cầm Hồ chị nhường lại cho em, chị cũng không cần cổ phần của em ở Ái Đạt, chị luôn thấy mình đã chiếm lợi của em quá nhiều rồi. Tạ Vãn Tình đứng dậy, chỉ vào vùng đất trống trước vườn Bách Thảo. Ngay ở đây, chị muốn lập một trường học tư tốt nhất toàn quốc cho chỉ đồng. Nếu có thể là trường học tốt nhất thế giới, có điều trước đó, em phải làm cho nước Tiểu Giang chảy qua đây phải trở nên trong xanh. Trương Khác thở phù ra một tiếng. Nghĩ mà ghen với chỉ đồng, chị đắt hết tâm tư lên nó mất rồi. Em có gì mà ghen tị, nữ nhân đặt tâm tư lên người em còn ít à. Tạ Vãn Tình dí tay vào trán Trương Khác. Trương Khác cười khi thuận thế nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay. Vậy phía Cẩm Hồ ai sẽ giúp em? Để Phi Quyên làm tổng giám đốc đi. Trương Khác muốn thành lập tập đoàn giấy Tân Quang, đem nghiệp vụ liên quan tới ngành giấy để vào đó, Cẩm Hồ sẽ chỉ còn lại bổn khung. Chức chủ tịch hội đồng quản trị Cẩm Hồ bề ngoài địa vị rất cao, nhưng thực tế không bằng tổng giám đốc của Ái Đạt, Tân Quang, để Thái Phi Quyên làm rất thích hợp. Trương Khác gật đầu. Nhưng mà cho dù hiện giờ bắt tay vào xây trường học thì cũng không thành được trước mùa hè. Vậy để năm sau chỉ đồng mới nhập học cũng không muộn. Hơn một năm qua ít có thời gian chăm sóc chỉ đồng, trong lòng Tạ Vãn Tình rất áy náy, thoát khỏi sự vụ phức tạp bận rộn của công ty, chắc chắn là chuyện Tạ Vãn Tình vui vẻ mà làm nhất. Dù sao cô cũng không hứng thú lắm với việc kiếm tiền. Chương 325, khoản lương 60 vạn. Tạ Vãn Tình kéo Trương Khác đứng dậy, cùng Trương Khác xem vùng đất trong đê. Em định làm vườn Bách Thảo lớn cỡ nào? Chị xây trường học kề sát vườn Bách Thảo và đê sông, như vậy phải quy hoạch thật tốt, vườn Bách Thảo cũng phải tăng tốc, chị sẽ đầu tư một khoản tiền vào vườn Bách Thảo. Trương Khác dùng hai nâng khuôn mặt mịn mang sàng bóng của Tạ Vãn Tình, để cô nhìn thẳng vào mình. Từ trong đôi mắt muôn vàn phong tình đó, nhìn ra được cô đã quyết tâm rồi, liền bỏ ý khuyên can. Như vậy cũng được, chỉ có điều tài chính sẽ hơi eo hẹp. Trừ khoản tiền phải trả cho 30% phải trả cho chính Thái, số tiền khác không cần gấp, em không phải hẹn với Tống Bồi Minh, tiền mua nhà máy Tân Quang sẽ trả hết trong một năm sao. Chị làm trường học cũng không phải cần tới ngay tức thì. Tạ Vãn Tình nghiêng má, cọ nhẹ nhẹ vào lòng tay rộng Trương Khác. Nếu chẳng phải trên bờ đê thi thoảng cũng có người đi qua, cô thực sự muốn dựa vào lòng Trương Khác nghỉ ngơi một chút. Nói chung là kế hoạch tài vụ phải sửa đổi rất nhiều, may mà lợi nhuận của Ái Đạt khá khả quan, nếu không chẳng thể làm nhiều việc cùng lúc như thế. Thấy ánh mắt Tạ Vãn Tình lộ vẻ mơ màng, Trương Khác vòng tay qua eo cô kéo lại gần, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi thơm, đến khi mặt cô đỏ lựng như hoa đào, hơi thở gấp gáp mới thôi. Qua hàng Bạch Dương nhìn thấy giám đốc vườn Bách Thảo đi tới. Chắc ông ta công nhân nói bọn họ tới, nên đến đây, Trương Khác buông Tạ Vãn Tình ra. Nếu chị đã quyết rồi thì chuyện nơi này giao hết cho chị phụ trách đấy. Tạ Kiếm Nam trước đó có nghiên cứu về sản nghiệp đầu đĩa, gần như hắn có đi sâu nghiên cứu tương đối về điện tử gia dụng, đó là môn học mà bắt buộc hắn mình phải học. Theo hắn thấy một doanh nghiệp có chuỗi siêu thị điện máy hoàn thiện phải chi phối được nhà máy chế tạo, nếu có khả năng thì tham gia vào đó mới mức độ thích hợp cũng được. Hải Thái hiện không có thừa tinh lực để tham gia vào chuyện này, nhưng công ty mẹ chính Thái thì có thể. Tạ Kiếm Nam ở lại Hải Châu 3 ngày, tìm hiểu rõ tình hình cung ứng linh kiện, còn bỏ nửa ngày ở khu công nghiệp điện tử ở Trần Ích Long, khá hài lòng với tình hình sản xuất của nhà máy điện tử của Cẩm Thành. Hiện nhà máy này đã có 3 cái thiếu. Một là cung ứng linh kiện bị hạn chế, đó là vấn đề cả ngành nghiệp đang đối diện, chỉ có thể đợi công trình kỳ 2 của Philip đi vào hoạt động. Hai là kỹ thuật yếu kém. Tuy giai đoạn này yêu cầu lắp ráp đầu đĩa yêu cầu không cao, nhưng muốn giảm giá thành, chất lượng sản xuất ổn định hơn, tính năng hoàn thiện hơn, thì phải nâng cao kỹ thuật, điểm này bất kể là chính Thái trợ giúp, hoặc Cẩm Thành tự khắc phục đều không có mấy. Thị trường hẹp, không có nhiều kinh nghiệm phát triển thị trường, quan trọng thiếu ngộ tính và khí phách, nhiều người nghĩ Ái Đạt thành công chẳng qua là nhờ cái danh Tiêu Vương. Tạ Kiếm Nam vốn hứng thú tiến vào ngành điện thoại di động, chỉ là hiện giờ tiền vào ngành nghiệp này hạn chế quá lớn. Điều kiện chưa chín muồi, làm từ đầu đĩa cũng tạm. Trước khi rời khỏi Hải Châu, Tạ Kiếm Nam chính thức thông báo cho Đan Mai đại biểu cho chính Thái chính thức yêu cầu rút vốn.
Vì hóa giải áp lực tài chính hiện tại cũng như làm thông thuận quan hệ giữa các công ty, Trương Khác và Tạ Vãn Tình quyết định bỏ 3.000 vạn ra mua lại và gạch bỏ cổ phần của Chính Thái. Tiếp đó cổ phần của Chu Du, Thái Phi Quyên, Thiệu Chí Cương đều chuyển sang tên của Trương Khác, tiền chuyển nhượng cổ phần sẽ trả trong một năm. Cẩm Hồ mua nhà máy Tân Quang với 3.300 vạn, giao hẹn thanh toán với chính phủ Thành Nam trong vòng một năm, thành lập tập đoàn Tân Quang, đem toàn bộ nghiệp vụ liên quan tới ngành giấy của Cẩm Hồ đưa vào Tân Quang, do Chu Du làm tổng giám đốc. Trương Khác chuyển cổ phần Cẩm Hồ dưới danh nghĩa Việt Tú vào mình, Cẩm Hồ chính thức đổi tên thành công ty hữu hạn Cẩm Hồ, quản lý tập đoàn Tân Quang và điện tử Ái Đạt, Việt Tú HC bị gạch tên thành di tích lịch sử, Việt Tú HK không còn liên quan gì tới doanh nghiệp trong nước nữa. Một Cẩm Hồ hùng mạnh hoàn toàn mới xuất hiện, Trương Khác chính thức từ sau rèm đi lên sân khấu, đảm nhận đại biểu pháp nhân của Cẩm Hồ, đây là công ty 100% cổ phần thuộc về y, với tính cách hướng nội của Trương Khác tất nhiên không khoe khoang tùm lum, nhưng ít nhất phải chính thức thông báo với Đường Học Khiêm. Trước đó Đường Học Khiêm chỉ biết Trương Khác tham dự vận hành Ái Đạt, Cẩm Hồ còn can dự sâu thế nào không rõ, nhưng chắc chắn đảm bảo phú quý cả đời, đến khi biết một mình y nắm 67% cổ phần của Ái Đạt. Cùng toàn bộ Cẩm Hồ thì giật nảy mình, lúc này Trương Khác mới giải thích kỹ quá trình, Đường Học Khiêm nghe xong cười khổ với Trương Chi Hành. Xem ra Tiểu Khác vượt xa tôi với anh rồi. Trước cánh cửa nhỏ thẫm màu là tấm biển nhỏ bằng gỗ lim, khắc số 3 ngõ Đan Tỉnh, tấm biển này rất phong cách cổ điển, đẩy cửa đi vào nhìn thấy bình phong khắc 5 chữ Triện Bát Cẩm Chân Hào Cư, sát bờ tường ngói xanh là ao hoa sen, sóng nước lăn tăn, sen tươi mới nhú trồi, vài cây cỏ nước lay động theo gió. Vòng qua bình phong là hành lang kiểu cổ, đầy phong tình họa cổ của Hải Châu. Nơi này vốn là hậu viện của quán cờ, còn có một cửa nhỏ thông với quán cờ. Trải qua nửa năm tu sửa chỉnh trang, quán cờ đã vén màn khai trương, thu hút người qua đường tới xem, khiến cả con phố bị tắc mất nửa ngày trời. Cổ lâu lộng lẫy trang nghiêm đứng trước mặt, khiến mọi người suy nghĩ tới giá trị quần thể kiến trúc cổ Sa Điền. Chuẩn bị chính thức kinh doanh vào ngày 8 tháng 4, mấy ngày qua Trần Kỳ bận tối mặt. Lưu Phân là kế toán của Tân Quang, hoàn toàn không giúp gì được, đợi bên Cẩm Hồ chủ tính xong xuôi, nhà máy Tân Quang cũng qua khoảng thời gian bận rộn nhất, Chu Phục mới rảnh rỗi tới xem qua. Thấy Chu Phục đi vào, Hứa Thụy Bình con trai thứ hai của Hứa Hồng Bá tươi cười nói. À, ông chủ lớn tới rồi, chia thuốc mọi người hút nào. Chu Phục lấy thuốc lá ra mời, Hứa Thụy Bình trêu. Ông chủ lớn lương mỗi năm 60 vạn mà cũng hút thuốc Cẩm Hồ như chúng tôi sao? Chu Phục cười khổ, nhà máy Tân Quang bỏ 60 vạn tiền lương một năm thuê phó tổng giám đốc Tống Chí Hữu đã thành tin tức lớn ở Hải Châu, báo chí trên tỉnh cũng cho đăng tải, lần này Cẩm Hồ thay đổi tác phong kín đáo trước kia, gây xôn xao lớn. Chu Phục tuy cũng là phó tổng giám đốc của Tân Quang, nhưng lương còn kém xa, vừa rồi Tân Quang thuê mấy nhân viên cao cấp, lương hàng năm từ 10 vạn tới 50 vạn, ngay cả lương của tổng giám đốc như Chu Du chỉ có 30 vạn, nhưng Chu Du có hoa hồng từ cổ phần nên là chuyện khác. Người ngoài không biết nội tình, chỉ nghĩ Tân Quang trả lương cho người quản lý cùng cấp là giống nhau, nên cho rằng lương Chu Phục là 60 vạn, mức lương này đủ làm người Hải Châu nghe rất hàm. Phải biết rằng lương bình quân ở Hải Châu tăng mạnh sau năm 95 mới chỉ dừng ở 300, 400 một tháng, nhà máy một năm lợi nhuận 60 vạn ở Hải Châu được coi là vai vế ở Hải Châu rồi. Chu Phục giải thích mấy lần mà chẳng ai tin, mệt, không giải thích nữa. Thầm nghĩ Tống Chí Hữu cầm 60 vạn này cũng chẳng dễ sống, báo chí đưa tin một cái, hắn coi như bị Trương Khác đẩy lên giàn thiêu, những người khác trong công ty đều nhìn hắn chằm chằm. Mức lương đó đúng là hấp dẫn, Tống Chí Hữu lại là người vùng ngoài, vừa mới tới có ngay mức lương cao hơn cả tổng giám đốc, bất kể là ai cũng không phục, muốn xem hắn hoàn thành mục tiêu công ty giao cho ra sao. Trong 2 năm trồng 600 mẫu rừng, chủ bị được 5 tỷ hạng mục làm bột giấy. Làm được hai chuyện này, lương như thế cũng đáng. Chu Phục đưa tay ra muốn giật lại điếu thuốc trong tay Hứa Thụy Bình. Không hút thì thôi, cậu tự trả lương ỉnh bao nhiêu? Chương 326, chẳng ai làm như thế. Cái xưởng rách nát của chúng tôi, một năm cũng chẳng kiếm nổi 60 vạn. Hứa Thụy Bình cười, hắn tốt nghiệp đại học xong vào xưởng gốm công tác được 12 năm, năm ngoái lấy gan cùng ba đồng sự bao thầu cả xưởng. Trần Kỳ chuyến này đặt xưởng bọn họ một lô đồ gốm cao cấp, hắn mang hàng tới. Chu Phục cười. Các cậu mà phục chế được gốm Hải Châu trong lịch sử thì phát tài có khó gì? Thầy Hứa chẳng phải hứng thú nghiên cứu cái đó à? Ông cụ nhà tôi chỉ làm vì hứng thú, viết vài bài báo thôi, còn chẳng giúp ích gì cho cải tiến công nghệ, tôi nhà ông tới xem giúp còn bị quát cho.
Nếu ba tôi muốn phát đạt, năm xưa đã chẳng rút khỏi thành ủy, anh em chúng tôi cũng không cần vất vả thế này. Hứa Thụy Bình than vãn. Đi đi, đừng có đứng chắn cửa. Hứa Hồng Bá quát con, sau khi quán cờ tu sửa hoàn tất, ông đã chính thức chuyển quán cờ sang đây, quay sang nói Chu Phục. Lần này dùm beng nhỉ, sợ người khác không biết công ty các vị lắm tiền à. Chuẩn bị làm gì mà tạo thanh thế ghê thế? Khác thiếu gia chưa tìm thầy Hứa à? Lần trước họp còn nghe nói muốn mời thầy làm cố vấn cho công ty chúng tôi cơ mà, vậy chắc cậu ta cũng sắp tìm thầy rồi. Hứa Hồng Bá ngạc nhiên. Tôi chẳng biết gì về làm giấy, chỉ biết khảo cứu văn chương, chẳng lẽ công nghệ làm giấy hiện đại còn phải tham khảo thời xưa à? Vào trong nói chuyện. Chu Phục kéo Hứa Hồng Bá vào trong. Hứa Thụy Bình thức thời không theo, chào một tiếng rồi cùng người xưởng gốm lên xe trở về. Có phải liên quan tới bài bảo hộ tài nguyên rừng thiên nhiên Trung Thượng Du Tiểu Giang mà chính phủ tỉnh phát ra mấy ngày trước không? Hứa Hồng Bá quen thân với Trần Kỳ nên tự pha trà uống, hỏi Chu Phục. Trà này là sơn trà Trương Khác mang về từ lâm trường Hồng Chí, trừ trà nát lắm vụn ra thì hương vị rất ngon, Trương Khác tặng cho Hứa Hồng Bá một ít, Trần Kỳ cũng uống vài lần, dự định dùng thứ trà này ở bát cẩm chân, chỉ cần lọc vụn trà đi là được. Đúng, bài văn đó của tỉnh ngang với lệnh cấm chặt phá rừng. Nhưng chỉ riêng bảo hộ là chưa đủ, tôi đi xem rồi, đa phần rừng đã bị chặt sạch, đám lãnh đạo sở lâm nghiệp bị lôi xuống cả đám, tiếc là làm thế cũng vô dụng, tỉnh chỉ có sức khôi phục lại được một phần. Chu Phục vừa uống trà vừa nói. Mặc dù năm 87 Quốc vụ viện đưa ra thông báo liên quan tới việc khiết thiết rừng nguyên liệu làm giấy, nhưng cũng gần 10 năm rồi mà có tiến triển mấy đâu. Hiện giờ đầu tư làm bột giấy phải chú ý tới môi trường, đầu tư quá cao, mà ở nước ngoài tình hình cung ứng bột giấy rất tốt. Trong nước rất ít nhà máy lập hạng mục như chúng tôi. Nghe ra ông có ý kiến với hạng mục này. Hứa Hồng Bá hỏi. Có mua hết cả nhà máy trong khu công nghiệp giấy của Thành Nam thì tổng tài sản của Tân Quang không quá 400 triệu, làm việc phải từng bước một, tôi ý kiến trước mặt khác thiếu gia rồi, cậu ấy không nghe, tôi đành chăm chỉ làm việc phận sự của mình. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác vì sao muốn tìm ông làm cố vấn rồi, trồng rừng phân tán trên 9 huyện. Át dựa vào chính phủ đương địa phát triển xí nghiệp lâm sản cùng nông hộ cùng trồng rừng, phức tạp hơn do Tân Quang trực tiếp trồng rừng nhiều, cái lợi duy nhất là tốc độ trồng rừng nhanh. Công ty ông bỏ lương lớn thế là vì cái này à? Hứa Hồng Bá suy nghĩ rồi hỏi. Ông tính mấy năm thì thành được? Năm nay phải ném 200 triệu vào, kế hoạch là năm sau gây trồng được 100 vạn mẫu. Hứa Hồng Bá gật gù. Gấp thì hơi gấp. Có thể nhìn ra cái hạng mục này là bổ sung cho bài văn tỉnh phát ra, tình trạng Trung Thượng Du Tiểu Giang ra sao tôi chưa tận mắt nhìn thấy, khả năng thực sự tới lúc khẩn cấp rồi, Trương Khác không nhìn vấn đề từ góc độ lợi ích xí nghiệp. Ba cậu ta và Đường Học Khiêm có nói tới chuyện này chưa? Chu Phục cười méo xẹo. Chắc là chưa, trồng rừng tiền kỳ là thứ yếu, hạng mục làm bột giấy sau đó mới là trọng điểm, khoản đầu tư tới 4,5 tỷ, nếu có khả năng. Thị trưởng Đường sao đồng ý khoản đầu tư này rơi vào tay người khác. Tôi nghi Khác thiếu gia còn chưa nói với thị trưởng Đường, nếu không đã chẳng im ắng như thế. Vậy cái người nhận lương 60 vạn kia nói gì về hạng mục này? Người đó tên là Tống Chí Hữu, trình độ rất cao, thuộc nhóm người nghiên cứu trồng rừng lấy gỗ nhanh đầu tiên trong nước, năm 86 đi du học nước ngoài, về sau nhậm chức ở công ty giấy Kim Lợi Indonesia, có điều không làm nghiên cứu nữa, mà chuyển sang làm quản lý. Hắn ủng hộ kế hoạch này. Có điều rừng lấy gỗ nhanh từ lúc gây trồng cho tới khi chặt lấy gỗ, ít cũng phải 5-6 năm, một khoản đầu tư lớn như thế đợi tới 5-6 năm mới sinh hiệu ích, trong nước trừ Cẩm Hồ thì chẳng ai làm thế. Có thể thấy Chu Phục vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Hứa Hồng Bá gật đầu nói. Hiện giờ có một số người hận không thể 3-4 năm đã thu hồi được vốn, còn 5-6 năm mới xuất hiện hiệu ích, thì tuyệt đại đa số không đợi được. Người đầu tư hạng mục này, thực sự phải có khí phách rất lớn. Khi Chu Phục ở Bát Cẩm Chân đàm luận hạng mục nhất thể hóa với Hứa Hồng Bá thì ở trong phòng hội nghị tầng 2 tòa nhà thứ 8 khu chiêu đãi Văn Sơn một cuộc họp cũng đã tiến hành được vài giờ. Trong cuộc họp này có sự tham gia đầy đủ của 9 thường ủy, Tống Bồi Minh, Trương Chi Hành, Thái Phi Quyên, Chu Du, Tống Chí Hữu cũng được mời tham gia. Trước mặt mỗi người đều có 3 bản văn kiện, một là giới thiệu kết cấu cổ phần và tình hình tài vụ của nhà máy giấy Tân Quang, điện tử Ái Đạt sau khi điều chỉnh lại, cái thứ hai là phương án giải quyết tổng quát do Trương Khác thông qua nhà máy giấy Tân Quang đưa lên, cuối cùng là văn bản hạng mục rừng giấy nhất thể do Chu Du tổ chức nhân thủ soạn thảo, do Tống Chí Hữu tu sửa.
làm mọi người cảm thấy khó tiếp nhận là một thiếu niên 18 tuổi, lại sở hữu số tài phú khó tưởng tượng, mà số tài phú này tích lũy chỉ trong 2 năm gần đây. Mới đầu nhìn thấy văn kiện này, Chu Phú Minh nói hai câu. Biết ngay thằng nhóc nhà thư ký trưởng Trương không đơn giản mà, đúng là không đơn giản. Tiếp theo đó ông ta nói rất ít, liên quan tới chuyện Trương khác khả năng là một trong số nhân vật hạch tâm nhất thuộc từ hệ đã được Tạ Kiếm Nam nhắc tới trong lần bái phỏng trước. Đầu tháng 11 năm ngoái, trong đêm tin tức Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương truyền về Hải Châu, Tạ Vãn Tình đại biểu Ái Đạt báo cáo một số tình hình với thành phố, trong lòng Chu Phú Minh đã đoán ra phần nào, nhưng không ngờ Trương khác là người sáng lập Ái Đạt, lúc này lại thành cổ đông duy nhất của Cẩm Hồ. Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải biết nhiều hơn một chút, tới lúc này mới biết cụ thể. Không khí trong phòng hội nghị có chút ngột ngạt, Thái Phi Quyên, Chu Du, Tống Chí Hữu không thoải mái chút nào. Chu Du bất giác nghĩ không biết lúc này Trương khác đang làm cái gì. Có biết bao nhiêu người đang đau đầu vì y không? Ngẩng đầu lên nhìn Chu Phú Minh, vẻ mặt còn tính là bình tĩnh, không nhìn ra trong đầu nghĩ gì, hẳn với quy mô Cẩm Hồ hiện nay, Chu Phú Minh có muốn ngầm ngáng chân cũng phải thận trọng nghĩ tới phản kháng của Cẩm Hồ. Chu Phú Minh không nói, những người khác đều trầm mặc. Văn kiện đều không dày, Chu Du, Tống Chí Hữu chỉ giải trình chưa tới một tiếng, thời gian còn lại mọi người cúi đầu lật xem văn kiện, không ai muốn chủ động phát ngôn. Chu Phú Minh trong lòng nổi sóng không thôi, nhớ tới rất nhiều chi tiết mà lâu này không chú ý, phải nói ông ta cũng ít nhiều có thiện cảm với Trương khác, tuyệt đối không ngờ ông có thủ đoạn lợi hại như vậy, lại còn có thành tựu làm người ta chú ý như thế. Con người luôn có chênh lệch, không có chênh lệch, địa vị xã hội của con người ta đã không chênh lệch như thế, nhưng Trương khác thực làm người ta cảm thấy chênh lệch quá lớn. Chương 327, phương án giải quyết chọn gói. Được rồi. Mọi người đã xem văn kiện lâu như thế, bất kể có nghiên cứu thấu đáo chưa thì cũng phát biểu quan điểm đi. Chu Phú Minh liếc nhìn một lượt, thấy không ai có ý phát biểu, quay đầu sang bên trái nói. Học Khiêm, anh là thị trưởng, anh phát biểu trước. Trong 3 văn kiện, thành phố chỉ có thể nghiêm túc thảo luận văn kiện thứ 2, là phương án giải quyết vấn đề chọn gói của Trương Khác. Sau khi thành lập tập đoàn Tân Quang, Trương Khác gạt bỏ tiến độ thu mua thỏa thuận cùng chính thái trước kia. Định một lần mua hết tất cả các nhà máy giấy. Giá mua các nhà máy giấy này bao gồm 2 bộ phận, một là tài sản cố định, do nhà máy mới đa phần là đi vay xây dựng, nên đất đai nhà xưởng của nhà máy cũ không thuộc phạm vi mua lại, tài sản cố định của 20 nhà máy giấy gần 6.000 vạn. Hai là Cẩm Hồ trả bộ phận tài sản vô hình giá có bù premium price, bao gồm tích trữ kỹ thuật nhà máy, hỗ trợ chính sách, ưu đãi thuế quan, theo tính toán tiêu chuẩn của Tân Quang, giá có bù tổng cộng 140 vạn. Phương án giải quyết vấn đề chọn gói là Cẩm Hồ hướng tài chính địa phương bao gồm chính phủ thành Nam, trong vòng 1 năm trả hết tiền mua tài sản giá 6.000 vạn, giá có bù một phần chuyển thành trái phiếu công ty kỳ hạn 10 năm, giải quyết triệt để một lần vấn đề quyền sở hữu. 20 nhà máy này là xí nghiệp thuộc nhiều khu, quyền thẩm phê cuối cùng ở trong tay thành phố, mua từng nhà máy một không làm ai chú ý, giống như mua nhà máy Tân Quang vậy. Nhưng tập đoàn Tân Quang thời gian qua xôn xao vì khoản lương 60 vạn. Khiến rất nhiều báo chí trong tỉnh theo dõi, phương án chọn gói này, Đường Học Khiêm đành đưa lên cuộc họp thường ủy thảo luận. Đường Học Khiêm ngồi thẳng, ngồi lâu như thế không nói gì, làm người ta cảm thấy uể oải, hắng giọng một tiếng nói. Mấy năm qua ngày càng nhiều người ý thức được chính phủ khó đảm nhiệm vai trò quản lý xí nghiệp, cải cách quốc sĩ đã thành đại thế không tránh được, hiện các nơi đang mày mò những con đường khác nhau, City cổ phần Hải Châu là một cách, nhà máy Tân Quang là một cách. Chỉ cần có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề quốc sĩ đã bộc lộ ra thì đều đáng thử. Cẩm Hồ bao thầu nhà máy giấy, tiến hành cải tạo kỹ thuật, xây nhà máy mới, đầu tư xử lý nước thải, đã hòa giải áp lực môi trường mà Hải Châu đối diện, phương án tổng quát này sẽ giải quyết gọn gàng vấn đề quyền sở hữu còn sót lại. Phó Bí Thư Thành ủy Lục Giật Quang thấy Đường Học Khiêm dừng lại thì tiếp lời. Một phương án như thế khó làm người ta từ chối được, nhưng thực thi phương án này, tập đoàn giấy Tân Quang sẽ phải vay tiền với lãi suất cao, trong văn kiện này có giới thiệu phương thức vận hành trước kia của Ái Đạt, cho dù Cẩm Hồ có đưa vào Tân Quang khoản tiền thu mua đầu tiên là 6.000 vạn, thì tài sản cố định của Tân Quang chỉ khoảng 120 triệu, nhưng phụ trách mua lại có giá tới 450 triệu, trong đó chính phủ địa phương nằm trong tay trái phiếu công ty 140 triệu, khoản vay quốc gia nâng đỡ cải tạo kỹ thuật tới 310 triệu. Tập đoàn Tân Quang nghĩ có thể may mắn như Ái Đạt, gặp đúng thời cơ tốt của ngành nghiệp hay sao? Thực thi phương án này, Tân Quang phải gánh nguy hiểm tài vụ lớn, đồng thời đem tới nguy hiểm nhất định cho.
Ý của Lục Giật Quang mọi người đều hiểu, nhưng không ai tiếp lời ông ta. Năm 96 Quốc Phụ Viện có một quy định cứng về phương diện chuyển nhượng xí nghiệp vừa và nhỏ, giá mua không thấp hơn tài sản cố định, Cẩm Hồ mua những xí nghiệp giấy này, trừ Tiêu Kỳ trả 6.000 vạn tiền mặt vạn bằng với tài sản cố định, còn trả giá có bù 140 triệu, không để lại họa ngầm nào cho chính phủ trong việc bố trí công nhân viên, dù là nợ công ty có nguy hiểm nhất định, nhưng trông qua có vẻ là cuộc mua bán vừa ý nhất thành phố Hải Châu gặp được. Đỗ Tiểu Sơn trầm ngâm nói. Tôi thấy chỉ cần cầm được 6.000 vạn đầu tiên thì không thể tính là lỗ, hơn nữa khoản trái phiếu công ty 140 triệu, Tân Quang cũng phải trả lãi hàng năm, mỗi năm hơn 1.000 vạn rất khả quan, cho dù việc kinh doanh của Tân Quang có gì bất trắc, nợ công ty phải ưu tiên đảm bảo trả lãi. Ánh mắt Lục Tân Quang dừng ở văn kiện thứ 3, tập đoàn Tân Quang không ngờ tung ra kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ, nói. Hình thức trái phiếu công ty cũng chỉ là một thử nghiệm mới, chúng ta không nên bảo thủ. Nếu như khoản tiền 6.000 vạn đầu tiên này có thể trả hết trước khi thực hiện nhất thể hóa thì phương án chọn gói này chắc không có vấn đề gì nữa. Hiện giờ Ái Đạt là con bò sữa siêu cấp, nhưng sữa phát ra được cũng cần thời gian, phát triển của bản thân Ái Đạt đã dùng tới quá nửa số tài chính rồi, tập đoàn Tân Quang cũng cần gia tăng một phần tài chính lưu động, một khi khởi động nhất thể hóa, sẽ không ngừng rút tiền ra, nhưng chuyện này gộp lại gây ra áp lực cực lớn với Ái Đạt. Mọi người nhìn Thái Phi Quyên và Trương Chi Hành. Trương Khác trốn mất biệt, Thái Phi Quyên Tổng Giám Đốc Cẩm Hồ là đại biểu chính thức của Trương Khác, có điều mọi người nghĩ Trương Chi Hành có thể lên tiếng đại biểu cho con mình hơn. Trương Chi Hành lờ đi ánh mắt cả mọi người, hạ mí mất bình tĩnh xin văn kiện trên bàn, tài sản của Trương Khác lộ ra làm ông giật nảy mình, trong lòng có rất nhiều lo lắng, nhưng ông lý trí kiềm chế không hỏi tới chuyện công ty. Hai vợ chồng đã ước hẹn với nhau, không xen vào chuyện công ty, tất cả để một mình Trương Khác xử lý, tốt cũng được, xấu cũng được. Kết quả việc nhúng tay vào thông thường càng tệ hơn. Trương Khác hôm nay không tham gia là muốn người trên thành phố tiêu hóa được những con số quá kích thích kia, nếu y thực sự ở đây, phải đối diện với ánh mắt cực kỳ không thoải mái của Chu Phú Minh, Lục Giật Quang những người phải vật lộn quá nửa đời người mới leo lên vị trí chí này. Cha y thì chưa có tiếng nói ở đây, cũng không tùy tiện lên tiếng, với Trương Khác mà nói, nếu y đã đứng ra thì đừng hòng có chuyện nhũn nhặn trước Chu Phú Minh, Lục Giật Quang, cho nên mặc cả cũng được. Thương lượng cũng được, để người khác làm trung gian chuyển lời thì hơn. Một phần giá có bù của việc mua lại chuyển thành nợ công ty trong vòng 10 năm, thành phố không có ý kiến, nhưng Lục Giật Quang nghi ngờ về hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang, nên muốn Tân Quang trả hết tiền mua tài sản cố định trước khi khởi động hạng mục chứ không phải cho hoãn trong một năm. Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Lục Giật Quang, cho nên cũng hưởng ứng theo. Thái Phi Quyên nói, Ái Đạt đang đàm phán một khoản vay với Ngân hàng Phát triển tỉnh. Sắp có kết quả rồi. Chu Phú Minh lật xem tài liệu tài vụ của Cẩm Hồ. Ái Đạt còn cần vay tiền sao? Ái Đạt tuy có lợi nhuận tương đối cao, nhưng cũng phải cần một thời gian mới thực sự chuyển lợi nhuận thành tiền mặt được. Thái Phi Quyên đáp, Chu Phú Minh tuy làm một kỳ thị trưởng, nhưng chẳng tinh thông mấy chuyện tài vụ. Thành phố muốn trả ngay 6.000 vạn này, Cẩm Hồ đành rút ra từ Ái Đạt. So với một năm trước, hiện Ái Đạt đã khác biệt hoàn toàn. Năm ngoài vì vay 500 vạn, còn cần Tống Bồi Minh cấp chính sách đặc thù. Lần này trực tiếp xin vay 200 triệu từ ngân hàng tỉnh để bổ sung tài chính lưu động. Lục Giật Quang không nói thêm nữa, Chu Phú Minh thấy Thái Phi Quyên đã hứa rồi liền nhìn quanh. Mọi người có ý kiến phản đối không? Vậy thì phương án giải quyết chọn gói của Tân Quang về cơ bản được thông qua. Học Khiêm, chuyện cụ thể hay là giao cho Phó Thị trưởng Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp. Còn lại 11 nhà máy giấy thuộc các khu huyện khác nhau, để Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp giữa các bên, thực ra do thành phố thống nhất xử trí, tiện cho việc mau chóng giải quyết vấn đề, Chu Phú Minh kiến nghị như thế, không phải là muốn níu chân. Đường Học Kiêm gật đầu đồng ý. Chính phủ sẽ lập tức ăn bài, tranh thủ trong năm nay giải quyết hết vấn đề của ngành giấy. Chương 328, Tạ Chiêm lại xuất hiện. Chu Phú Minh thực sự là rất muốn níu chân. Cái hạng mục nhất thể hóa làm người ta có cảm giác quá tầm, song ông ta không cân nhắc nó từ góc độ tài chính, mà từ góc độ chính trị. Ái Đạt thông qua ngân hàng vay khoản tiền kia, trên tỉnh có lẽ sẽ trực tiếp can dự, cuối cùng thông qua Cẩm Hồ chảy vào Tân Quang, nhìn từ sổ sách Ái Đạt không thiếu tiền, bên thiếu là Tân Quang mà thôi. Chu Phú Minh cầm văn kiện hạng mục nhất thể hóa lên nói với Chu Du. Hạng mục này của Tân Quang là chuyện tốt, là bí thư thành ủy, tôi ủng hộ mạnh, có điều. Hạng mục này liệu có thể suy nghĩ ngả về phía Hải Châu một chút?
Điều Chu Phú Minh nhắc tới cũng là điều các thường ủy khác quan tâm nhất, một hạng mục lớn tới 6 tỷ mà Hải Châu không được hưởng lợi chút nào, cảm giác đem tiền đi nuôi người khác, dù Đường Học Kiêm cũng cảm thấy thế, dù sao những người khác chưa cảm thụ được tính bức thiết của việc trồng rừng tại Thượng Du. Có điều Đường Học Kiêm ít nhất biết giữ đại cục, không thể gây rắc rối cho Từ Học Bình vào lúc này. Chu Du trình bày, nhất thể hóa từ trồng rừng, làm bột giấy ra còn có làm giấy. Về khâu làm giấy, không thể hiện trên kế hoạch thư này, vì phải đợi phương án giải quyết trọn gói được thông qua, chỉnh hợp sản xuất xong mới có thể định ra phương án chi tiết, ít nhất trong vòng 3-4 năm, Tân Quang không tính tới việc xây nhà máy giấy ở khu khác. Trong 3-4 năm tới Tân Quang sẽ không ngừng tăng thêm đầu tư chứ? Chu Phú Minh hỏi, đây là điều chắc chắn, chúng tôi cũng hy vọng nguyên liệu làm giấy đều được tiêu thụ trong nội bộ tập đoàn, có như thế mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của Tân Quang. Chu Du biết mình đang nói bừa, trong kế hoạch thư này chỉ có việc trồng rừng là còn có chút tính khả thi, còn số tiền cho hạng mục sản xuất bột giấy kia ở đâu ra không nói rõ, nó chỉ giống như một cái bánh vẽ mọi người tranh nhau. Rừng giấy nhất thể hóa là vòng tuần hoàn lớn, điều kiện cơ sở trong nước còn chưa đủ, trong nước đưa ra khái niệm này mới chỉ gần 10 năm, căn bản chưa có thành tựu gì, Tân Quang muốn vượt khó tiến lên không phải là dễ. Chu Phú Minh không muốn gặp mặt trực diện với Trương Khác, cảm giác rất thiếu thoải mái. Nhưng không chủ động một chút, toàn bộ chính tích sẽ bị Đường Học Khiêm chiếm hết. Liếc qua bên cạnh, Đường Học Khiêm có vẻ buồn ngủ, tựa hồ chẳng để tâm tới vấn đề ông ta nói, cứ như đang nói, dù có chủ động cũng không có mấy tác dụng đâu. Làm nút thắt trong lòng ông ta không sao cởi bỏ được. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Phú Minh không lập tức rời đi, khu chiêu đãi Văn Sơn có một gian phòng chuyên môn dành cho ông ta nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào, còn có một phục vụ riêng để ông ta sai bảo là Tiểu Úc. Tiểu Úc vào phòng, thư ký Trương Hiểu Kiện liếc trộm một cái, mặc dù không tính là mỹ nhân hiếm có, nhưng vóc dáng đều đặn tiêu chuẩn, dung mạo cuốn hút, một mỹ nhân 24-25 tuyệt không cam tâm làm một phục vụ bình thường, đại khái là nhắm vào Chu Phú Minh. Úc Bình này, Chu Phú Minh không che giấu quan hệ thân mật giữa hai người. Em an bài bữa tối đi, anh và Hiểu Kiện ở lại đây ăn cơm. Úc Bình pha trà rồi đi an bài bữa tối, Chu Phú Minh thở dài. Trong thành phố còn mấy người nghe lời tôi nữa đây. Trương Hiểu Kiện cẩn thận nói. Bí thư, chuyện Cẩm Hồ phải trả dứt điểm tiền mua nhà máy trong một lần là do bí thư Lục đề xuất mà. Lục Giật Quang à, ha ha ha. Chu Phú Minh cười lạnh. Ông ta chẳng qua là khuôn thích Đường Học Khiêm làm thị trường thôi, Cẩm Hồ mà kiên quyết một chút, ông ta sẽ mềm xuống ngay, giống người khác cả thôi, toàn là hạng theo gió trở cờ, chúng ta cô độc rồi. Lời nói làm người ta cảm thấy rất thê lương. Trương Hiểu Kiện do dự một chút mới nói. Bí thư, giám đốc Triệu của Cẩm Thành hai ngày trước mời tôi đi ăn cơm, tôi thoái thác bận việc không đi. Chu Phú Minh lắc đầu. Triệu Cẩm Vinh nếu mời cậu thì cậu cứ đi đi, chẳng lẽ tôi ngăn cản sao? Đường Học Khiêm không thể chấp nhận cho ông ta làm bí thư thành ủy thêm một nhiệm kỳ nữa, cho nên giữa hai người không thể chung sống hòa bình được. Chu Hồng Mai lập công ty ở Tân Thái. Rất được Tạ gia chiếu cố, nay Tạ gia muốn triển khai mở rộng hợp tác với Triệu Cẩm Vinh, về riêng về tư, ông ta đều phải bỏ đi ân oán nhỏ trước kia. Triệu Cẩm Vinh làm việc tuy không tuân thủ pháp luật lắm, nhưng chỉ cần không có quan hệ tiền bạc trực tiếp, chẳng cần sợ ông ta sau này lật thuyền kéo mình theo, quan trọng cái đám chân trong chân ngoài kia đều được Vạn Hướng Tiền đề bạt lên, ít nhất có chút tình nghĩa với Triệu Cẩm Vinh, càng nên gạt đi chuyện không vui trước đó. Chu Phú Minh trầm ngâm tính toán. Nếu muốn áp chế Đường Học Khiêm thì không thể thiếu Triệu Cẩm Vinh được, điện thoại của Trương Hiểu Kiện vang lên, hắn nhận điện thoại, lúc sau che ống nói, báo cho Chu Phú Minh. Bí thư, điện thoại của giám đốc Triệu, nói là Tạ gia có người tới, muốn mời tôi đi ăn cơm. Người Tạ gia à? Chu Phú Minh nghĩ một lúc rồi nói. Vợ chồng Hồng Mai ở Tân Thái may nhờ Tạ gia quan tâm, người Tạ gia tới, phải do tôi mời cơm mới đúng. Khi tin tức Triệu Cẩm Vinh dẫn Tạ Chiêm tới gặp mặt Chu Phú Minh truyền đến tai thì Trương Chi Hành đang mời nhà Đường Học Khiêm tới nhà mới ăn cơm, chẳng phải bọn họ tai mắt rộng, mà là chiếc Toyota Crown có biển số xe quá đặc thù, khi xe ông ta vào khu chiêu đãi Văn Sơn, người nhìn thấy nếu không phải ngốc đều đoán ra được ông ta đi gặp Chu Phú Minh. Hai người này đã lâu không gặp mặt rồi, vừa gặp nhau một cái là toàn thành phố biết hết. Trương Chi Hành kể chuyện này với giọng trào phúng. Tạ Vãn Tình trước mặt người khác giữ được vẻ đoan trang hiền thục, chứ ngày hôm qua cô nghe tin là Tạ Chiêm được chính thái phái tới Hải Châu phụ trách hợp tác với Cẩm Thành, thiếu chút nữa tháo giày cao gót ném vỡ cửa kính,
may là Trương Khác giữ lại, tránh cô khỏi hủy mất hình tượng thùy mị dịu dàng. Tạ Chiêm chỉ dùng 3 năm đã đục khoét gần hết Hải Dụ, Từ Chí Minh gặp tai nạn ở Hải Châu cũng có chút dính líu đến hắn, khi đó Hải Dụ sắp sụp đổ, Từ Chí Minh mới phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế, còn hắn thân là tổng giám đốc lại đi mua biệt thự xa hoa, Tạ Vãn Tình xa rời Tạ gia, cùng là vì Tạ gia dung túng cho Tạ Chiêm. Tạ Hán Tĩnh phái Tạ Chiêm tới là không để lại đường hòa giải nào giữa hai bên nữa, trong đó tất nhiên có một phần công sức của Tạ Kiếm Nam. Đường Học Khiêm đặt đũa xuống, tin tức này chẳng làm ông luống cuối, bình thản nói. Tạ gia tới Hải Châu mở siêu thị điện máy, lại hợp tác với Cẩm Thành lập hạng mục đầu đĩa, nói chung là cống hiến cho phát triển kinh tế Hải Châu, thành phố phải hoan nghênh, tôi không ra mặt thì Chu Phú Minh cũng ra mặt, nếu không so biểu thị được thành ý của Hải Châu. Rồi quay sang nhìn Trương Khác. Hạng mục đầu đĩa hai bên đó hợp tác hơn 100 triệu, phía cháu thấy sao? Trương Khác đang chuyên tâm xử lý món chim cút trên bàn, cái đùi béo ngậy bị Đường Thanh và Trương Mân cướp mất rồi, chỉ để lại cho y cái phần mình xương sẩu, chẳng có mấy thịt, nghe Đường Học Khiêm hỏi, Trương Khác ủ rũ từ bỏ việc tiếp tục gặm chỗ thịt ít tới đáng thương, đáp. Chẳng có ý kiến gì ạ, cũng giống bác nói đấy, dù sao cũng là cống hiến cho Hải Châu mà. Liếc sang Đường Thanh, cô nàng đang nói chuyện với Tạ Vãn Tình, trong bát còn nửa cái đùi chim chưa ăn hết, vừa len lút thò đùa ra thì Đường Thanh lừ mắt ột cái, Trương Khác cười ngược, nói tiếp. Nhưng bọn họ phái Tạ Chiêm tới phụ trách hạng mục này là muốn, lại là muốn làm đặt một gai trước mắt cháu, vừa bắt đầu đã tỏ thái độ muốn lấn át người ta rồi. Nghe nói 2 năm qua Tạ Chiêm làm máy chơi game ở Tân Thái, ít nhiều tương thông với đầu đĩa. Cứ để bọn họ làm đã rồi tính sau, lúc này bắt nạn họ. Người ta bảo bọn cháu ỷ mạnh hiếp yếu. Chương 329, phải nhường đường rồi. Tân Khoa đã bắt đầu đưa đầu đĩa vào thị trường rồi. Tân Khoa là một trong 10 thương hiệu điện gia dụng lớn nhất, có ưu thế sản xuất, thương hiệu và mạng lưới tiêu thụ mà nhà máy khác không thể sánh được. Lại thêm bọn họ không hợp tác với Philips mà là với Sanio ngay từ đầu nên càng có ưu thế trội hơn hẳn. So với việc lo lắng chuyện hợp tác của Cẩm Thành và Chính Thái, chẳng bằng theo dõi hành động của Tân Khoa còn hơn. Cố Kiến Bình nghe được thì bật cười. Chính Thái và Cẩm Thành liên hợp với quy mô lớn như thế còn sợ cháu ức hiếp họ à? Đường Học Khiêm lắc đầu giải thích hộ vợ. Trước đó hai bên làm lĩnh vực không liên quan tới nhau, nước sông không phạm nước giếng, không ai ức hiếp được ai, có điều hiện họ muốn tiến vào sản nghiệp đầu đĩa, ái đạt muốn lấy mạnh hiếp yếu thì đơn giản lắm. Trương Khác nói rất tự nhiên. Nếu bắt nạt họ lúc này, tự nhiên làm ngành điện tử Hải Châu mất đi một cơ hội phát triển. Tội gì làm thế ạ? Mặc kệ họ là được, có điều Chu Phú Minh và Triệu Cẩm Vinh đã gặp nhau, mảnh đất kia chỉ e không thể kìm chân Cẩm Thành nữa rồi. Y chép miệng, cảm thấy hơi đáng tiếc, năm ngoái sự kiện bia lịch sử thời Tống bị hủy khiến mảnh đất đó bị đình chỉ khai phát vô thời hạn, 3.000 vạn của Triệu Cẩm Vinh mắc kẹt ở đó, giờ bọn họ hòa giải thì không tiếp tục giữ số tiền kia nữa rồi. Triệu Cẩm Vinh hiện giờ vô cùng thư thái, vụ án bắt óc giáo viên đã qua lâu rồi. Ông ta cũng đưa được con trai ra khỏi trại cải tạo lao động, thời gian ở trong đó cũng chẳng phải chịu khổ gì, nay Tạ gia có ý giúp điều đình, Tiểu Cẩm Vinh tất nhiên nối lại duyên xưa với Chu Phú Minh. Dùng kiến nghị của Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh đem 3 tầng đầu của tòa nhà Phủ Thiên bán đi với hình thức quyền sở hữu cửa hàng, thông qua quảng cáo tần suất lớn, lời hứa lại quả tiền thuê cao, đặc biệt là hồng đồng ký với Hải Thái, không chỉ tiêu thụ thuận lợi, mà giá cả còn cao hơn dự tính ban đầu rất nhiều rồi. Triệu Cẩm Vinh không quên lấy đó để dạy bảo con trai. Mày mà thông minh bằng nửa người ta thì tao yên tâm giao Cẩm Thành ấy rồi, người ta 19 tuổi đã sáng lập công ty đấy. Bán được 3 tầng lầu, tức thì hóa giải áp lực tài chính thời gian qua của Cẩm Thành, cũng làm cho tập đoàn Tân Thành ở Tân Gia Pha tăng thêm lòng tin, sẵn lòng giúp đỡ Cẩm Thành tranh thủ thêm nhiều khoản vay chính phủ ở Tân Gia Pha, Triệu Cẩm Vinh lại chẳng sướng. Tạ Chiêm mặt dài gầy gò, nhưng được cái chăng. Thuộc tuyếp người vẻ không ngoan lộ ra da mặt, đôi mắt trông có chút âm hiểm, năm nay 37 tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong bối phận của hắn. Hắn sớm nhìn thấu quan hệ giữa Tạ gia và Từ Học Bình không hài hòa, Từ Học Bình quá thanh cao, không chịu dọn đường cho Tạ gia phát triển, nhưng vì ông ta nắm giữ vị trí cao, Tạ gia mới giữ khách khí bề ngoài, đó cũng là nguyên nhân mà hắn dám khoét giống Hải Dụ. Sau khi hắn bị đuổi khỏi Hải Dụ, Tạ gia vẫn giữ quan hệ bề ngoài với Từ Học Bình. Nên hắn không thể quay về Chính Thái làm việc, thế nên hắn mua một nhà máy điện tử, định làm máy chơi game đang rất được ưa chuộng bấy giờ. Số tiền mà hắn kiếm được ở Hải Dụ đều hoang phí ở nhà lầu xe hơi rồi, hơn nữa hắn làm trong tỉnh,
tiêu thụ bị áp chế lớn, nhà mình làm ăn chập chờn, miễn cưỡng đủ duy trì. Về sau quan hệ giữa Tạ Vãn Tình và Tạ gia dần rời xa, hắn giỏi kinh doanh, lắm thủ đoạn, nên được Tạ gia đồng ý ượn một số kênh tiêu thụ, nên mới dễ sống hơn, rồi đến tận khi Tạ gia quyết định hợp tác hạng mục đầu đĩa với Cẩm Thành mới cho hắn về. Tạ Chiêm có kinh nghiệm làm máy chơi game, biết ngành này thực sự kiếm tiền là các thương hiệu lớn như Bộ Bộ Cao, Tiểu Bá Vương, bất kể ngành gì thì làm thị trường cũng là bước đầu. Gia tộc nếu muốn làm đầu đĩa, Tạ Chiêm tất nhiên là hết sức tha thiết, huống chi ngay cả Bộ Bộ Cao sau khi tích lũy được lượng lớn vốn từ máy chơi game cũng đã bắt đầu lập hạng mục đầu đĩa, có thể thấy tiền cảnh hấp dẫn của nó thế nào. Tạ Chiêm trước khi đến Hải Châu đã gặp mặt Chu Hồng Mai, Chu Hồng Mai lập công ty sống dựa vào nghiệp vụ của chính thái. Chắc chắn Tạ gia có hoạt động ở Hải Châu sẽ được Chu Phú Minh chiếu cố đặc thù. Tạ Chiêm chính là bước đầu tiên trong kế hoạch lật đổ Ái Đạt của Tạ Kiếm Nam, vì hắn là kẻ rất giỏi tìm sơ hở của người khác, giỏi thủ đoạn, không ngại chơi bẩn. Triệu Cẩm Vinh gọi điện mới Trương Hiểu Kiện ăn cơm, nhưng lại được Chu Phú Minh bất ngờ mời ông ta và Tạ Chiêm tới Văn Sơn ăn cơm. Tạ Chiêm rất đắc ý, dựa vào gia tộc làm việc, không cần phải đi tới đâu cũng khép nép khúm núm. Chu Phú Minh, Trương Hiểu Kiện, Triệu Cẩm Vinh, Triệu Ti Minh, Tạ Chiêm ngồi quây quanh bàn, Úc Bình giúp các phục vụ sửa soạn bát đũa. Triệu Cẩm Vinh rất tinh, Úc Bình tuy chỉ là phục vụ, nhưng lại được Triệu Hiểu Kiện chính thức giới thiệu tên, nên trong lòng đoán được phần nào, thấy thằng con ăn hại hao háu nhìn cô ta, đá ột cái, tươi cười nói. Chuyện nhỏ nhặt này sao dám làm phiền Úc Tiểu Thư chứ, để Ti Minh làm được rồi, tôi thấy Úc Tiểu Thư ăn nói bất phàm, so với đám giám đốc, trưởng phòng vô tích sự ở Cẩm Thành thì hơn nhiều lắm. Úc Bình cười khúc khích. Những giám đốc, trưởng phòng của Cẩm Thành mà ăn hại thì tôi chẳng khá hơn họ được. Giám đốc Triệu nói không sai đâu. Tạ Chiêm cũng là kẻ lõi đời, liền hưởng ứng ngay. Úc Tiểu Thư đúng là nhân tài, nói một câu làm giám đốc Triệu cứng họng rồi, cô ở đây thật là phí, bí thư Chu mà biết trân trọng nhân tài phải đề bạt Úc Tiểu Thư làm giám đốc nơi này mới đúng. Hai nhà chúng tôi đang định lập một công ty lớn, nếu Úc Tiểu Thư chịu hạ mình tới công ty làm giám đốc. Giám đốc Triệu có ý này phải không? Triệu Cẩm Vinh gật đầu lia lịa, vờ không nhìn Chu Phú Minh, chỉ nhìn Úc Bình. Chỉ xem Úc Tiểu Thư có chịu ủy khuất hay không thôi. Úc Bình cực kỳ động lòng nhìn Chu Phú Minh, sắc mặt Chu Phú Minh biến đổi liên tục, lòng rất do dự, nhưng không kháng cự nổi ánh mắt hờn dỗi tủi thân của Úc Bình, đành khẽ gật đầu. Tôi thì chỉ e giám đốc Triệu cũng có lúc nhìn nhầm. Ăn tối xong, Trương Mân về luyện piano. Nhà Trương Chi Phi ở ngay sát bên nhà Trương khác, nhưng chỉ thi thoảng mới tới ở, còn thường ở căn nhà gần Đại học Hải Châu. Trương Mân chẳng phải từ nhỏ đã học piano, lại không có mấy thiên phú âm nhạc, thuần túy là do mẹ cô bé hâm mộ đứa trẻ khác lúc đánh đàn rất cao nhã, nên mới ép Trương Mân học. Trương khác nghe cô em họ đánh đàn một lần rồi, cảm thấy chú mình phải trả thêm tiền công cho cô gái thanh tú dạy Trương Mân đánh đàn, nghe cô em này đánh đàn chẳng khác nào bị hành hạ. Trương Chi Phi ở lại cùng mọi người ra vườn sau nhà nói chuyện, tháng tư trời trở ấm, gió đêm từ Tiểu Cẩm Hồ thổi vào vẫn mang theo cái lạnh se se của mùa xuân, con người ta rất lạ, mùa đông than lạnh, sắp vào hè lại nhớ cái lạnh mùa đông. Đối diện với Tiểu Cẩm Hồ là khu thương mại Tiền Môn, nói đó ánh sáng rực rỡ bao phủ, hình thành một dải sáng uốn lượn quá nửa hồ, ánh sóng lăn tăn mang đủ mọi màu sắc. Trương Chi Hành nhìn ra mặt sông nói đầy xúc cảm. Hai năm trước đứng ở đây không thấy được ánh sáng lấp lánh chói mắt này. Vài năm nữa thôi sẽ còn đẹp hơn nữa. Đường Học Khiêm gật đầu. Chuyến đi học trường đảng của cán bộ cấp sử huyện lần này anh tham gia đi. Danh sách tu nghiệp mùa xuân của trường đảng tỉnh đã báo lên một thời gian rồi, có điều Trương Chi Hành tình huống khá đặc thù, được tiến cử đặc biệt. Đường Học Khiêm có hơi lưu luyến, ông quen có Trương Chi Hành ở bên cạnh rồi, hai năm qua cả thư ký riêng cũng không dùng. Trương Chi Hành cười. Thành phố đề cử thì tôi đi. Đối người khác mà nói thì đây là cơ hội hiếm có, Trương Chi Hành lại hơi ngần ngừ, biết sau 3 tháng học tập là sẽ phải rời khỏi Hải Châu rồi. Ông định đợi năm sau khi Trương khác tốt nghiệp cao trung mới đi, nhưng e hiện giờ không đợi được nữa, đưa tay vỗ vỗ gáy, cảm khái nói. Phải nhường đường cho thằng bé rồi. Chương 330, tiền đồ của Trương Chi Hành. Trương Chi Phi cũng thấy tiếc. Anh nỗ lực thêm một chút là lên được phó sở rồi, lúc này đi đâu cũng không thích hợp. Đều tại thằng nhóc đó quá hoành hành ngang ngược, nếu không anh xuống cái huyện làm bí thư cũng rất tiêu dao tự tại. Trương Chi Hành qua một năm nữa là đủ tư cách trực tiếp đề bạt lên phó sở rồi,
nếu ở lại Hải Châu thì với thành tích của City cổ phần Hải Châu, hiện cũng đủ phá cách đề bạt. Ba tới Tân Vũ đi, con nhường nơi đó cho ba, Cẩm Hồ sẽ vĩnh viễn không tới Tân Vũ đầu tư. Trương Khắc cười khì, mặt dày nói. Con nói đi đâu thì tới đó được hay sao? Trương Chi Hành lắc đầu. Kết thúc khóa học đi đâu có Từ Học Bình ở bên trên chiếu cố, không cần lo, chỉ phải nghĩ tới nhường đường cho Trương Khắc, lựa chọn không nhiều, không thể tới cơ quan trực thuộc tỉnh, vốn điều khỏi Hải Châu đã bất lợi rồi, nếu phải ra khỏi tỉnh càng gian nan. Trương Chi Phi cười ha hả. Chẳng biết anh tới Tân Vu thì đó là cái may của họ hay là tổn thất lớn. Trương Chi Hành chỉ biết cười khổ. Đường Học Khiêm cũng cười. Có điều không chuyện gì là tuyệt đối cả, đợi mấy năm nữa ảnh hưởng của Cẩm Hồ lớn lên rồi, một số chuyện có thể có đặc cách. Trương Khắc nghĩ cha tới Tân Vu nhậm chức, nói không chừng Nhiêu Nhiên một lần đi đường gặp phải Trần Ninh, hai người xa lại gặp nhau trên đường gặp nhau tỷ lệ thấp thế nào, chắc thấp tới mức khiến người ta không nghĩ có khả năng gặp lại. Nói chuyện chưa được bao lâu thì Trương Khắc nhận được điện thoại của Chu Du, sau khi cuộc họp thường ủy Lâm Thời kết thúc, Chu Du mời Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn đi ăn cơm, gọi điện hỏi Chu Phục xem đi đâu thì thích hợp. Chu Phục tất nhiên là giới thiệu Bát Cẩm Chân lúc này còn chưa chính thức kinh doanh, Hứa Hồng Bá cũng ở đó, Chu Du hỏi Trương Khắc có thể bỏ thời gian tới một chút không? Để triển khai nhanh chóng kế hoạch trồng rừng trên 9 huyện, cần phải tiếp xúc với chính phủ địa phương khác nhau, ở chuyện này, Hứa Hồng Bá phát huy tác dụng tuyệt đối hơn hẳn Tống Chí Hưu. Việc mời Hứa Hồng Bá làm cố vấn thì Trương Khắc sớm đã quyết định, vốn tính chuyên môn chọn thời gian nói chuyện với ông để bày tỏ tôn trọng, nhưng bọn họ uống rượu với nhau chắc nói tới chuyện này rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày vậy, xem đồng hồ còn chưa tới 9 giờ, nói sẽ tới ngay. Muộn thế này rồi còn đi đâu? Trương Chi Hành quan tâm hỏi. Trương Khắc liền kể qua việc định mời Hứa Hồng Bá xuất sơn làm cố vấn. Thầy Hứa Tiêu Giao quen rồi, liệu chịu làm việc này không? Trương Chi Phi không tin lắm. Trương Khắc ưỡn ngực nói đường hoàng. Đây gọi là vì nghĩa không cho phép chối từ, và lại cháu không thể vì chuyện này lỡ dở việc học hành, thế nào cũng phải có cố vấn chứ. Mọi người không thèm nghe y nói nhăn nói cuội, liền đuổi Trương Khắc đi cho sớm. Qua phòng khách thấy mẹ và Cố Kiến Bình đang xem Anh Hùng Xạ Điêu bản năm 83, Đường Thanh và Chỉ Đồng không thấy đâu, chắc là sang biệt thự phía Tây chơi rồi. Trương Khắc ra ngoài, Đường Thanh đứng trước nhà Tạ Vãn Tình gọi. Này, đi đâu thế? Chỉ Đồng có lẽ ngủ rồi, không phải lo có cái đuôi bám theo, Trương Khắc vẫy tay. Nhà Phi Dung mở nhà hàng, tới chơi đi. Đường Thanh có nghe Trần Phi Dung kể nhà cô mở nhà hàng ở ngõ Đan Tình, Đường Thanh cũng muốn tới xem, chỉ là chưa tới ngày chính thức kinh doanh, lanh chanh muốn tới chơi không được hay cho lắm, nghe Trương Khắc nói thế thì cao hưng tung tăng chạy tới. Cố Kiến Bình trong nhà nghe thấy, nhìn ra cửa nhưng không nói gì, dù sao cũng là cuối tuần, về muộn có thể ngủ ở nhà Tạ Vãn Tình. Còn quan hệ giữa Trương Khắc và Đường Thanh đã tới mức này, nếu xảy ra chuyện kia thì cũng xảy ra lâu rồi, có lo cũng chẳng được. Đi tới ngõ Đan Tỉnh, dừng xe ở bãi đỗ đằng sau tòa nhà Phủ Thiên, cả tòa nhà rực sáng đèn, Hải Thái đang tranh thủ bố trí siêu thị điện máy ở đây, tối cuối tuần cũng không được nghỉ. Vừa mới xuống xe thì Trần Phi Dung cũng đạp xe tới, cô vốn đang học bài ở nhà, Đường Thanh gọi điện thoại muốn tới chơi, liền đạp xe ra đón. Đường Thanh cùng Trần Phi Dung nắm tay nhau đi tới ngoài trạch viện, thấy trên tường chỉ treo số nhà bằng gỗ số 3 ngõ Đan Tỉnh, hỏi. Ngay cả biển hiệu cũng chưa có sao. Nhà mình không treo bên ngoài, nhà hàng phục vụ riêng chỉ dựa vào truyền miệng, và lại bên trong cũng không có nhiều chỗ lắm. Trương Khắc lúc này mới chú ý Đường Thanh và Phi Dung mặc áo khoác giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc, Đường Thanh mặc áo hồng phấn, Trần Phi Dung mặc áo xanh da trời. Còn nhớ hai ngày trước Đường Thanh mặc cái áo này nhưng màu xanh da trời. Hai bạn mua cùng loại y phục rồi thay nhau mặc đấy à? Đúng thế. Giọng Đường Thanh rõ êm. Bọn mình vóc dáng giống nhau, mặc gì cũng có thể đổi cho nhau được, bạn cứ nhìn sau lưng bọn mình mà xem. Đường Thanh kéo Trần Phi Dung quay lưng lại, tóc cô hơi uốn cong tự nhiên, tóc Trần Phi Dung thì tóc suôn thẳng mượt, chỉ nhìn vào bóng lưng đúng là khó phân biệt, hai bóng dáng mềm mại phơi phới sức sống trước mắt. Trương Khắc nhìn tới ngây ngất, tới khi có cơn gió lạnh thổi qua mới tỉnh lại. Thế nào, giống lắm phải không? Đường Thanh quay đầu lại cười duyên. Dù nhìn mặt cũng có người nói bọn mình là chị em nhé. Hai cô gái đều có mặt trái xoan, có diệu đường nét của Đường Thanh nhu mì thuần mỹ hơn, Trần Phi Dung thì thanh tú tươi đẹp, hơn nữa quen lãnh đạm với Trương Khắc, y lại quá quen với cả hai rồi, chẳng thấy có gì giống nhau cả,
nhưng không muốn phá hỏng hứng chí của Đường Thanh nên không nói, đẩy cửa đi vào. Đường Thanh oa một tiếng. Ra bảng hiểu ở đây, đi vào mới biết không nhầm chỗ. Vừa đi vừa nhìn sân trước dưới ánh đèn nhu hòa, Đường Thanh thốt lên. Đẹp thật, mình không ngờ quán ăn nhà bạn đẹp như thế đấy. Trương Khắc không cùng Đường Thanh đi tham quan, vào chào Trần Kỳ một tiếng, rồi đi tìm đám Chu Du, vừa tới nơi thì nghe thấy Tống Chí Hữu đang giải thích mô hình trên kế hoạch thư. Hiện dựa vào nông hộ trồng rừng có 3 cách, một là công ty bao thầu đất, thuê nông hộ trồng cây, đầu tư cho nông hộ một khoản tiền nhất định, sau khi chặt gỗ, lượng dư ra công ty mua lại theo giá thị trường. Phương án 2 là nông hộ bao thầu đất, công ty cung cấp cây giống, kỹ thuật, khi thu hoạch gỗ được do công ty thống nhất thu mua. Phương án thứ 3 là công ty bao thầu đất, cung cấp cả giống, kỹ thuật, mời nông hộ trồng, khi chặt gỗ phân chia theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra công ty có thể hợp tác với xí nghiệp lâm nghiệp địa phương trồng rừng, bọn họ cung cấp đất, chúng tôi góp vốn, hoặc thành lập công ty liên doanh. Hứa Hồng Bá chỉ nghe Chu Du, Tống Chí Hữu vào, không phát biểu ý kiến, nhìn Trương Khắc đi vào mới vỗ chán than. Làm phức tạp thế này tôi không tiêu hóa hết ngay được. Bàn binh trên giấy tất nhiên là đau đầu rồi, ngày mai họ sẽ tới tỉnh cùng người sở lâm nghiệp phái xuống khảo sát, đồng thời bàn việc hợp tác, thầy đi theo nhìn một lượt là hiểu ngay. Trương Khắc chào hỏi mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống. Hứa Hồng Bá cũng không chối từ. Vậy đi xem sao đã, hiểu rõ rồi mới ba hoa được. Nói bão bọt mép Hứa Hồng Bá mới chịu đồng ý, Trương Khắc hết sức cao hứng. Về quản lý trừ có Tống Chí Hữu, Chu Du thông qua công ty săn đầu người lôi kéo được người từ công ty giấy Kim Quang, Indonesia ở trong nước, phối hợp với Tống Chí Hữu lập nên một đội ngũ. Công ty Kim Quang từ năm 92 đã tiến vào trong nước, xây dựng nhà máy, trồng rừng lấy gỗ nhanh ở các tỉnh phương Nam, tuy quy mô không lớn nhưng tích lũy được một số nhân tài quản lý. Nay lại có Hứa Hồng Bá giúp đỡ, từ việc bố trí nhân viên thì cái đoàn đội này gần đủ, chuyện rất cấp thiết, Trương Khắc đành để họ tới cọ sát, dung hợp với nhau trong công việc. Chương 331, món đồ chơi. Khoảng thời gian qua Chu Du cố gắng đưa Tống Chí Hữu đi làm quen với nguồn lực Cẩm Hồ có thể tận dụng, Chu Du tới Hải Châu đã lâu, rất quen thuộc với nhân sự ở Hải Châu, tuy không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Hứa Hồng Bá, nhưng biết ông ta là một nhân vật có tiếng, chuyện ông ta muốn nhúng tay vào không nhiều, bôn ba vì quần thể kiến trúc Sa Điền là một việc, tham gia kế hoạch trồng rừng của Tân Quang là việc thứ hai. Tống Chí Hữu đã chân thực cảm nhận được ngồi ở cái vị trí đáng giá 60 vạn này, đúng là bị sai bảo như gia súc giá trị 60 vạn, chứ không phải giống một vài xí nghiệp trong nước, muốn cái hư danh chiêu hiền đãi sĩ. Bỏ lương cao chiêu nạp nhân viên quản lý, xong lại không cho người ta cơ hội thể hiện tài hoa, không được tiếp xúc với hạch tâm của xí nghiệp. Đó là giới hạn của xí nghiệp dân doanh trong nước thời đầu, thiếu khí phách dùng người, quan trọng là thiếu lòng tin vào người làm nghề giám đốc, qua xem trọng mức độ trung thành. Kim Quốc Hải hôm nay có hẹn trước với người ta nên không tới uống rượu cùng được, Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn có thể coi là nhân vật trung kiên của thế lực chính trị ủng hộ Cẩm Hồ. Đỗ Tiểu Sơn đã biết Trương Khắc từ lâu rồi, ngay trong đêm Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh, may nhờ Trương Khắc bình tĩnh xử lý mới làm chuyện không lớn lên. Trương Khắc rất thân với Đỗ Phi, nhiều chuyện dù không nói ra, nhưng ông cũng biết Đỗ Phi suốt ngày đi theo đám Thịnh Thanh, Đỗ Phi về nhà thi thoảng cũng vô tình lộ ra chút tin tức, có điều hiện toàn bộ diện mạo của Cẩm Hồ lộ ra trước mắt người của thành ủy, Đỗ Tiểu Sơn vẫn kinh hãi. Tới nay Cẩm Hồ có thể kiêu ngạo mà nói đã vượt qua Cẩm Thành, cướp lấy vị trí xí nghiệp tư doanh số 1 Hải Châu. Khi Trương Khắc tới nơi thì bọn họ đã uống kha khá rồi, Trương Khắc không phải người hay rượu, lúc này nhiều việc, giữ đầu óc tỉnh táo là quan trọng nhất, Trương Khắc không muốn bọn họ say mềm ra đó, bảo Chu Phục sai người dọn dẹp cơm canh tiếp tục chuyện trò. Mọi người sang phòng bao khác nói chuyện để phục vụ dọn dẹp, Trần Kỳ tới mời thuốc lá, Lưu Phân đon đả chào hỏi. Thức ăn có hợp ý mọi người không? Tống Bồi Minh chỉ Đỗ Tiểu Sơn. Chỗ này có lão Đỗ tham ăn nhất, để anh ấy bình phẩm. Anh đi đến đâu cũng không quên làm mất giá của tôi nhỉ. Đỗ Tiểu Sơn vỗ bụng Tống Bồi Minh. Xem ai mới là đồ tham ăn. Tống Bồi Minh hơi phát phì, mặc nhiều y phục nhìn không ra, bị Đỗ Tiểu Sơn vỗ mấy cái là lộ hết, mọi người cười ồ cả lên. Tống Bồi Minh cười ha hả. Tôi là người uống nước lọc cũng mọc thịt, vất vả thế nào cũng không gầy đi được, thời còn công xã ấy, cán bộ xuống thôn không cho tôi đi cùng. Nói tôi ảnh hưởng tới hình tượng khắc khổ liêm khiết của đảng viên. Bây giờ người dân khoan dung hơn nhiều rồi, tựa hồ phải như tôi đây mới phù hợp với nhận thức của họ,
người làm quan là phải tham ăn lười làm. Tôi chẳng dám ăn nhiều, sợ người dưới liệt tôi chung hàng ngũ với đám cán bộ biến chất. Trần Kỳ đã được gặp Tống Bồi Minh mấy lần, lần đầu còn do bị Trương Khắc ép tới cái quán rách nát của ông chặt chém, còn Đỗ Tiểu Sơn mới gặp lần đầu. Bát Cẩm Chân kinh doanh ăn uống gia đình, không hy vọng dựa vào cán bộ chi tiêu tiền nhà nước kiếm sống, nhưng có hai bí thư khu ủy tới đây dùng cơm, rất quan trọng cho việc gây dựng danh tiếng. Trần Kỳ phát thuốc lá tới Tống Chí Hữu, khách sáo nói. Giám đốc Tống tiếng tăm lớn ở Hải Châu, sau này nhất định phải ghé thăm cửa hiệu nhỏ của tôi nhé. Tống Chí Hữu nhận lấy thuốc lá. Cái quán này của ông sau này có khi đặt chỗ trước cả ngày cũng không được ấy chứ, tôi tới Hải Châu, hy vọng lần nào cũng tới ăn, hôm nay ăn một bữa cảm giác chưa thỏa. Giám đốc Tống không ở lại Tân Quang à? Trần Kỳ ngạc nhiên. Chu Du nói. Tân Quang lập một công ty con ở tỉnh thành, giám đốc Tống qua đó chủ trì, chị Lưu nhà anh phải biết chứ. Lưu Phân cười duyên dáng. Về nhà còn nói chuyện công ty sao? Thật nhàm chán. Lưu Phân rất khéo nói chuyện, nói kiểu gì cũng không khiến người ta ghét, chỉ làm kế toán thôi đúng là phí tài năng. Công ty con ở tỉnh thành được ủy thác cho Hải Dụ chủ bị thành lập được nửa tháng, ngay dưới tầng lầu của Hải Dụ, tầng đó cũng thuộc về Hải Dụ, những vị trí khá đã lục tục tới nơi, cụ thể phụ trách hạng mục nhất thể hóa, dù sao cần tiếp xúc mật thiết với sở lâm nghiệp tỉnh, hơn nữa cũng cần phải cố gắng ở gần nơi trồng rừng. Trần Kỳ nói đầy cảm khái. Nhớ lại nhà máy Tân Quang 2 năm trước, thật sự không nghĩ tới được ngày hôm nay. Này này, anh nói thế là vạch cái xấu cũ của tôi đấy à? Chu Phụ cố ý nghiêm mặt lại, nhưng chỉ một lúc cười phá lên. Thay đổi nghiên trời lệnh đất không thừa nhận không được. Mọi người đang ở đây nhớ khổ tìm vui đấy à? Đường Thanh theo Trần Phi Dung tham quan hết quán ăn, còn tới quán cờ ở tiền viện làm một vòng, tay trong tay đi vào. Giống như đôi hoa tỉ muội xinh đẹp rực rỡ, làm cả gian phòng như bừng sáng. Trương Khắc không thể hiểu nổi sao Đường Thanh và Trần Phi Dung thân thiết với nhau như thế, theo nhận thức của y thì các cô gái dung mạo bình thường thân với nhau hơn, còn các cô gái dung mạo xuất chúng nếu quan hệ mật thiết là khả năng cực nhỏ. Biết Đường Thanh không thích những chỗ xã giao thế này, Trương Khắc đứng dậy nói. Tôi không ở lại chuyện phiếm nữa, mọi người thích làm gì cứ làm nấy đi. Chu Du xem đồng hồ. Không còn sớm nữa, liền muốn tính tiền, Trần Kỳ sao chịu, chỉ nói là mời bọn họ tới nếm thử thức ăn, cảm ơn còn không kịp, đưa đẩy một hồi, Chu Du không kiên trì nữa, hẹn mai đưa Hứa Hồng tới tỉnh thành, rồi mọi người rời đi cả. Lưu Phân niềm nở mời. Để chú Trần chuẩn bị đồ lót dạ nhé, Trương Khắc, cháu nếm thử xem tay nghề của chú Trần có tiến bộ không. Lưu Phân vốn rất mong mỏi con gái và Trương Khắc thành một cặp. Ban đầu nghe Hứa Tư nói thì Trương Khắc có chút ý tứ với Phi Dung, về sau Đường Thanh và Phi Dung qua lại thân thiết cũng không ngại, Đường Thanh kiều diễm ngọt ngào, nhưng Phi Dung cũng thanh lệ thoát tục không hề kém cạnh. Nhưng không ngờ Đường Thanh là thiên kim của thị trường, Lưu Phân nản chí, bà không rõ chuyện lằng nhằng bên trong lòng trách con gái khi xưa quá lạnh nhạt với Trương Khắc, giờ muốn cũng vô ích. Hiện những chuyện Trương Khắc và Đỗ Phi làm ở trường đã được Đường Thanh nói cho Trần Phi Dung nghe. Kể cả chuyện vừa vào trường Trương Khắc đã gây chuyện với Triệu Ti Minh, rồi xung đột với đám lưu manh trên đường, đều là để bảo vệ Trần Phi Dung không bị bắt nạt. Trần Phi Dung vì trong nhà có khó khăn, chỉ có kiên cường mới có thể ứng phó được, lâu dần tạo thành cái mặt nạ lãnh giảm, thêm vào không tán đồng với hành động của Trương Khắc, nên không sao thay đổi được thái độ với y. Sau khi biết nhờ Trương Khắc mình mới có thể an tâm học tập, gia cảnh mới chuyển biến, trước kia hoàn toàn hiểu lầm y, đâm sợ đối diện với Trương Khắc. Vì vậy bề ngoài thái độ của cô không thay đổi gì, nhưng thực ra bên trong thực ra đã có biến đổi rất lớn. Nhìn mình làm gì thế? Trương Khắc thấy Trần Phi Dung tự nhiên nhìn mình thất thần, đưa tay sờ mặt, ngạc nhiên hỏi. Làm gì có? Trần Phi Dung đỏ mặt quay đầu đi, không chịu nhận. Nhìn bạn thì sao nào? Đường Thanh đưa ngón tay nâng cằm Trương Khắc lên, để mặt y đối diện với mình, không cho động đậy. Phi Dung bọn mình cứ nhìn đi, nhìn thật kỹ vào. Xem này mũi thì hơi vẹo, mắt trái nhỏ hơn mắt phải, vậy mà suốt ngày còn tưởng mình đẹp trai lắm ấy. Rồi đưa tay kéo mũi Trương Khắc, banh mắt trái y ra, quay sang hỏi Trần Phi Dung. Thế này có phải dễ coi hơn một chút không? Mình có phải là đồ chơi của bạn đâu? Trương Khắc đau khổ nói. Bạn chính là đồ chơi của mình, nếu không bạn còn có giá trị gì nữa. Đường Thanh bóp mũi Trương Khắc, đôi mắt đẹp trừng lên, giọng thì êm tới rợn người. Không được phép động đậy. Chương 332, hai cô gái.
Trần Phi Dung ngồi ở bên cười tủm tỉm, mặt Trương Khác bị Đường Thanh nặn thành đủ hình dạng méo mó, nhưng làm cô cảm giác thân thiết hơn, làm y không có vẻ tùy tiện bất cần đời thường ngày, đó cũng là một nguyên nhân khiến Trần Phi Dung luôn có thành kiến với y. Được rồi, đừng khoe đồ chơi của bạn trước mặt Phi Dung nữa. Trương Khác cầu xin. Bạn thừa nhận là đồ chơi của mình rồi nhé. Đường Thanh cười đắc ý. Phi Dung, có muốn chơi không? Cái món đồ chơi này hay lắm. Trần Phi Dung cười lắc đầu, chỉ có Đường Thanh mới khiến Trương Khác nghe lời như thế. Đường Thanh đưa tay ra khe khẽ vỗ má Trương Khác. Được, cho bạn tự do, sau này mình bảo làm đồ chơi, phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Nếu không phải Trần Phi Dung ở đây tiếp theo tới lượt Trương Khác biến Đường Thanh thành đồ chơi rồi, mà y tuyệt đối không chỉ chơi với cái mặt thôi đâu. Đường Thanh ngồi xuống dầu dĩ nói với Trần Phi Dung. Bạn thật là sướng. 3 tháng nữa thôi là được giải phóng rồi, mình còn phải chịu đựng thêm 1 năm nữa. Phải rồi Phi Dung, bạn định thi trường nào? Còn chưa chắc, hiện giờ cảm giác đọc sách không vào nữa, thi trường nào cũng không tự tin. Trần Phi Dung thở dài. Bạn mà còn không tự tin cả năm thứ 3 trường mình ai tự tin được nữa, nhất trung có kém thì năm nào ít nhất cũng có 4-5 người vào được Thanh Hoa, Bắc Đại, bạn có định thi vào đó không? Không. Trần Phi Dung lắc đầu. Trương Khác khóe môi nhếch lên, chắc chắn là Trần Phi Dung không muốn nói trước mặt mình rồi. Thanh Hoa, Bắc Đại hay đấy? Đường Thanh hào hứng nói. Đám sinh viên nơi đó kêu chết đi, bạn tới đó thế nào cũng có cả đám mê mệt, lúc ấy chia hình vài anh chàng đẹp trai chơi đùa. Cô bé còn bàn chuyện thế này đừng có tỏ ra háo sắc vậy có được không hả? Trương Khác phì cười bẹo má Đường Thanh. Bạn quản được á? Đường Thanh phồng má lên. Đều tại bạn hại Phi Dung làm trong trường không ai dám theo đuổi, tới đại học rồi phải bù lại chứ. Cô nàng há miệng ra cắn tay Trương Khác, nhưng làm sao cắn được. Mình chẳng cần. Trần Phi Dung cười ngượng ngùng. Con trai thật đáng ghét, cả đời không có con trai tới làm phiền mình càng tốt. Vậy thì thích mình đi. Đường Thanh khúc khích ôm Trần Phi Dung vào lòng. Bạn xinh đẹp thế này, nếu thích mình, thì mình lãi lớn, ngực còn lớn nữa. Nói rồi đưa tay ra bóp ngực Trần Phi Dung. Trương Khác mắt trợn trừng to hơn mắt trâu, người nóng bừng, nhưng trán toát mồ hôi lạnh. Với xuất thân của Đường Thanh, có người bạn chơi thân thực quá ít, kết bạn được với Trần Phi Dung, như được giải tỏa, tính cách trở nên hoang dã, huống hồ trước mặt Trương Khác, chẳng cần phải giả vờ thục nữ làm gì. Trần Phi Dung ra mặt mỏng, sao dám để Đường Thanh làm trò điên khùng đó, mặt đỏ như tôm luộc, vội giữ lấy tay Đường Thanh. Trương Khác không thể không nghĩ, nếu không có mình ở đây hai cô nàng này không biết dám làm trò gì, nghĩ thôi thú huyết đã sôi trào. Một lúc sau Lưu Phân mang đồ lót dạ vào, là thịt dê tẩm mật nướng, làm người ta khen không ngất miệng, không phải chị người Tân Cương mới giỏi món này, thực ra thịt dê Đông Nguyên Hải Châu cũng vang danh khắp xa gần. Lừa được bữa ăn ngon, Trương Khác và Đường Thanh tạm biệt ra về. Vào trong xe, Đường Thanh nói. Quán ăn nhà Phi Dung thật là đẹp. Cả quán cờ phía trước mình cũng xem cả rồi. Vậy thì bạn cứ thường xuyên tới đây mà ăn. Trương Khác cười. Có điều Phi Dung bảo trong ngõ còn có 2 trạch viện đẹp hơn nữa, tiếc là không có cơ hội xem. Giọng Đường Thanh đột ngột trở nên nguy hiểm. Tim Trương Khác giật đánh thót, chắc Trần Phi Dung vô tâm kể chuyện hôm cùng Hứa Duy, Hứa Tư tới xem nhà hôm đó rồi. Hôm nay đúng là mình tự chuốc họa vào thân, chẳng trách hôm nay tự nhiên lại muốn biến mình thành đồ chơi trước mặt Trần Phi Dung. Lại còn nói muốn tìm vài anh chàng đẹp trai chơi đùa nữa chứ, xem ra muốn phát tiết ấm ức trong lòng. Trông cái vẻ mặt bị nói trúng tim đen của bạn kia. Đường Thanh quay đầu sang nhìn Trương Khác chằm chằm. Mình vốn muốn qua xem, nhưng nghe Phi Dung nói chìa khóa ngôi nhà đẹp nhất ở trong tay người đó, nên thôi, nơi đó đẹp thật sao? Cô nàng không muốn nói tới cái tên Hứa Tư. Cũng bình thường thôi. Trương Khác cười lớn đánh trống lảng, sống lưng thì ướt đẫm rồi. Xe rẽ vào Tân Cẩm Viên, đèn hai nhà đều đã tắt, chắc cha mẹ, Tạ Vãn Tình đều đã ngủ rồi, liền lái xe dừng dưới một bóng cây cách xa nhà, đưa tay kéo Đường Thanh nằm vào trong lòng mình, vuốt ve lưng cô. Đó là vì Phi Dung ít thấy nên mới bảo đẹp. Xì, lừa ai đấy hả? Đường Thanh lườm Trương Khác một cái, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy lưng y, áp mặt vào ngực y, siết thật chặt, cố gắng để vướng vít trong lòng nhạt đi, có thế cô mới cảm thấy Trương Khác hoàn toàn thuộc về mình. Trương Khác yên lặng nhìn Đường Thanh hồi lâu, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Hôm nay định ngủ đâu? Cứ thế này, mình ngủ trong lòng bạn. Đường Thanh giọng có chút tủi hờn,
ghen tuông. Ôm bạn ngủ một đêm, hôm sau sẽ không nghĩ tới chuyện ngôi nhà đó nữa. Vậy bạn ngủ đi. Trương Khắc lòng đau xót không thôi, cũng thích được dung túng chiều chuộng cô, điều chỉnh ghế thấp xuống, để cả người Đường Thanh cuộn trong lòng mình, dù trong xe không thể thoải mái duỗi mình ra, nhưng ôm cơ thể mềm mại của Đường Thanh trong lòng, rất là thoải mái, thấy mi mắt cô kéo xuống, lên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ như dỗ trẻ con ngủ. Khi Đường Thanh mơ mơ màng màng thì y cũng buồn ngủ rồi, nhưng đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa kính, ngẩng đầu lên thấy Tạ Vãn Tình đang dán sát vào cửa kính nhìn vào trong. Á! Đường Thanh hốt hoảng đẩy Trương Khắc ra ngồi bật dậy, trong xe chật hẹp, cô nàng ngồi dậy quá nhanh bị cụng đầu vào trần xe, ngồi vào chỗ đưa tay xoa đầu, nhìn rõ là Tạ Vãn Tình mới đỏ mặt nói. Chị Vãn Tình còn chưa ngủ à? Bọn em sợ đánh thức chị nên định ngủ trong xe. Chị đứng ở ban công thấy xe hai đứa đi vào, đợi một lúc không thấy hai đứa ra mới tới xem, còn tưởng hai đứa làm gì hay ho cơ, không ngờ hai đứa muốn ngủ trong xe, vậy ngủ đi, chị cũng về ngủ đây. Tạ Vãn Tình cười khúc khích nói. Ngủ ngon nhé. Tại cái tên xấu xa này muốn bắt nạt em. Đường Thanh đổ vấy trách nhiệm lên người Trương Khắc, thấy Tạ Vãn Tình xoay người muốn đi, vội vàng mở xe ra giữ tay cô. Chị, em ngủ với chị, người Trương Khắc thối kinh. Đi đi, đi đi, tê hết cả tay người ta rồi còn nói người ta thối. Trương Khắc đúng là quá oan, biết Đường Thanh quen ngủ sớm, nên rất quy củ không quấy rầy cô, bị cô đè lên người. Không dám nhúc nhích chút nào. Đường Thanh trông mảnh mai, nhưng cô cao, chỉ thấp hơn Hứa Tư một chút, chừng 1m67, phải có tới 50 cân thịt, bị cô đè lên gần nửa tiếng trời, nửa người tê liệt hết cả, nhúc nhích một chút thôi là co giật. Đường Thanh lại chui người vào trong xe, ghé sát tai Trương Khắc thì thầm. Lần này thì tha cho bạn đó, nhưng lần sau nhất định nằm trên người bạn cả đêm. Nếu là nằm lên giường, tốt nhất là không mặc gì thì Trương Khắc tuyệt đối không từ chối. Thấy cô nàng còn ngây thơ đáng yêu như thế, Trương Khắc không kìm được, hôn chụt một cái lên cánh môi mềm gợi cảm của Đường Thanh. Muốn chết à? Đường Thanh thét lại, nhưng giọng vô cùng êm ái, chống tay lên ngực Trương Khắc muốn lui ra. Á á! Trương Khắc vừa cử động nửa người tệ dại lại co giật, mặt nhăn nhúm khó chịu không diễn tả được, nắm lấy tay Đường Thanh. Bị bạn đè tê hết cả cánh tay rồi, bạn xoa bóp hộ mình rồi hẵng nói. Đường Thanh cười quyến rũ. Rất nghe lời kéo Trương Khắc dậy, giúp y bóp cánh tay trái. Tạ Vãn Tình quay lại, thấy Trương Khắc mặt mày nhăn nhó, cười nói. Vào nhà trước rồi hãy bóp, ở đây gió lạnh cảm đấy. Chương 333, Tân Cục Trưởng. Đi vào biệt thự, giúp việc nghe thấy tiếng động bật đèn đi ra, Tạ Vãn Tình liền nói. Là Trương Khắc và Đường Thanh, để tự chúng tôi. Giúp việc lại tắt đèn đi ngủ. Từ trên xe đi tới biệt thự, máu thông rồi. Trương Khắc bắt đầu hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thanh xoa bóp cơ thể mình, cơ thể thiếu nghỉ ngơi cảm thấy rất dễ chịu, mày nặng chĩu xuống, vừa lên lầu là nằm bẹp xuống ghế sofa chuyên tâm hưởng thụ. Đường Thanh là cô gái tới 10 giờ là ngáp lên ngáp xuống, ngay ở trên xe đã ngủ say tít, tỉnh lại một lúc, ngoài trời gió lạnh còn đỡ, vừa vào nhà ấm áp dễ chịu, là buồn ngủ rồi, thấy Trương Khắc mắt khép hở có vẻ rất dễ chịu, tức tối nhéo y một cái rõ đau rồi đi đánh răng. Đợi Tạ Vãn Tình pha cà phê xong thì cô nàng đã chui lên cái giường lớn của Tạ Vãn Tình ngủ mất rồi. Đối với người bình thường mà nói, sau 11 giờ đêm là rất muộn rồi, nhưng với Trương Khắc thì y rất ít khi ngủ trước rạng sáng, ngồi cùng Tạ Vãn Tình uống cà phê, hỏi. Muộn thế này rồi chỉ còn uống cà phê, lát nữa không ngủ được có ảnh hưởng tới da không? Ở cạnh em sẽ không ảnh hưởng. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, mắt long lánh như có nước, lúc này cô mặc chỉ áo ngủ. Lộ ra vùng ngực trắng ngần cùng khe vú sâu như muốn chết người, chỉ cần nghền cổ lên nhìn từ trên xuống còn thấp thoáng nhìn thấy núm vú hồng hồng, thấy ánh mắt hao háo của Trương Khắc, Tạ Vãn Tình cô vội đưa tay che cổ áo lại, như sợ y có thể lao vào lột sạch y phục của mình bất kỳ lúc nào, kỳ thực lúc này cả hai đều không chịu nổi sự khiêu khích. Tạ Vãn Tình không quản tới việc của Cẩm Hồ, chỉ thảo luận riêng giúp y đưa chủ ý, lúc này cô đã chuẩn bị thủ tục lập trường học. Lại tiếp nhận công việc của vườn bách thảo thời gian chuẩn bị ban đầu cũng bận rộn không kém. Bạn học của Tạ Vãn Tình thời du học ở Mỹ đã về nước từ tháng trước, đang chạy lên tỉnh giúp chuyện phê duyệt hạng mục vườn bách thảo và trường học, Trương Khắc chưa được gặp, nghe Tạ Vãn Tình miêu tả là cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, y liền mất hứng hẳn. Uống cà phê xong Trương Khắc muốn về phòng ngủ, y uống thứ này quen rồi, nên lì, chẳng ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa, đi qua phòng Tạ Vãn Tình, thấy Đường Thanh đang ngủ ngon. Tư thế không đẹp chút nào,
tính nghịch ngợm nổi lên, liền vào hết bẹo má, đưa tay vén mi mắt đều không làm cô nàng thức dậy, liền thò tay vào chăn, nghịch ngợm bầu ngực thiếu nữ, vừa mới về núm vú nhỏ được một cái, thì thiếu chút nữa bị Đường Thanh bật dậy nổi khùng cắn ột phát, liền bỏ chạy không dám chọc phá giấc ngủ của cô nàng nữa. Tạ Vãn Tình tiến y xuống lầu, tầng dưới đèn chưa bật, hai người đi trong bóng tối, rời cửa, có một con đường giải đá, Trương Khắc quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má mỹ lệ của cô, nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm cũng không hề thiếu dục vọng, tay trái vòng qua eo cô, khẽ kéo cơ thể ấm mềm đầy cám dỗ tội phạm đó vào lòng, thật êm ái, như chẳng cảm thấy chút xương nào. Tạ Vãn Tình không hề né tránh, tay ôm lấy đầu Trương Khắc, chủ động hé đôi môi hồng kiều diễm nóng bỏ áp tới, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra đưa vào miệng sói, hôn nồng nhiệt, bại lộ nội tâm khao khát cháy bỏng của cô. Vừa rồi chỉ tưởng em và Đường Thanh ở trong xe làm chuyện đó cơ. Đâu có, cô bé còn tự nhiên muốn bắt nạt em, may có chị đấy, nếu bị cô ấy dùng làm giường ngủ một đêm chưa chắc ngày mai em đã đứng dậy được. Trương Khắc làm bộ mặt tội nghiệp. Trương Khắc một bên say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại, quấn chặt chiếc lưỡi thơm, mút nước miếng của cô không biết chán, tay đưa chui vào áo ngủ của cô, vầy vò bầu ngực của cô, đầy đặt mà săn chắc, mềm mại trơn mịn, hết nắn lại bóp. Không quên chiêu ghẹo hai núm vú đã tấy lên như mời chào, làm Tạ Vãn Tình trong nụ hôn nồng cháy thi thoảng phải phát ra tiếng rên khe khẽ. Cái quần ngủ hoàn toàn không có tác dụng phòng phạm nào, Trương Khắc dễ dàng cho tay vào trong, ngón tay lặng luồn theo giữa hai khe mông tìm tới chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ. Tạ Vãn Tình người run rẩy, cắn lấy răng để không phát ra tiếng rên, tóm lấy tay Trương Khắc, đấu tranh nội tâm một hồi, bảo Trương Khắc rút tay ra. Em về ngủ đi. Sợ không cầm lòng được trước dụ hoặc, Tạ Vãn Tình lui về trước mái hiên, bật đèn trên tường lên, lúc này cô kiều diễm tới mê người, gò má đỏ như máu, đôi mắt hàm chứa xuân tình, cánh môi bị hôn tới bóng lên, bầu ngực không ngực phập phồng bởi nhịp thở ngắn gấp gáp, nam nhân nào thiếu định lực chút thôi là nhất định đầu óc mê muội, lao vào chiếm hữu bất kể hậu quả. Trương Khắc thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân, dùng hai tay tát mạnh vào má để tỉnh táo lại, Tạ Vãn Tình nhu mì nhưng rất kiên quyết. Hôm nay chuyện không thành được rồi, lửa dục của y thì bị cô khơi lên bốc cháy ngùn ngụt, cười đau khổ. Chết mất, lần này chỉ cùng em tới tỉnh thành nhé. Tạ Vãn Tình mím môi cười, nhìn đúng quản Trương Khắc nhô lên, sóng mắt đong đưa, nói nhỏ. Hứa Tư hai ngày nữa về rồi, em tới tỉnh thành đợi cô ấy chẳng phải xong rồi sao? Trương Khắc đành chấp nhận. Được, vậy chị về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm. Trương Khắc về nhà. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không bật đèn, bóng tối giúp người ta dễ tĩnh tâm suy nghĩ hơn. Ba sắp lên trường đảng tỉnh học tập rồi, bây giờ chỉ cần cổ động mẹ đi theo, Hải Châu chỉ còn lại một mình, làm chuyện xấu gì cũng tiện hơn, có điều phải ngăn cản chú chuyển nhà tới Tân Cẩm Viên. Còn ba học xong sẽ điều đi đâu phải sớm thương lượng với Từ Học Bình, không biết là ba ngày mai có bỏ thời gian ra đi lên tỉnh thành với mình được không? Trương Khắc ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc rồi lên phòng tầng trên nghỉ ngủ. Sáng hôm sau, Nhật báo Hải Châu cho đăng tin tập đoàn Tân Quang lập công ty con ở tỉnh thành, chừng 10 giờ, sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Trương Khắc bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón cha, cùng đi lên tỉnh thành, chưa dừng ở trạm phục vụ Hoàng Cương ăn qua loa, 2 giờ chiều tới được công ty con còn chưa được chủ bị hỏa đáng. Công ty này có tên đầy đủ là công ty hữu hạn cổ phần lâm nghiệp Tân Quang, Trương Khắc rút tiền từ Ái Đạt. Đăng ký tài chính cho City Lâm nghiệp Tân Quang lên tới 1.000 triệu, phải bày ra khí thế cho hệ thống lâm nghiệp tỉnh thấy. Lần này hệ thống lâm nghiệp tỉnh để xảy ra sở hở lớn như thế, gần như làm diện tích núi hoang trong tỉnh tăng lên tới 3-4 lần, ngay bí thư tỉnh ủy Đào Tấn cũng chấn động, chỉnh đồn hệ thống lâm nghiệp bắt đầu gần như không chút chần chừ nào, do nguyên phó thư ký trưởng tỉnh ủy Giang Đào đảm nhận sở trưởng lâm nghiệp, cùng với việc chỉnh đốn, quan trọng nhất là làm sao bù đắp lại thiệt hại. Trong vòng chưa tới một tháng, tỉnh liên tục phát ra mấy bản văn kiện, nghiêm cấm chặt phá rừng thiên nhiên, đối với công nhân lâm nghiệp cũng nghiêm khắc chấp hành hạn ngạch chặt đốn, thúc đẩy cải cách xí nghiệp lâm nghiệp, tăng cường đầu tư trồng rừng, miễn giảm thuế phí cho cá nhân xí nghiệp trồng rừng. Đám Trương Khắc tới công ty con, Giang Đào và hai quan viên của Cục Quản lý Lâm trường Quốc hữu tỉnh nhận được điện thoại liền mau chóng tới nơi, với hệ thống lâm nghiệp tỉnh mà nói, kế hoạch Tân Quang tung ra quá quan trọng, 2 năm trồng 100 vạn mẫu rừng. Gần như giúp bọn họ vá được nửa lỗ hổng. Đứng trước nguy cơ, quan viên chính phủ bỏ cái thái độ kênh kiệu vốn có, chủ động chạy đi lấy lòng doanh nghiệp tư nhân. Chuyện cụ thể có Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá phụ trách giao thiệp, Trương Khắc và cha chỉ tiếp quan viên sở lâm nghiệp tham quan công ty con,
buổi chiều còn tới gặp Từ Học Bình. Chương 334, thay đổi thái độ. Cùng Giang Đào và quan viên Sở Lâm Nghiệp tham quan công ty xong, Trương Khắc xin lỗi. Tranh thủ tỉnh trưởng Từ rảnh rỗi, tôi phải tới trình bày kế hoạch, bên này do Giám đốc Chu sẽ giới thiệu cụ thể với Sở trưởng Giang. Giang Đào ồ một tiếng. Vừa khéo tôi cũng có chuyện tới chính phủ tỉnh, chuyện cụ thể để người dưới bàn bạc là được rồi. Liền cùng cha con họ Trương rời công ty, Sở Lâm Nghiệp chỉ đi một chiếc xe công vụ tới, Giang Đào nói để lại cho cấp dưới, cùng thư ký lên xe của tập đoàn Tân Quang. Giang Đào năm nay mới 47, trong lớp cán bộ chính sở, cũng được coi là lớp trẻ. Trước đó Giang Đào và Trương Khác gặp nhau một lần, do Lý Nghĩa Giang giới thiệu, ông ta không coi trọng lắm. Văn phòng chính phủ và văn phòng tỉnh thành ủy đại khái là hai nha nha môn tập trung nguồn tin tức lớn nhất. Giang Đào biết Cẩm Hồ liên quan tới quá phụ Tạ Vãn Tình, Trương Khắc ra mặt mời ông ta ăn cơm, ban đầu ông ta còn cho rằng Tạ Vãn Tình lợi dụng quan hệ với Từ Học Binh để lách khe hở chính sách. Một chuyện trong mắt người này trông có vẻ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trong mắt người khác lại là cơ hội cực lớn. Bất kể là tỉnh hỗ trợ trồng rừng cũng được, hạn chế chặt cây cũng được. Nói chung muốn trong thời gian ngắn muốn giải quyết được vấn đề, mở ra cục diện mới, sẽ có chỗ chiếu cố không chu toàn để người có mối quan hệ lợi dụng. Những doanh nhân có họ hàng dây mơ dễ má với quan viên cao cấp là giỏi tìm loại cơ hội này nhất, thông thường chỉ đánh tiếng một câu hay một tờ giấy, có nghĩa là hàng trăm vạn, ngàn vạn chui vào hầu bao tư nhân. Giang Đào không ưa gì loại hành vi này, nhưng cũng đành phải chấp nhận, ông ta do bí thư Đào Tấn Tiến cử lên chức này, những chuyện thế này theo ông ta thấy, báo cáo tỉ mỉ với Đào Tấn chưa chắc lấy được lòng lãnh đạo, lại khiến Từ Học Bình ghét cho, nên tránh đi thì hơn. Trước khi Hải Dụ hoàn toàn rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ, Trương Khắc không thể ném ra kế hoạch hoàn chỉnh với Sở Lâm Nghiệp, đợi mọi việc dần được an bài thỏa đáng lại không có cơ hội tiếp xúc với Giang Đào nữa. Giang Đào lấy cớ bận chỉnh đốn hệ thống Lâm Nghiệp tỉnh, từ chối lời mời của Lý Giang Nghĩa, không tiếp xúc với Trương Khắc nữa, mặc dù ông ta không thích mấy loại chuyện này, nhưng không phải là người thiếu thông minh làm việc không để lại đường lui, sai người trong sở giữ liên hệ với Cẩm Hồ. Bên Cẩm Hồ cần gì cố gắng thỏa mãn, tránh điện thoại Từ Học Bình gọi thẳng tới văn phòng thì lúc ấy rất bị động. Trong thời gian Tân Quang tổ kiến lại, Chu Du tổ chức nhân thủ soạn xong kế hoạch thư, Tống Chí Hữu hoàn thiện thêm, công ty con trên tỉnh thành cũng bắt đầu được chủ kiến, đám Chu Du mới chính thức tiếp xúc với quan viên Sở Lâm Nghiệp. Vào thời đó, một công ty lâm nghiệp có đăng ký tài chính lên tới 100 triệu là điều Sở Lâm Nghiệp không thể xem nhẹ được. Muốn mau chóng vá lại lỗ hổng lớn do Sở Lâm Nghiệp gây ra, Từ Học Bình cắn răng nặn được 200 vạn dùng để cải cách xí nghiệp lâm nghiệp và an bài công nhân mất việc. Nhưng dựa vào mỗi tài chính tỉnh là không đủ, phải thu hút được doanh nghiệp cá nhân tới bao thầu đất hoang, trồng rừng mới là đạo giải quyết tận gốc vấn đề. Đạo lý này cho dù Lưu Hoa Sơn sở trưởng lâm nghiệp tiền nhiệm cũng hiểu nhưng chưa chắc đã làm được, muốn làm một việc còn cần thời cơ, nhà nước tuy đề xuất khái niệm rừng giấy nhất thể hóa gần 10 năm nhưng chẳng có mấy ai hưởng ứng. Các nhà máy giấy trong nước đa phần có thực lực yếu, không thể phát động vòng tuần hoàn rừng giấy nhất thể hóa được, hạng mục này đụng vào một cái là phải cả tỷ, mà thời gian thu hiệu ích lại quá dài, không phù hợp với đặc tính theo đuổi lợi nhuận cao ngắn hạn ở trong nước. Đầu tư khoản vốn vào trồng rừng vào năm 96, xem ra có vẻ là nhiệm vụ không thể thực hiện. Vì thế tập đoàn Tân Quang tức thì thành hy vọng lớn nhất giải quyết nguy cơ của hệ thống lâm nghiệp. Tạ Vãn Tình lui khỏi Hải Dụ. Lúc này Từ Học Bình mới đứng ra lên tiếng ủng hộ tập đoàn Tân Quang, còn chuyên môn tìm Giang Đào nói chuyện, nghe tới quy mô kế hoạch tới 6 tỷ, thái độ Giang Đào chuyển biến hoàn toàn. Thời gian vừa rồi Trương Khắc kẹt ở Hải Châu bận rộn chuyện tập đoàn Tân Quang, không rảnh tới tỉnh thành, Giang Đào đành hạ mình bàn bạc với Chu Du, Tống Chí Hữu, tới hôm nay mới là lần thứ hai tiếp xúc với Trương Khắc. Do ban đầu không được coi trọng, Lý Giang Nghĩa chẳng đi khoe khoang thân phận học sinh cao trung của Trương Khắc làm gì. Nên Giang Đào biết rất ít về Trương Khắc, ngược lại chuyện Trương Chi Hành thì ông ta có biết một chút, lúc tham quan công ty, thấy hai người này rất giống nhau, lên xe liền nói. Không biết giám đốc Trương và thư ký trưởng Trương có quan hệ gì? Tôi thấy hai người trông rất giống nhau. Chúng tôi à? Trương Khắc giờ mới nhớ trước mặt quan viên Sở Lâm Nghiệp, cha y gần như không lên tiếng nói chuyện, bật cười. Chưa trịnh trọng giới thiệu với Sở trưởng Giang, vị thư ký trưởng này chính là... ba tôi. Giang Đào cảm thấy khó tin, nhưng không phải là vì thân phận một quan một thương của cha con họ. Thư ký trưởng Trương trông còn trẻ hơn tôi năm nay 48 tuổi, thư ký trưởng sinh năm nào? Tôi 44. Trương Chi Hành mỉm cười,
đổi lại là ai cũng cảm thấy khó tin sự thực trước mắt. Trương Khắc năm nay mới 18 tuổi, chỉ trông trưởng thành một chút thôi, tôi tưởng tỉnh trưởng sớm đã nói với sở trưởng Giang rồi. Giang Đào nghẹn họng, rất nhiều lời không biết phải nói ra thế nào, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho thích hợp. Ông ta biết chuyện con trai Trương Chi Hành cứu sống Chỉ Đồng, nhưng chưa bao giờ liên hệ thiếu niên đó với vị giám đốc Trương sở hữu tài sản trăm triệu này. Trương Khắc quen với chuyện người ta mắt tròn mắt dẹt nhìn mình rồi. Năm ngoái tôi vô tình thành lập một công ty đầu đĩa, gặp đúng lúc ngành đầu đĩa kiếm được tiền, không ngờ thành phú ông. Trương Khắc cố gắng miêu tả tình hình thật hời hợt, lần này cùng cha lên tỉnh cũng là để giải thích rõ ràng cho ban ngành kiểm tra kỷ luật tỉnh. Giám đốc Trương nói tới điện tử Ái Đạt à. Giang Đào cảm thấy vẫn còn hồ đồ. Trương Khắc gật đầu. Đúng thế, vì tôi chưa tròn 18 tuổi, cho nên đại biểu pháp nhân cùng quản lý công ty đều mới người khác đại diện. Ồ, dù hiện giờ tôi vẫn lấy học tập là chính, chuyện công ty tôi cũng không hiểu lắm. Trương Khắc nói rất khiêm nhường, nhưng Giang Đào lại không nghĩ như thế nữa, thiếu niên thành đạt không phải là Giang Đào chưa nghe nói, chẳng qua là chưa đích thân nhìn thấy mà thôi, không biết tỉnh trưởng Từ đã kể với bí thư Đào Tấn chưa? Chắc bí thư cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Khụ khụ. Giang Đào ho khan hai tiếng, che giấu sự thất lễ vừa rồi. Giám đốc, Trương, tôi và giám đốc Chu của quý công ty nói chuyện vài lần, giám đốc Chu còn nói anh nhất định sẽ làm tôi kinh ngạc, tôi đúng là kinh ngạc rồi đây. Trương Khắc chỉ cười đáp lại, y không thích cái trò tâng bốc thổi phồng lẫn nhau này, Đào Tấn đưa Giang Đào lên vị trí sở trưởng lâm nghiệp vào lúc này, hoặc là Giang Đào có năng lực xuất chúng, hoặc là muốn đẩy ông ta vào lò lửa, Trương Khắc tin đáp án là cái trước. Việc trồng rừng diện tích lớn ở Trung Thượng Du Tiểu Giang là chuyện có lợi cho các phương diện, tỉnh trưởng Từ không tiện đứng ra ủng hộ trực tiếp, cho nên công ty Hải Dụ lần này mới hoàn toàn rút khỏi Tân Quang. Trương Khắc đem quan hệ giữa Cẩm Hồ, Ái Đạt, Tân Quang kể qua cho Giang Đào nghe, tránh sau này hợp tác ông ta có cố kỵ gì, phá hỏng các bước bố trí của mình. Những chuyện này thế nào cũng phải nói rõ với ban ngành kiểm tra kỷ luật tỉnh, nên chẳng cần giấu Giang Đào. Từ công ty con tới chính phủ tỉnh chỉ có 20 phút, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Giang Đào không biết phải há hốc mồm mấy lần. Chương 335, cha phúc nhờ con. Tòa nhà làm việc của chính phủ tỉnh là kiến trúc được xây dựng vào thập niên 50, ánh sáng kém, có mùi mục nát của năm tháng, Trương Khắc đi qua rất nhiều phòng ban của chính phủ, tựa hồ đều có cái cảm giác này, cho dù là ở tòa nhà mới cũng không thoát được cảm giác đó, chắc là điều đặc biệt của quan trường trong nước. Lục Văn Phu cũng không ưa mùi này, cảm thấy ở trong cái mùi này lâu người sẽ bị mốc, ông ta thích để lại một khe hở ở cửa văn phòng, như thế có thể nhìn thấy có ai ra vào văn phòng Từ Học Bình hay không. Giống như các lãnh đạo khác, Từ Học Bình tín nhiệm Lý Nghĩa Giang được ông mang từ hệ thống chính pháp qua, còn với Lục Văn Phu luôn có một khoảng cách. Đây là điểm chí mạng với Lục Văn Phu, ông ta luôn công tác ở trong cơ quan tỉnh, dần dần leo lên được vị trí thư ký trưởng chính phủ tỉnh này. Chỉ trước khi thăng lên làm phó thư ký trưởng có tới Tân Vu 2 năm, đường thăng tiến của ông ta ở cơ quan trực thuộc tỉnh đã hết rồi, lên không thể lên, xuống không thể xuống, hiện lối thoát lý tưởng nhất là có thể làm bí thư thành ủy một nhiệm kỳ. Nhưng ông ta không thân với Đào Tấn, Từ Học Bình không nói giúp, đợi tới đời tỉnh trưởng kế tiếp thì ông ta lỡ thời cơ rồi, vài năm nữa không chừng bị đá tới chính hiệp, hội đồng nhân dân tỉnh dưỡng già. Lục Văn Phu thấy Lý Nghĩa Giang vào văn phòng Từ Học Bình. Qua khe cửa nhìn không rõ nữa, ông ta đẩy cửa đi ra, thấy Chu Tiểu Quân đang ngó nghiêng ở lối đi. Chuyện hợp tác giã Samsung và Hương Tuyết Hải là do tên Chu Tiểu Quân này cáo giác ra, sau đó Từ Học Bình phê đàm phán lại, đàm phán kéo dài 4 tháng còn chưa có kết quả. Chu Tiểu Quân được Lý Nghĩa Giang đưa vào văn phòng chính phủ tỉnh, ban đầu Lục Văn Phu còn tưởng hắn và Từ Học Bình có quan hệ gì, sau mới phát hiện ra Từ Học Bình không biết hắn, chỉ Lý Nghĩa Giang chiếu cố một chút, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lần trước Trương Khắc tới chính phủ tỉnh thì vừa khéo Chu Tiểu Quân ra ngoài làm việc không gặp được, vừa rồi hắn nhìn thấy Lý Nghĩa Giang dẫn vài người vào văn phòng của Từ Học Bình, trong đó có Trương Khắc còn cả một người trung niên rất giống y, chẳng lẽ là trưởng bối của Trương Khắc. Chu Tiểu Quân và Lệnh Tiểu Yến đều suy đoán bối cảnh thần bí của Trương Khắc, chỉ là tầng cấp bọn họ quá thấp, làm sao đoán ra được. Chu Tiểu Quân liền tính thi thoảng đi qua đi lại ở đây, đến khi Trương Khắc ra, vờ như tình cờ gặp phải. Không ngờ bị Lục Văn Phu nhìn thấy, chột dạ, cúi đầu định trốn về văn phòng. Lục Văn Phu gọi hắn lại. Tiểu Chu, tôi có vài văn kiện, cậu giúp tôi chuyển cho bên pháp chế. Thấy không bị mắng còn được cấp trên giao việc, Chu Tiểu Quân tinh thần phấn chấn, theo Lục Văn Phu vào văn phòng.
nhìn thấy sử trưởng Lý dẫn ai vào văn phòng tỉnh trưởng hả? Lục Văn Phu vừa đưa văn kiện cho hắn, vừa vô tình hỏi một câu. Chu Tiểu Quân thầm cả kinh, bất kể là cơ quan nào, lãnh đạo đều ghét nhất người dưới rình rập, suy đoán chuyện của mình, Chu Tiểu Quân sợ tới toán mồ hôi lạnh, vội giải thích. Thưa thư ký trưởng, trong số những người sử trưởng Lý dẫn vào văn phòng tỉnh trưởng, có một người tôi quen, tưởng nhìn nhầm nên chạy ra ngoài xem. Ồ, là cán bộ của Sở Lâm Nghiệp à? Dạ không, là một người bạn, cậu ấy còn trẻ lắm, vẫn đang đi học. Chu Tiểu Quân đành khai thật. Lục Văn Phu gật gù. Trương Khắc hả, cậu quen Trương Khắc sao? Lần trước Trương Khắc cùng Từ Học Bình ngồi trực thăng khảo sát, tới giờ Lục Văn Phu vẫn còn thắc mắc nguyên cớ, chỉ có điều chuyện sau đó Từ Học Bình đều giao Lý Nghĩa Giang làm, mà tập đoàn Tân Quang còn chưa xuất hiện trên văn kiện chính thức, cho nên Lục Văn Phu không rõ tình hình cụ thể lắm. Quen ạ, quen từ 2 năm trước, cũng nhờ cậu ấy giới thiệu nên tôi mới biết sử trưởng Lý. Lục Văn Phu không nói gì thêm, bảo Chu Tiểu Quân mang văn kiện đi. Ngồi lại ghế sofa suy nghĩ, xem ra chuyện Hương Tuyết Hải liên doanh bị Từ Học Bình bác bổ không phải đơn giản, nhưng ông ta giấu suy nghĩ này trong lòng. Điện thoại trên bàn vang lên, Từ Học Bình gọi hắn qua. Lục Văn Phu chỉnh lại vạt áo, để mình trông có tinh thần hơn một chút, vào văn phòng Từ Học Bình, hắn lần đầu tiên gặp Trương Chi Hành nhưng đoán được ra ngay, Trương Khác ở bên cạnh, nên chẳng phải là khó. Tỉnh trưởng tìm tôi có chuyện gì ạ? Lục Văn Phu hỏi xong, gật đầu chào những người còn lại. Tôi vừa gọi điện cho bí thư Trần Ích Tân, thư ký trưởng Trương và giám đốc Trương có tài liệu cần báo cáo trước mặt, làm phiền cậu dẫn họ đi một chuyến. Trần Ích Tân là bí thư kỷ ủy tỉnh, Lục Văn Phu còn tưởng Hải Châu lại xảy ra vụ án lớn gì, khiến cha con họ Trương lần nữa trực tiếp lên tỉnh tố cáo. Từ Học Bình nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lục Văn Phu, cười nói. Còn một bản tài liệu nữa. Phiền cậu sai người đưa cho trưởng phòng cung của phòng tổ chức. Đó là tư liệu tỉ mỉ liên quan tới công ty dưới quyền sở hữu của Trương Khác, Trương Chi Hành muốn thăng cấp, thậm chí điều ngang, đều phải qua bước thẩm tra, báo cáo này. Đưa tài liệu tới phòng tổ chức còn hiểu được, sáng nay Thành ủy Hải Châu vừa tiến cử Trương Chi Hành tới trường đảng học tập, an bài cán bộ cấp huyện sử cuối cùng vẫn do thành phố tự an bài, chỉ là với người của văn phòng chính phủ mà nói, thân phận của Trương Chi Hành hơi mẫn cảm. Tài liệu đưa tới phòng tổ chức tỉnh, nói không chừng là nhảy lên trên một cấp. Nhưng vì sao tài liệu này đồng thời còn đưa cho cả Trần Ích Tân? Vào năm 1995, cán bộ lãnh đạo cơ quan đảng chính phủ huyện sử chỉ nhấn mạnh phải báo cáo công khai thu nhập tài sản cá nhân, chưa tính thu nhập gia đình vào đó, tới năm 96 vẫn chưa có quy định cưỡng chế báo cáo, nhưng Trương Chi Hành muốn tiến bộ trên sĩ đồ thì đây là việc cần thiết. Lục Văn Phu nghĩ nát óc không ra, trong lòng bứt rứt khó chịu. Xem ra mình mặc dù suốt ngày quanh quẩn trước mặt tỉnh trưởng Từ, kỳ thực chưa được dung nạp vào vòng hạch tâm của ông ấy, đúng là thất bại. Đợi Lục Văn Phu dẫn cha con họ Trương đi rồi, Từ Học Bình bảo. Nghĩa Giang, cậu hỏi xem bí thư Đào có nhà không? Sở trưởng Giang, tình hình của Tân Quang thì đồng chí rõ hơn tôi, đồng chí theo tôi báo cáo với bí thư Đào. Tư liệu cụ thể Giang Đào mới chỉ xem ở nơi này, ông ta không thể nói trước kia mình xem thường Tân Quang được. Từ Học Bình vội báo cáo với Đào Tấn như thế một phương diện là vì chuyện này có chút dây dưa tới City Hải Dụ, không phải cứ cây ngay là không sợ chết đứng được, người trong nước có thói quen luôn nghĩ chuyện theo chiều hướng xấu, nên cần phải giải thích. Quan trọng nhất chắc là nói đỡ cho Trương Chi Hành, dưới tình huống này, tốt nhất là Trương Chi Hành lập tức rời Hải Châu tới trường đảng học tập, sau đó an bài chức vụ khác, nhưng an bài một quan viên cấp sử cần hai người đứng đầu tỉnh thảo luận nghiêm túc không? Chẳng lẽ Trương Chi Hành lại một lần nữa được đề bạt phá cách? Giang Đào thầm nghĩ. Trương Chi Hành học xong ở trường đảng coi như tròn 2 năm ở cấp chính sử, cách hạn đề bạt chính thức còn 1 năm, nhưng phá cách đề bạt không phải là chuyện lớn. Hiện quan viên cấp tỉnh bộ quá nửa là phá cách đề bạt, người hưởng thụ đãi ngộ này vài ba lần cũng có. City cổ phần Hải Châu làm việc rất thành công, báo đảng tỉnh ủy cũng chính thức cho đăng chuyên đề thảo luận mô hình này, từ vụ án đường học khiêm tới nay. Tỷ lệ xuất hiện của Trương Chi Hành trên tỉnh cao hơn các cán bộ cấp huyện sử bình thường nhiều, ít nhất Đào Tấn biết có người này. Mà nếu mong Tân Quang vá lỗ hổng của hệ thống lâm nghiệp tỉnh, sao có thể thiếu chút mật ngọt được? Không một cái vị trí phó sở, thì tỉnh keo kiệt quá. Giang Đào hâm mộ vận may của Trương Chi Hành, có đứa con như vậy đúng là phúc lớn. Chương 336, sự tồn tại của Hứa Tư. Bí thư kỷ ủy Trần Ích Tân đầu năm ngoái từ ngoại tỉnh điều tới. Không có nhiều quan hệ dây dưa trong tỉnh.
Ông ta cũng xem qua một ít tài liệu nặc danh tố cáo Hải Dụ, vì chuyện liên quan tới Từ Học Bình, nên tài liệu nặc danh không được lập án điều tra, có điều ở vị trí của ông ta, luôn biết được nội tình hơn bất kỳ ai. Ở vấn đề City Hải Dụ, ông ta biết Từ Học Bình rất hạn chế can dự, điểm thôi này Từ Học Bình đã hơn rất nhiều cán bộ đảng chính phủ khác rồi. Từ Chí Minh sáng lập Hải Dụ trước khi Từ Học Bình tới Đồng Hải nhậm chức, nên không cần để ý chuyện này. Nhưng kỳ tích thương nghiệp Cẩm Hồ sáng tạo ra trong chưa tới 2 năm qua làm ông ta rất hứng thú. Còn có một nhân vật mẫn cảm, Trần Ích Tân cũng rất hứng thú, sự tồn tại của Hứa Tư vốn dễ làm người ta sinh liên tưởng rồi, nhân vật quan trọng của vụ án Đinh Hướng Sơn, Đường Học Khiêm này cuối cùng được miễn khởi tố hình sự, lại lần lượt làm đại biểu pháp nhân cho Cẩm Hồ, Việt Tú, sau đó di cư sang Hong Kong. Càng khó khiến người ta không hoài nghi. Trần Ích Tân là người thuộc chủ nghĩa hoài nghi, phát hiện ra nghi vấn này, nhưng vì liên quan tới cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình, ông ta không có quyền ngầm điều tra, nên tài liệu Trương Chi Hành, Trương Khác báo lên, thỏa mãn lòng hiếu kỳ điều tra. Tài liệu báo lên, vậy là ông ta có quyền điều tra với nghi vấn ở trong đó rồi. Trần Ích Tân rất có kinh nghiệm xử lý các vụ án kinh tế, ông ta mau chóng lật xem hết tài liệu một lượt. Trừ Hứa Tư ra, ông ta thực sự không tìm ra chỗ nào đáng nghi ngờ. Liên quan lớn nhất của Cẩm Hồ với chính phủ Hải Châu là bao thầu kinh doanh 12 nhà máy giấy, tất cả giao dịch đều phù hợp với chính sách quốc gia. Còn về sự thành công của Ái Đạt hoàn toàn là kỳ tích thương nghiệp. Trần Ích Tân cũng chú ý tới một điều, Hứa Tư sở dĩ có thể nhập tịch vào Hong Kong là nhờ Diệp gia, liền quyết định không dây dưa ở vấn đề này nữa. Ông ta được nghe nói cô gái này là một giai nhân tuyệt sắc điên đảo chúng sinh. Nhưng chỉ cần không làm loạn kỳ cương phép nước, chút mờ ám quỷ gì có là gì đâu. Trần Ích Tân lật xem tài liệu nói. Tài liệu chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra không có chuyện gì cần kỳ ủy làm nữa. Trương Khác thầm thở phào. Bản tài liệu này chúng tôi chưa báo lên Hải Châu, mà trực tiếp báo lên tỉnh, vì không muốn tình hình tài vụ khiến quá nhiều người biết. Cho nên mong khi kỳ ủy kiểm tra xác thực, có thể vòng qua Hải Châu. Không phải là lập án điều tra không cần làm lớn chuyện. Chỉ cần xác nhận tính chân thực một số tài liệu là được rồi, yêu cầu của Trương Khác tất nhiên Trần Ích Tân không từ chối, đồng ý coi đây liệt vào tài liệu mật. Trần Ích Tân là người không dễ nhận lời mời dự tiệc của người khác, Trương Chi Hành khách khí mời vài câu, ông ta khéo léo từ chối, liền rời văn phòng Trần Ích Tân. Lục Văn Phu vẫn đợi họ ở bên ngoài, nói. Tỉnh trưởng và sử trưởng Lý bảo tôi mời cha con thư ký trưởng Trương đi ăn cơm. À, Trương Khác. Cậu có quen với Chu Tiểu Quân của văn phòng chính phủ không? Trương Khác thừa nhận. Tôi có quen. Tôi bảo Tiểu Chu đi đặt tiệc rồi, chắc là cậu ta biết khẩu vị của hai người. Khi cha con Trương Chi Hành ở trong văn phòng Trần Ích Tân, Lục Văn Phu được biết nội dung tài liệu từ chỗ Cung Chí Vinh trưởng phòng tổ chức tỉnh, ông ta đứng ngây ra trước văn phòng Trần Ích Tân. Đối với một cán bộ cấp tỉnh mà nói, liên tục điều nhiệm khác vùng, làm bọn họ khó bồi dưỡng quan hệ xã hội. Cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình sẽ không ra sức để bà thân tín, mà chỉ trọng điểm bồi dưỡng một số đối tượng, đợi khi ông ta rời chức, sẽ đem mối quan hệ đó chuyển cho người kế nhiệm. Chắc cha con họ Trương là một nhân tuyển kiểu như thế. Lục Văn Phu nghĩ, Trương Khác còn trẻ có thành tựu như vậy rồi, địa vị trong lòng Từ Học Bình hẳn không kém Lý Nghĩa Giang. Trương Khác cũng nhận ra Lục Văn Phu đã biết nội dung tài liệu, mặc dù được coi là tài liệu bí mật, nhưng với những nhân vật thủ đoạn thông thiên này, bọn họ luôn có cách biết được điều mình muốn biết, điều này chỉ biết chấp nhận thôi chứ sao nữa. Ăn tối với Lục Văn Phu xong, Trương Khác và cha tới thẳng nhà khách, trên xe, y nói. Ba, lần này ba chen ngang lớp học trường đảng, chỉ e túc xá trường đã đầy rồi, ở nhà khách cũng không tiện, con thấy nên mua một căn nhà phù hợp ở gần trường đảng, như vậy sinh hoạt cũng tiện hơn. Ở đâu chẳng thế. Trương Chi Hành lắc đầu, nghiêm túc nhìn con trai. Hai năm qua, con vẫn luôn ở cùng cô gái đó à? Trong tài liệu, Hứa Tư là sự tồn tại không thể xóa bỏ, Trương Khác không biết Đường Học Khiêm nhìn thấy tên Hứa Tư có phản ích gì, nên ở thành phố chỉ giới thiệu tình hình tài vụ bình thường, tư liệu tỉ mỉ hơn báo thẳng lên tỉnh. Vâng, Trương Khác ít nhiều có chút chột dạ. Chị Vãn Tình thấy cô ấy có tài quản lý. Trước tiên đẩy chuyện lên người Tạ Vãn Tình đã, chuyện này y đã bàn trước với Tạ Vãn Tình rồi, trước đám người Tống Bồi Minh. Chu Phục cũng cố gắng tạo thành cho họ nhận định như thế, để đề phòng sau này chuyện vỡ lở còn có đường vãn hồi. Con tưởng ba dễ lừa thế à? Vãn Tình có dư thời gian đi tìm hiểu một cô gái sao? Trương Chi Hành đưa tay ra vò đầu con. Không biết trong đầu con chứa cái gì nữa, chuyện này con tính xử lý ra sao đây?
Trương Khắc nghiêng đầu tránh tay cha, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, nói. Vụ án đó sớm thành quá khứ rồi, trừ mấy kẻ ngồi trong tù ra, chắc không có ai nhớ tới cô ấy nữa đâu. Trương Khắc đang cố tự lừa mình lừa người. Cho dù Hứa Từ Ba đầu có vu cáo Đường Học Khiêm cũng là vì Đinh Hướng Sơn trong nước, người trong nước xưa nay luôn dễ đồng tình với kẻ yếu, huống hồ Đường Học Khiêm có thể lật lại phán quyết có tác động quan trọng từ Hứa Tư. Trương Khắc có ý muốn giải tội cho Hứa Tư, nhưng vướng mắc trong lòng người trong cuộc khó mà tiêu trừ được, quan trọng nhất là Trương Khắc lại bí mật tiếp xúc mật thiết với Hứa Tư, là chuyện khiến người ta ghét nhất. Trương Chi Hành buông một tiếng thở dài ảo não, chuyện này ông cũng thấy khó giải quyết, là một người cha, ông không mong Trương Khắc tiếp xúc với cô gái có sức hấp dẫn lớn như vậy. Chuyện này con mình che giấu 2 năm rồi, quan hệ với Hứa Tư tới mức nào, ông rất bất an. Đường Thanh mà biết cô gái ấy thì sao? Đụng chạm tới chuyện tình cảm, Trương Khắc thầm kêu khổ, chắc cha mẹ tuyệt đối không chấp nhận chuyện mình ở ngoài trái ôm phải ấp, vờ như không hiểu. Đường Thanh gặp Hứa Tư rồi ạ, người tên Tiểu Chu hôm nay đi cùng Lục Văn Phu là bạn trai của một cô gái cùng túc xá với Hứa Duy em gái Hứa Tư. Cái quan hệ bung bét gì thế hả? Trương Chi Hành chưa nghe ra được Hứa Tư và Chu Tiểu Quân có liên quan gì. 2 năm qua con gặp gỡ tiếp xúc với những ai, ba và mẹ con chưa bao giờ hỏi tới. Không phải là con cố ý giấu ba mẹ, con có quen ông nội của Diệp Kiến Bân Tổng Giám đốc Công ty Điện Máy Toàn Cầu Thịnh Hâm là Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức TW này, chú hai của anh ta là quan viên cao cấp của Ủy ban Thương mại Quốc vụ Việt, con còn quen Giám đốc Ti Trung Quốc, con thậm chí có thể mời Chủ tịch Ti tới Hải Châu. Trương Khắc bắt đầu phát huy bản lĩnh ba hoa chích chòe, đem mối quan hệ nổi bật của y nói ra, hy vọng đánh lạc hướng sự chú ý của cha. Trương Chi Hành không dề lừa gạt như vậy, con trai càng lảng tránh, ông càng nhận ra quan hệ con mình với Hứa Tư không đơn giản, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, không cần thiết đào bới sâu thêm, Trương Khắc sớm đã có suy nghĩ độc lập, cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, ông chỉ khẽ thở dài, dặn con. Con phải biết chừng mực. Có những thứ khi vỡ rồi con đừng nghĩ có thể khôi phục lại nguyên dạng, hãy biết trân trọng nó. Lời của cha làm Trương Khắc đầy cảm xúc, y im lặng gật đầu, nhưng bảo y bỏ Hứa Tư là chuyện tuyệt đối không thể được. Chương 337, đi sinh sự. Trương Chi Hành, Trương Khắc về nhà khách không lâu từ Học Bình cũng kết thúc bữa tiệc do Tam Tỉnh Mitsui, mời nhà khách ở gần Tân Mai Uyển, để tiện gặp Từ Học Bình, Trương Khắc liền bảo Phó Tuần chuẩn bị xe đưa cho con mình tới nhà Từ Học Bình. Thấy vẻ mặt của Từ Học Bình hơi nghiêm lại, Trương Khắc ngồi xuống cạnh Lý Giang Nghĩa, hỏi nhỏ xem đã xảy ra chuyện gì. Tiểu quỷ tử rất hống hách, trước mặt tỉnh trưởng đòi đi uống rượu chơi gái, hôm nay quan viên có mặt không ai thấy thoải mái hết. Lý Nghĩa Giang căm tức nói. Trương Khắc mày dựng ngược lên. Bữa tiệc hôm nay là vì chuyện hợp tác giữa tập sát đoàn thép Liên Hiệp Đông Hải và Mitsui. Ừ, Lý Nghĩa Giang chưa trả lời, Từ Học Bình đã gật đầu nói. Đối phương là tổng giám đốc của xí nghiệp Đông Nhật Thiết thuộc tập đoàn Mitsui, tập đoàn này cũng có bối cảnh đầu tư Hàn Quốc, nhân viên của chúng không hề che giấu bản tính kiêu căng ngạo mạn của hai dân tộc này. Những lời phẫn nộ này Từ Học Bình chỉ có thể nói trước mặt người thân cận, ở trường hợp công chúng lúc nào cũng phải giữ hình tượng thân thiết hữu hảo với Nhật Hàn. Nói tới chuyện nhân viên xí nghiệp nước ngoài ngang ngược trong nước thuần túy là do quan viên trong nước nuông chiều mà ra, thập niên 90. Những nhân viên quản lý trung cao tầng của xí nghiệp nước ngoài tới trong nước được hưởng đãi ngộ đặc biệt hơn hẳn người dân trong nước, nên nói cho cùng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Đương nhiên những lời này không thể nói ra được, Trương Khắc chỉ khẽ mỉm cười nói. Tiểu quỷ tử hống hách là vì xí nghiệp trong nước không thiếu được kỹ thuật của bọn chúng, nhưng với bọn chúng, thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước, bọn chúng không chấp nhận nhà máy trong nước dùng kỹ thuật của nước khác. Bọn chúng muốn chơi gái chứ gì? Gọi cục công an bắt chúng lại nhốt một đêm, xem bọn chúng có ngoan ngoãn hơn không. Thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước. Từ Học Bình không tin mấy. Sao cháu nói như thế? Ma trận kinh tế mà Mitsui bày ra, thập niên 90 ở trong nước còn chưa hiểu được. Trên thực tế từ thập niên 90, Mitsui đã khống chế xí nghiệp sắt thép Nhật Bản đưa kỹ thuật vào trong nước. Trương Khắc trình bày. Tuyệt đại đa số xí nghiệp sắt theo trong nước đều sử dụng kỹ thuật luyện thép của Nhật Bản, dây chuyền sản xuất này tiêu hao khoáng thạch hàm lượng sắt cao, đó chính là tài nguyên mà trong nước thiếu, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, mà Mitsui từ thập niên 70 đã ra sức đầu tư hạng mục mỏ quặng sắt. Hiện sản lượng thép trong nước chúng ta đứng thứ 2 thế giới, với tình hình đầu tư mạnh này, không mấy năm nữa sẽ đứng đầu thế giới, sẽ phải nhập thêm nhiều khoáng thạch sắt,
nhưng xí nghiệp trong nước có thể nói gần như không khống chế được tài nguyên khoáng thạch sắt, cho nên thoát không nổi vận mệnh lệ thuộc vào người ta. Các tập đoàn Nhật trừ tăng cường đầu tư vào mỏ quặng quốc tế, còn khống chế vận chuyển khoáng thạch sắt cỡ lớn. Vào thời gian đầu thập niên 90 còn chưa phải là vấn đề nổi cộm lắm, nhưng cùng với sản lượng thép trong nước liên tục tăng lên, nhu cầu nhập khẩu khoáng thạch sắt tăng vọt, mới hiểu thế nào là nỗi đau như rùi xuyên tim. Từ Học Bình ôm trán suy nghĩ, Trương Khắc miêu tả một tiền cảnh rất không lạc quan, khả năng trong nước rất ít người nghĩ tới vấn đề này. Trương Khắc chẳng phải muốn thảo luận khốn cục của xí nghiệp sắt thép trong nước với Từ Học Bình, đây không phải vấn đề dựa vào suy nghĩ mà có thể hóa giải được, xí nghiệp của Nhật đã bố cục hơn 20 năm, có liều mạng đuổi theo cũng còn kém xa lắm. Điều y thực sự chỉ muốn cổ động Lý Nghĩa Giang cùng tìm cục công an cho đám tiểu quỷ tử kia một đòn dằn mặt. Quy về vấn đề chính ngày hôm nay, Từ Học Bình nói. Chi Hành, chuyện cậu học tập ở trường đảng ngày mai sẽ có thông báo chính thức, sẽ cho cậu vài ba ngày về Hải Châu chuẩn bị, còn về an bài sau khi học xong thì đừng gấp, còn 2-3 tháng nữa mà. Cậu muốn tới tỉnh hay tiếp tục ở lại địa phương? Từ Học Bình nói thế là Trương Khắc hiểu ngay, trong 2-3 tháng này, hạng mục trồng rừng của Tân Quang sẽ khởi động toàn diện, khi đó thảo luận hướng đi của cha sẽ chủ động hơn nhiều. Lúc này vào chính phủ tỉnh hay tỉnh ủy đều không hiện thực, chẳng bằng tiếp tục ở lại địa phương, Trương Chi Hành đáp. Thưa tỉnh trưởng, tôi thấy công việc ở địa phương thích hợp với mình hơn. Từ Học Bình gật đầu, ông cũng cảm thấy như thế, chỉ là hôm nay thảo luận với Đào Tấn chuyện này, Đào Tấn không có ý kiến rõ ràng, đoán chừng là muốn xem động tĩnh của Tân Quang thế nào đã. Lý Nghĩa Giang ngồi cùng xe với cha con họ Trương rời Tân Mai Uyển, trên xe Trương Khắc hỏi. Anh Lý, anh biết bọn tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu không? Sao, cậu muốn chơi bọn chúng thật à? Lý Nghĩa Giang còn tưởng Trương Khắc nói đùa. Có điều thái độ của bọn chúng hôm nay thật đáng giận, không có chút tôn kính nào với tỉnh trưởng cả. Đám tiểu quỷ tử ở Nhật phóng túng chơi gái thành quen rồi, nhưng đó lại là điều phạm pháp, chơi bọn chúng một vố, sợ gì chứ? Khi em nói như thế, mắt bác từ sáng lên, bác ấy không thể nói, được, mấy đứa đi chơi bọn chúng một vố đi. Lý Nghĩa Giang bật cười, Trương Khắc đúng là hạng thích sinh sự, vốn hôm nay tâm tình bị tiểu quỷ tử làm cho rất tệ, nhưng nghe Trương Khắc nói thế, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đám tiểu quỷ tử này không chỉnh đốn một trận, ngày mai bọn chúng có khi trèo lên đầu mình mà ỉa. Thấy Lý Nghĩa Giang động lòng rồi, Trương Khắc tiếp tục xúi bẩy. Để em gọi điện cho Diệp Kiến Bân xem anh ta có ở tỉnh thành không, anh ta là khoái mấy vụ này lắm. Di động của địa khu Hoa Đông đầu năm đã khai thông công năng gọi điện liên thành phố, chỉ cần di động của Diệp Kiến Bân ở bên cạnh, là có thể tìm được hắn bất kỳ lúc nào. Diệp Kiến Bân ở tỉnh thành, chính đang ăn cơm với Thiệu Tâm Văn, nghe nói có chuyện hay như thế liền đồng ý ngay, lập tức lái xe tới trung tâm thương mại quốc tế ITC tập trung, hiện thời gian còn sớm, đám tiểu quỷ tử uống rượu chưa kết thúc sớm như thế. Đợi tập trung xong bản kế cũng được. Trương Chi Hành thấy con trai và Lý Nghĩa Giang hợp mưu đặt bẫy người Nhật Bản, đành thở dài, về nhà khách trước, về việc này ông từ chối cho ý kiến. Yến tiệc kết thúc, Lý Nghĩa Giang gọi điện hỏi người phụ trách chiêu đãi của tập đoàn sắt thép Đông Hải, biết người của Đông Nhật Thiết được đưa tới khách sạn Phú Xuân Các. Phú Xuân Các không phải là khách sạn có quan hệ với nước ngoài, như vậy càng dễ rồi, lái xe tới ITC từ xa thấy chiếc BMW 600 của Diệp Tiểu Đồng. Nhưng không thấy cô ta đâu, chắc là bị Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bỏ lại rồi. Trương Khắc và Lý Nghĩa Giang chui vào chiếc BMW, Diệp Kiến Bân thích thú hỏi. Sao hôm nay lại muốn làm chuyện hay ho này? Lý Nghĩa Giang tuyệt đối không phải người thích gây chuyện, Trương Khắc thường ngày cũng tận lực giữ mình, trừ lần nổi giận vì Hồng Nhan kết thù với Tạ Kiếm Nam ra, Trương Khắc chưa thấy y chủ động trêu chọc ai. Đương nhiên mấy chuyện Trương Khắc làm ở trường học không ai nói cho Diệp Kiến Bân biết nên mới nghĩ thế. Trương Khắc đem chuyện tiểu quỷ tử ngang ngược trước mặt Từ Học Bình kể ra, Diệp Kiến Bân xoa tay nói. Bọn tiểu quỷ tử à, năm xưa Mỹ ném cho hai quả bom nguyên tử bọn chúng tới giờ vẫn khúm núm cung kính với Mỹ, bọn chúng chỉ thừa nhận chiến tranh thế giới thứ hai thua trong tay Mỹ, chuyện này đáng làm. Mà Trương Khắc, tôi hoài nghi cậu có mưu đồ khác. Tôi có ý đồ gì đâu. Trương Khắc giang tay ra, vội phủi hết liên quan. Diệp Kiến Bân tiếp xúc với Trương Khắc nhiều. Nghĩ không ra y có mưu gì, nhưng trực giác cho biết là có. Chuyện này anh Lý ra mặt tìm cục công an là không thích hợp, chỉ cần biết tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu, rồi tìm đồn công an khu vực đó mới không ai phát giác được. Phú Xuân Các thuộc đồn cảnh sát nào quản, ai quen với đồn trưởng không? Trước tiên phải nhốt đám tiểu quỷ tử lại rồi hắn tín.
Tôi thấy nhốt một đêm không đủ cho chúng bài học đâu, tìm vài tờ báo phơi bày chuyện này ra. Chương khác góp ý. Chương 338, sự kiện mại dâm ở Phú Xuân Các. Đèn đường cách 100 mét mới có một cái, làm cả con đường trở nên yên tĩnh vắng lặng dưới hàng cây ngô đồng cao lớn. Tháng 4, ngô đồng đã mọc lá non, Trương Khác rất mẫn cảm với ngô đồng. Mùa xuân hè nếu ở tỉnh thành lâu sẽ viêm họng, trước kia vì không thích ứng được mùa này ở tỉnh thành, cho nên y mới về Hải Châu công tác. Trương Khác ngồi trong xe gác tay cửa sổ, nhìn bầu trời, không khí tĩnh lặng ở tỉnh thành, dễ khơi lại trong y nhiều kỷ niệm xưa. Phó Tuấn lái chiếc Volvo đỗ ở dưới một cây ngô đồng khác. Diệp Kiến Bân thấy một chiếc xe cảnh sát rẽ vào, hỏi Thiệu Tâm Văn. Bạn làm cảnh sát hình sự của cậu tới rồi kìa, tên là gì thế? Hà Kỳ Vân, là bạn cùng lớp thời đại học của Tiểu Đồng, chỉ cùng khoa với tôi thôi, hiện là phó đội trưởng đại đội trị an chi cục công an khu. Thiệu Tâm Văn đưa tay bóp còi, nhắc xe cảnh sát chú ý tới bên này. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Sắp tới giờ trình diễn rồi. Chiếc xe cảnh sát tới gần, Hà Kỳ Vân nhảy xuống xe, thấy Thiệu Tâm Vân liền nói. Chà, tên tiểu tử mấy năm nay phát tài rồi, đi BMW tới gặp bạn cũ cơ đấy, có chuyện gì mà gọi gặp tôi tới đây thế? Nhận được báo cảnh sát chưa? Thiệu Tâm Văn đẩy cửa xe đi ra. Hà Kỳ Vân ngờ người. Báo cảnh sát cái gì? Trong Phú Xuân Các có người mại dâm, chúng tôi vừa mới báo cảnh sát, anh không phải quản chuyện này à? Mẹ, anh thấy người ta sướng thì không chịu nổi à? Tôi vừa mới leo lên được cái vị trí phó khoa này, muốn hãm hại tôi phải không? Đừng nói là mại dâm, ở đó có bán thuốc phiện tôi cũng phải báo lãnh đạo cục rồi mới dám hành động. Thôi đi, nếu bán thuốc phiện thì đến lượt anh à. Thiệu Tâm Văn vỗ vai hắn. Không phải nói đùa đâu. Xảy ra chuyện gì thế? Hà Kỳ Vân nhìn vào xe, bên trong không bật đèn, chỉ thấy bóng người không nhìn rõ mặt. Tranh gái thua người ta nên tính trả thù à? Anh không sợ Tiểu Đồng biết được xẻo hai quả trứng của anh sao? Hắn lắc đầu. Ông chủ Phú Xuân Các rất thân với Phó Cục trưởng Điền của chúng tôi dẫn người tới đó, Phó Cục trưởng Điền gọi một cú điện thoại tới là hết trò. Hơn nữa kẻ nào dám giành gái với anh thế, sao không mang tên anh vợ ra mà dọa chúng? Thiệu Tâm Văn đấm Hà Kỳ Vân một cái, không cho hắn nói bừa, hạ thấp giọng xuống. Có hơn 20 tên tiểu quỷ tử tìm gái ở Phú Xuân Các, đi cùng còn có 5-6 tên người Hàn. Bọn này kén chọn lắm, vừa được tin Phú Xuân Các đang điều gái ở nơi khác tới. Mẹ cái lũ chó đẻ này. Hà Kỳ Vân nhổ phì một bãi nước bột, vừa nhắc tới tiểu quỷ tử là hắn nổi điên. Hồi tháng trước có một cái xe của bọn tiểu quỷ tử đâm vào một phụ nữ có thai ở đường Kiến Khang, ném danh thiếp lại rồi nghênh ngang bỏ đi. Đám anh em ở chi cục Kiến Khang máu nóng bốc lên, điều 3 xe cảnh sát tới chặn lại, đưa tên tiểu quỷ tử tới cục, bên trên gọi điện thoại xuống. Lãnh đạo phân cục đều phải ra mặt xin lỗi, đám anh em đó còn đang phải ở nhà viết bản kiểm điểm nữa. Mẹ nó, nếu không hiểu lịch sử chắc còn tưởng chúng ta thua trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Chuyện này anh dám chơi không? Thiệu Tâm Văn hất hàm hỏi. Chơi chết mẹ chúng nó đi, cùng lắm thì mất cái áo này. Hà Kỳ Vân hung hăng nói. Người phụ nữ kia bị sẩy thai rồi, tên tiểu quỷ tử không thèm ra mặt, bảo thẳng thư ký Hán Gian ra đàm phán chuyện bồi thường. Cảnh sát phía dưới đều uất hận, đang buồn không tìm được cơ hội đây. Bất chấp người ngồi trong xe BMW là ai, lấy bộ đàm ra liên hệ với đội viên trong xe. Trương Kiến Lâm, cậu liên hệ với bọn lão quý, đại hoàng dẫn người đến đây. Không cần biết vì sao, bảo tới thì cứ tới đi, hỏi lắm thế. Đợi một lúc sau hai chiếc xe cảnh sát nữa tới, Hà Kỳ Vân liền đi nhanh tới. Thiệu Tâm Văn chui vào trong xe nói. Tên tiểu tử này thường ngày giảo hoạt lắm, không dễ nhờ hắn việc gì đâu, hắn chỉ hận mỗi đám tiểu quỷ tử diễu võ dương oai trong nước, chuyện này tìm hắn là ok rồi, có điều sau chuyện thì hắn khó sống đấy. Trương Khác gọi điện cho Chu Tiểu Quân, bảo hắn liên hệ với phóng viên tòa báo, chuyện này y, Diệp Kiến Bân, Lý Nghĩa Giang đều không tiện ra mặt. Vừa đặt điện thoại xuống, nghe Thiệu Tâm Văn nói vậy liền cười. Vậy sau này anh Thiệu bảo vệ anh ta là được. Diệp Kiến Bân hào hứng nói. Chúng ta tới trước đi, đừng để lỡ chuyện vui. Đám Trương Khác tới khách sạn Phú Xuân Cát, làm thủ tục nhập phòng ở quầy phục vụ, trong đại sảnh không có ai, một nam phục vụ dùng tiếng Nhật chào bọn họ. Ngu mắt à, bọn tôi có chỗ nào giống lũ chó Nhật hả? Diệp Kiến Bân thiếu chút nữa chọc ngón tay vào mặt nam phục vụ kia. Người đó bị chửi đứng im không dám cãi lại một câu.
Một cô gái trẻ chừng 26, 27 từ phòng giám đốc đi ra, dung mạo tú lệ, nhìn trang phục của cô ta, hẳn là giám đốc trực ban, cô ta đi tới xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi có mấy nhóm khách Nhật Bản vào ở, nên... Vậy hôm nay chỉ tiếp đãi người Nhật Bản thôi hả? Diệp Kiến Bân nhíu mày lại. Diệp Kiến Bân người cao lớn vạm vỡ, đầu húi cua, nếu không phải trang phục sang trọng, thì chẳng khác nào lái xe kiêm bảo kê, chỉ có ở trước mặt Tôn Tĩnh Hương hắn mới đeo kính làm vẻ nho nhã, trông cũng có vài phần khí chất nho tướng. Nếu cô giám đốc này dám nói một câu không tiếp, hắn dám lập tức sai người đóng cửa chỗ này, đừng quên giám đốc Diệp còn từng là tay hoàn khố khét tiếng, hắn khùng lên có đốt nhà cũng dám, tính cách của một tên hoàn khố, đừng lấy lý thường ra suy đoán. Cô giám đốc tái mặt, rối rít xin lỗi, bảo một cô phục vụ khác giúp bọn họ làm thủ tục. Một lúc sau, có hai chiếc xe du lịch đỡ ngoài cửa, mấy chục cô gái trang điểm diêm dúa loè loẹt tràn ra, tức thì chen kín đại sảnh khách sạn, có mấy nam nhân trẻ đi cùng đều nói tiếng Nhật, ôm ôm ấp ấp kéo đám gái gọi này vào thang máy. Trương Khắc liếc nhìn cửa thang máy còn chưa đóng, mấy tên Nhật Bản đã thò tay vào váy mấy cô gái sờ mò loạn lên rồi. Trương Khắc nghi hoặc nhìn Lý Nghĩa Giang, đám người của Đông Nhật Thiết thêm cả phiên dịch đi cùng mới 25, 26 người, sao gọi nhiều gái thế? Cửa thang máy đóng lại nhưng chưa đi lên, một lúc sau mở ra, mấy người Nhật và gái gọi đi ra, một tên người Nhật hô lớn cái gì đó, đám người Nhật còn lại cười hô hố. Trương Khắc vừa nhận chìa khóa phòng, nghe được mặt rất khó coi, ném luôn chìa khóa lên quầy phục vụ. Bọn chúng nói gì thế? Lý Nghĩa Giang hỏi. Trương Khắc vốn còn định xem trò vui, lúc này không còn chút tâm tình nào nữa, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bọn tiểu quỷ tử nói gái quá nhiều, ở đại sảnh rộng rãi, bảo đám gái gọi đứng ở đại sảnh, bọn chúng xuống mỗi người chọn hai cô gái, còn có tên nói, tới đây chỉ là để được chơi gái nơi này, bảo phải treo cờ Nhật Bản ở đại sảnh. Diệp Kiến Bân cảm thấy khuất nhục vô cùng tung chân đá cửa xoay, choang một cái, cửa kính vỡ tan, người trong đại sảnh đều giật mình. Bảo vệ ở ngoài cửa không biết không hiểu xảy ra chuyện gì, nghĩ đám Trương Khắc gây sự, liền ùa tới chặn lại, bị Phó Tuấn và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân đẩy ra ngoài, bốn tên bảo vệ ngã chồng vó. Bọn họ đi tới bãi đỗ xe, không ai dám cản cả, đến khi bọn họ sắp lái xe ra ngoài, có tên bảo vệ nhảy ra chặn xe, quát tháo nói đã gọi cảnh sát rồi. Xô nó, xô chết nó đi, người thì không làm, đi làm chó cho bọn Nhật. Diệp Kiến Bân gầm gừ. Nhưng tên bảo vệ đó rốt cuộc không dám chặn trước mũi xe. Bảo cảnh sát, bọn này ngông thật đấy. Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy trong đại sảnh hình như không bị chuyện bất ngờ vừa rồi phá ngang, rất nhiều người Nhật Bản mặc áo truyền thống đã tới đại sảnh. Chương 339, không được phá hỏng mời gọi đầu tư. Hai chiếc xe đi ra đường, Diệp Kiến Bân mặt lầm lì xuống xe, đi tới chiếc xe cảnh sát đầu tiên, vẫy tay gọi Hà Kỳ Vân xuống, nói. Tôi là Diệp Kiến Bân, anh họ của Tiểu Đồng, không biết anh nghe Tiểu Đồng nói tới tôi chưa, hôm nay các anh cứ vào cho đám chó đẻ đó một bài học, có chuyện gì tôi gánh thay. Trương Khắc thò đầu ra ngoài cửa xe nói. Cứ làm theo trình tự pháp luật trong nước là đủ rồi, không phải lo gì hết. Chắc chắn biển số xe bị ghi lại rồi, nhưng Trương Khắc chẳng sợ bị người ta nhận ra, quay lại nói. Anh Lý chuyện dùm beng lên, trước tiên nghĩ cách đóng cửa khách sạn này đã, còn cả chủ của nó bối cảnh thế nào. Loại người này có chết cũng là quá hời cho hắn rồi. Chuyện này dễ thôi, thế nào chẳng phải tìm dê thế tội. Lý Nghĩa Giang gật đầu. Diệp Kiến Bân phất tay. Đợi xong chuyện tôi mời mọi người đi ăn khuya. Hôm nay thôi vậy, sợ không có thời gian. Hà Kỳ Vân quay về xe cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát không bật đèn cũng không hú còi, lén lút lái vào trong Phú Xuân Các. 1:45 sáng, đám Trương Khắc yên tĩnh ngồi trên xe. Nhìn xe cảnh sát nối nhau đi qua đầu đường, hiển nhiên ba chiếc xe cảnh sát Hà Kỳ Bân đưa tới là chưa đủ. Hay, theo vào xem đi. Diệp Kiến Bân bảo lái xe, sợ Hà Kỳ Vân không trấn áp được cục diện, khiến chuyện dùm beng lên, đám quan viên mang bản tính nô tài sẽ nhảy ra la lối đòi bảo vệ hòa bình bang giao giữa hai nước. Hà Kỳ Vân chỉ là một phó đội trưởng trị an chi cục, người ta lấy quan chức ra đẻ hắn rất dễ. Hai chiếc xe hơi đỗ ở đối diện Phú Xuân Các. Đám người Nhật và gái gọi bị đuổi ra giữa bãi đỗ xe, gần 70 người, người vây quanh xem đều bị mấy chục cảnh sát chặn ở ngoài. Đứng xa xem hiển nhiên là không đã, 5 người lặng lẽ trà trộn vào đám đông, đám người Nhật mặt nhơn nhơn, dùng tiếng Nhật hung hăng quát tháo, có cả tiếng Hàn xen lẫn vào đó, mấy người dáng vẻ kiểu phiên dịch đang giao thiệp với đám Hà Kỳ Vân.
Bọn chúng đang la hét cái gì thế? Lý Nghĩa Giang hỏi. Không nghe thì tốt hơn. Trương Khắc cười khẩy. Bọn chúng còn tưởng cho rằng tới đây là để ban ơn cho chúng ta. Đám Hà Kỳ Vân còn đợi gì nữa, lôi bọn chúng vào cục đi chứ. Diệp Kiến Bân bảo Thiệu Tâm Văn. Hay cậu đi nhắc một chút. Chuyện ầm ĩ thế này chắc phải đợi ban ngoại vụ phái người tới xử lý. Chuyện kiểu này thì Lý Nghĩa Giang hiểu hơn. Trương Khắc thấy Hà Kỳ Vân trông rất trấn tĩnh, mà chuyện tới mức này, sợ cũng vô ích, ngược lại đám cảnh sát còn lại trông có vẻ lo lắng. Một trung niên mặc đồ Tây đang quát lớn với Hà Kỳ Vân. Anh phải biết tính chất vụ việc này thế nào, cục trường điền của các anh sắp tới đây rồi, anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trương Khắc nghe người xung quanh nói, ông ta là phó tổng giám đốc thường vụ của Phú Xuân Cát, họ Lý, tên gì thì không ai rõ. Khi dẫn cảnh sát xông vào khách sạn, Hà Kỳ Vân còn hơi trờn, nhưng khi đuổi đám tiểu quỷ tử và Cao Ly Bổng Tử tới bãi đỗ xe thì không còn sợ gì nữa. Cao Ly Bổng Tử, cách gọi miệt thị người Hàn, gần đây Singapore, Đài Loan, Hong Kong, TQ những nơi có phong trào chống Hàn cao hay dùng từ này, khảo cứu lịch sử thì phức tạp, có nguồn gốc từ thời nhà Thanh, chẳng cần biết sâu hơn làm gì. Một chiếc xe hú còi cảnh sát phóng vào, chưa đợi xe dừng hẳn, hai trung niên đã nhảy xuống, một người má trái có vết sẹo, mặt mày bặm trợn, người xung quanh nói đó là chủ của Phú Xuân Các, chỉ thấy lão ta đẩy cảnh sát ngăn cách bên ngoài, đi tới tóm lấy cổ áo Hà Kỳ Vân. Mày có biết đang gây sự trên địa bàn của ai không? Hà Kỳ Vân nắm lấy tay lão, bẻ ngoặt ra đằng sau. Ông chủ Đào, hành động vừa rồi của ông, tôi có thể lập tức bắt vào đồn đấy. Hà Kỳ Vân, cậu làm gì thế hả? Người trung niên còn lại quát. Mau thả người ngay. Phó Cục trưởng Điền, trung tâm nhận được tin báo nói ở Phú Xuân các tổ chức bán dâm tập thể, tôi theo trình tự bình thường tới kiểm tra, phát hiện ra vụ án bán dâm tính chất cực kỳ ác liệt, đang định dẫn người về thẩm tra, do số người quá nhiều, nên xin chi cục chi viện. Hà Kỳ Vân bình tĩnh đáp. Họ Điền hùng hổ sấn tới. Cậu có biết bọn họ là ai không, có biết làm thế này tạo thành ảnh hưởng ác liệt thế nào không? Ngăn chặn mua bán dâm là phạm vi công tác của cảnh sát trị an, tôi không hiểu sao lại có ảnh hưởng ác liệt gì, cũng không cần biết bọn họ là ai, không thể trơ mắt nhìn có kẻ phạm tội mà coi như không thấy được. Hà Kỳ Vân không hề sợ hãi. Cậu đang phá hỏng chuyện mời gọi đầu tư, Hà Kỳ Vân, tôi lệnh cho cậu lập tức rút đội về. Họ Điền tức tới tím mặt. Xin lỗi Phó Cục trưởng Điền, đại đội trị an không thuộc phân quản của ông, nếu muốn tôi rút về, thì phải do đội trưởng Triệu. Phó Cục trưởng Cảnh, Cục trưởng Triệu hạ lệnh. Hà Kỳ Vân thái độ cứng rắn, đội viên thì do dự đang tính tới hậu quả đối kháng với họ Điền. Ai cho ông quyền dung túng người Nhật người Hàn công khai mại dâm? Trương Khắc thấy đám cảnh sát bình thường lập trường không kiên định, lão họ Điền này nếu bảo bọn họ rút lui, e Hà Kỳ Vân không cản được, lúc này này phải kích động người vây quanh, y liền lớn tiếng chất vấn, đứng ra nhìn thẳng vào họ Điền. Đừng nói ông là một phó cục trưởng nhỏ tẹo, dù là tỉnh trưởng. Bí thư tỉnh ủy đứng ở đây cũng không có quyền cấp cho bọn họ đặc quyền, mời gọi đầu tư chứ không phải là mời gọi bọn họ vào đây trà đạp luật pháp quốc gia. Người xung quanh vốn rất căm phẫn, chỉ là chưa có ai đi đầu mà thôi, Trương Khắc vừa đứng ra, mọi người đều hò hét ủng hộ, và nhân viên khách sạn còn lòng tự hào dân tộc cũng lặng lẽ cởi đồng phục ra. Anh là ai? Họ Điền mắt long lên sòng sọc, chưa ai dám nói lão là một cục trưởng nhỏ tẹo. Tôi chỉ là người qua đường ngứa mắt với bản mặt nô tài của các ông mà thôi, tôi muốn xem ông thả những kẻ mại dâm tập thể này thế nào. Trương Khắc phà lên tiếng kích động, cảnh sát bình thường liền ổn định lại, không nhìn sắc mặt họ Điền nữa, Hà Kỳ Vân thấy đám Trương Khắc đứng ra, bình tĩnh hỏi họ Điền. Phó Cục trưởng Điền, hiện tôi đưa những người hiềm nghi mua bán dâm tập thể này về chi cục điều tra, ngoài ra mời ông chủ và phó tổng giám đốc của Phú Xuân Các về chi cục hiệp trợ điều tra, ông có ý kiến gì không? Họ Điền hừ một tiếng. Người của Phú Xuân các tôi sẽ dẫn về, cậu cứ suy nghĩ kỹ xử lý hậu quả đi, đừng để biết chữ chết viết thế nào. Hà Kỳ Vân chẳng tỏ ra sợ hãi, cười với đám Trương Khắc, điều hai chiếc xe lớn tới nhét hết đám người mua bán dâm vào. Trương Khắc lúc này nhìn thấy Chu Tiểu Quân đứng trong đám người vây quanh, đợi Hà Kỳ Vân dẫn người đi, Chu Tiểu Quân mới dẫn hai người trẻ tuổi tới. Bạn học của tôi Giản Chí Khang, trước kia làm phóng viên của chi nhánh Tân Hoa xã. Hiện tới tòa báo Kiến Thần, đây là phóng viên nhiếp ảnh. Trương Khắc biết Giản Chí Khang, tài liệu liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải thiếu chút nữa thông qua hắn đưa lên Tân Hoa xã,
vì sau bị rút về, Giản Chí Khang vì chuyện này mà bị điều khỏi Tân Hoa xã. Xem ra chuyện đó không làm sờn lòng người thanh niên nhiệt huyết này. Giản Chí Khang và phóng viên ảnh ở ngoài chụp ảnh, bị bảo vệ khách sạn cướp mất máy ảnh, hiện xung quanh bị Trương Khắc kích động, bảo vệ lén lút đem trả lại, phim chưa bị hủy, cảnh người Nhật chọn gái trong đại sảnh cũng bị chụp vào trong. Trương Khắc bắt tay Giản Chí Khang. Việc này ngày mai có thể lên báo được không? Đây là đề tài không tệ, chỉ cần không viết tên xí nghiệp là không có vấn đề gì, tổng biên tập của tòa báo chúng tôi dám cho đăng những loại chuyện này, tôi sẽ mời đồng nghiệp đi phỏng vấn thêm những cảnh sát vừa rồi. Giản Chí Khang rất có tinh thần nghề nghiệp. Vụ kiểu này mình gặp rồi, bọn Hàn ở cực kỳ kênh kiệu. Chương 340, phải suy nghĩ lại. Chuyện lớn thế này không phải một hai bài báo là giải quyết được vấn đề, mà tòa báo còn phải chịu áp lực cực lớn, không nêu tên xí nghiệp cụ thể cũng được, Trương Khắc cười nói. Bên trong có cả người Hàn, cứ trực tiếp đăng tin khách Nhật Bản và khách Hàn Quốc mua dâm tập thể ở khách sạn Phú Xuân Các, cái khách sạn này không cần cố kỵ gì hết, cứ nên tên ra. Giản Chí Khang vội trở về viết bài, báo sáng ngày mai đã lên khung, lúc này thêm vào một bài viết, sợ không kịp giờ phát hành, có điều một tin tức trọng yếu như thế, muộn một chút cũng là cần thiết. Chu Tiểu Quân thấy Lý Nghĩa, Giang Trương Khác với cả Diệp Kiến Bân đều có mặt, biết chuyện này là do bọn họ cùng nhau bày ra, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đỡ được. Người vây quanh dần giải tán, ầm ĩ lâu như thế, mọi người đều đói meo, liền tìm một cái quán bên đường ăn khuya. Diệp Kiến Bân đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ Trương Khác nói. Tôi hiểu tên tiểu tử cậu có mưu đồ gì rồi, cả tối luôn miệng người Hàn, cậu muốn cuốn cả Samsung vào chứ gì. Trương Khắc không phủ nhận. Mời gọi đầu tư là đúng, nhưng quan viên trong nước lóa mắt vì nó, vứt bỏ lập trường, dung túng xí nghiệp nước ngoại làm sằng làm bậy, dẫm đạp pháp luật trong nước, khác gì bọn họ hy sinh lợi ích của xí nghiệp trong nước, thỏa mãn lòng tham của người nước ngoài. Samsung và Hương Tuyết Hải liên doanh rõ ràng là cuộc giao dịch bất công với Hương Tuyết Hải, vậy mà đàm phán lâu như thế, vì sao Samsung không hạ thấp điều kiện, đó là vì đám quan viên trong nước quá mê thu hút đầu tư nước ngoài. Nói cách khác, mời gọi đầu tư là xu thế phát triển, nhưng cần phải suy nghĩ lại. Ăn khua xong, Diệp Kiến Bân chống tay lên đùi, hỏi. Tiếp theo làm gì đây? Trương Khắc xem đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Còn làm gì được nữa, ngủ thôi. Không biết bao nhiêu người hành ất ngủ, cậu thì giỏi rồi, trốn về ngủ. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Lúc này di động của Lý Nghĩa Giang vang lên, hắn rút ra xem, cau mày nói. Bọn chúng nhanh thật. Của một phó giám đốc tập đoàn sắt thép Đông Hải tham gia đàm phán hợp tác. Ấn nút nghe, càng nghe mặt càng khó coi, cắt ngang lời đối phương, quát. Ông gọi tôi làm cái gì, ông bị bại não à? Muốn tỉnh trưởng từ ra mặt à? Có gan tự đi mà gọi tỉnh trưởng. Tức tối cúp điện thoại, thở mạnh hai hơi, điều hòa lại nhịp thở mới nói. Đám xúc sinh đó tự mình làm nô tài đã đành, còn muốn tỉnh trưởng gọi điện cứu người. Trương Khắc nhếch mép cười. Một sự kiện trị an bình thường, đám người này chỉ sợ dính tới sự kiện ngoại giao, xem ra đúng là có khối kẻ mất ngủ đây. Trương Khắc về tới nhà khách thì đã là 4 giờ sáng, thấy cha mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách xem tài liệu, hỏi. Sao giờ này ba còn chưa ngủ? Ngủ một giấc rồi vừa dậy, ba định đi chuyến xe đầu tiên về Hải Châu vào lúc 5 giờ 30, 9 giờ là tới được thành phố. Con chắc không về hả? Còn 2-3 ngày nữa ông phải vào trường đảng học rồi. Thời gian qua eo hẹp, đợi 3 tháng sau City cổ phần Hải Châu, chính phủ thành phố Hải Châu hoàn toàn không còn liên quan tới ông nữa, nhưng chuyện nào cũng làm Trương Chi Hành không quan tâm. Vâng, lát nữa con bảo Phó Tuấn đưa ba ra bến xe. Các con cứ nghỉ đi, ba tự gọi xe là được. Trương Chi Hành khoát tay, hỏi. Đêm làm chuyện gì mà giờ mới về? Đám tiểu quỷ tử mua dâm tập thể, bị cảnh sát bắt hết cả rồi, tiếp theo mới là thú vị. Đối với đám quan viên hầu hạ người đầu tư nước ngoài như tổ tiên chỉ e đêm nay khó ngủ. Qua, con phải đi ngủ đây. Trương Khắc ngáp dài. Trương Chi Hành không nói gì thêm, bảo Trương Khắc mau đi ngủ, hơn 4 giờ sáng rồi, cũng chẳng ngủ được mấy tiếng nữa. Tuy chuyện này không tính, người ngoài chỉ nhìn thấy Trương Khắc còn trẻ có bao tiền, còn ông thì biết đứa con này của mình phải vất vả thế nào. Trương Khắc ngủ một lèo tới 10 giờ rưỡi mới bị điện thoại của Diệp Kiến Bân đánh thức. Xem báo chưa? Báo Kiến Thần cháy báo rồi, cần tôi cho người đưa tới một tờ không? Diệp Kiến Bân hưng phấn nói nhanh. Trương Khắc khoác áo ngủ rời giường,
Phó Tuấn đã đặt tờ báo kiến thần mới nhất trên bàn thủy tinh ở phòng khách, Trương Khắc kẹp di động vào cổ, cầm báo lên đọc, hàng chữ đen cao tầng nhân viên xí nghiệp Nhật Hàn mua dâm tập thể tại Phú Xuân Các đập vào mắt, 1/4 tờ báo bị các bức ảnh chiếm cứ, bức ảnh đầu tiên là đám Nhật Hàn chọn gái ở đại sảnh, bức thứ hai là cả gái lẫn khách đều y phục sộc sạch đứng ngoài bãi đỗ xe. Trương Khắc rất hài lòng. Tôi đang đọc, không tệ đâu, không biết phản ứng thế nào, anh gọi điện cho Lý Nghĩa Giang chưa? Chuyện do cậu bày ra, giờ nghe cậu nó cứ như không liên quan vậy. Tôi không nhịn nổi, gọi điện cho Lý Nghĩa Giang rồi, có thể nói là đám đông kích động, đại thần Imri, tiểu quỷ chạy loạn, chỉ có vài tên quan lít nhít là hùng hổ quát tháo, đám Nhật Hàn vẫn bị giam, hai cấp tỉnh thành đều chưa có thái độ rõ ràng, loại chuyện này phải len lén xử lý, một khi bị công chúng chú ý, chẳng ai dám tùy tiện nhảy ra tỏ thái độ, nếu không bị nước bọt nhấn chím, trong nước không phải không có người theo chủ nghĩa dân tộc, như tôi vậy. Bất ngờ là bọn họ không cấm báo chí cho đăng việc này, hiện giờ có người lôi chuyện tiểu quỷ tử đâm xe sản phụ ra nói, xem chừng báo chiều báo tối còn náo nhiệt lắm. Diệp Kiến Bân giọng hả hê thấy rõ. Trương Khắc bật cười. Đám quan viên mang tâm thái nô tài không ít, nhưng không phải ai cũng muốn đi lấy lòng tiểu quỷ tử, trưa nay cùng ăn cơm đi, xem tình hình anh Lý không thoát thân được rồi. Hôm nay vốn định đi Thượng Hải, nhưng náo nhiệt thế này mà không xem thì tiếc quá, tôi đã tâm văn đi rồi. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Ầm ĩ thế này đủ khiến đám quan viên nghĩ lại rồi, cậu có an bài cho đăng chuyện liên doanh Samsung và Hương Tuyết Hải không? Tên tiểu tử cậu một lòng muốn phá đám vụ này mà. Không hẳn là phá đám, chỉ không muốn hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật của Hương Tuyết Hải gần như bị người ta chiếm không bởi đám quan viên mang tâm thái nô tài thôi, thế mà có kẻ ở Huệ Sơn còn cứ sợ người Hàn không chịu chấp nhận vụ mua bán này. Trương Khắc cười khẩy. Lần này tạo ra thêm áp lực dư luận, Huệ Sơn có muốn tặng không Hương Tuyết Hải cũng không dễ, nhưng không có người cạnh tranh, Samsung sẽ không nhượng bộ đâu. Ai bảo là không có người cạnh tranh, chẳng qua chỉ bằng vào mỗi thực nghiệp gia tin thì chưa đủ sức nặng, Thịnh Hâm có hứng thú tham gia vào không? Trương Khắc rủ dê. Đầu tháng 3 sau khi việc tăng cổ phiếu được thông qua, Việt Tú HK đã trở thành cổ đông số 1 của thực nghiệp gia tín. Diệp Kiến Bân ngạc nhiên. Thực nghiệp gia tín không phải đang triển khai nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á sao? Cậu muốn Dương Đông Kích Tây tham dự vụ liên doanh đó à? Trong điện thoại khó nói rõ được, An tới mời tôi ăn cơm trưa, tôi sẽ nói kỹ hơn. Diệp Kiến Bân luôn muốn mời Trương Khắc tham gia vào chuỗi siêu thị điện máy của Thịnh Hâm, đầu năm còn nói với Trương Khắc về chuyện này, ai ngờ y tung ra hạng mục siêu cấp nhất thể hóa. Ái Đạt tuy là con bò sữa siêu cấp, nhưng trừ tài chính phát triển bản thân ra, số tiền dư đều bị hạng mục này hút sạch, ngoài ra chỉ còn Việt Tú HK là còn tài chính, Việt Tú HK nhập cổ phần vào thực nghiệp gia tín khai thác thị trường Đông Nam Á, như thế trong vòng 2 năm Việt Tú HK không còn để ý được tới thị trường trong nước nữa, không ngờ là một đòn nghi binh của Trương Khắc. Diệp Kiến Bân lúc này không muốn phân tâm làm chuyện khác, nhưng chuyện Trương Khắc tham gia, sao hắn không hứng thú cho được. Vội nói sẽ lái xe tới đón Trương Khắc đi ăn cơm. Hết rồi đấy. Chương 341, Dương Đông Kích Tây. Thực nghiệp gia tín và Thịnh Hâm dù sao cũng không so được với Samsung, phương án hợp tác kia không phù hợp với bọn họ, Trương Khắc có ý để thực nghiệp gia tín, Thịnh Hâm trực tiếp nhập cổ phần vào Hương Tuyết Hải, đưa kỹ thuật và quan niệm quản lý của Âu Mỹ vào, từng bước cải tạo Hương Tuyết Hải, biến nó thành một thương hiệu quốc tế thuộc về dân tộc. Bọn họ còn kém xa Samsung nên dù có đưa ra điều kiện ưu đãi hơn Samsung đi chăng nữa thì chính phủ Huệ Sơn cũng đủ lý do để từ chối phương án của bọn họ, nên chỉ hy vọng dựa vào sự kiện này dùm beng lên, khiến người trong nước ghét xí nghiệp Nhật Hàn, gây áp lực chính phủ Huệ Sơn phải bỏ hợp tác với Samsung. Diệp Kiến Bân nghe Trương Khắc nói ra tính toán của mình, cảm khái than. Tên tiểu tử cậu dụng tâm hiểm ác, Samsung khó thoát được. Tôi chỉ thuận thế mà làm thôi, sao bảo là dụng tâm hiểm ác. Nhưng mà chuyện tôi khống chế gia tín chắc chắn không qua mắt được Tạ Kiếm Nam, chỉ sợ hắn phá đám, mẹ hắn là thị trưởng Huệ Sơn mà. Đây là lo lắng lớn nhất của Trương Khắc. Phải xem thái độ của Tình với chuyện này ra sao đã, hiện Tình vẫn im lặng, chuyện này còn trò hay. Đương nhiên, nếu không có hy vọng tôi đã chẳng tốn công làm lớn chuyện này. Thế cơ à, sao tôi không nhìn ra cậu bỏ chút công sức nào nhỉ? Diệp Kiến Bân cười nhạo. Cậu chỉ nói mồm. Vất vả chạy ngược suối là người khác. Ăn trưa xong nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, tỉnh đã có thái độ rõ ràng, phòng tuyên truyền tỉnh ủy mới đầu định cấm báo chí đăng tin, đồng thời gây áp lực báo kiến thần,
bắt tờ báo này nghĩ cách giảm bớt ảnh hưởng, nhưng Đào Tấn lên tiếng nói, chỉ cho phép phòng tuyên truyền dẫn dắt báo chí, không để mâu thuẫn bị đẩy lên cao. Trong cuộc họp buổi chiều, Đào Tấn còn nói rõ ràng, mời gọi đầu tư không thể hy sinh bằng tôn nghiêm dân tộc, không thể để vì đầu tư mà dung túng cho nhân viên xí nghiệp nước ngoài trà đạp luật pháp trong nước, lệnh sở công an tỉnh xử trí đúng pháp luật, dù Đông Nhật Thiết có ngừng đàm phán với tập đoàn sắt thép Đông Hải cũng được, việc Phú Xuân Các liên quan hiểm nghi tổ chức bán dâm do công an chi cục đi sâu điều tra. Từ chiều ngày 6 tháng 4, rất nhiều tờ báo trong tỉnh đua nhau đăng tin viên chức xí nghiệp Nhật Hàn mua dâm tập thể, chính phủ thành phố lệnh Phú Xuân Các đóng cửa chỉnh đốn. Ngày 7 tháng 4, báo Kiến Thần cho đăng tên doanh nghiệp Nhật Hàn tham gia sự kiện này, tổng cộng có 26 người, đều là nhân viên công ty hữu hạn Đông Nhật Thiết. Do báo Kiến Thần cho đăng chi tiết sự kiện này, hành vi làm nhục tự tôn dân tộc của Đông Nhật Thiết khiến người trong nước phản cảm cực độ. Ngày 8 tháng 4, nhân viên các công ty phụ cận đường Tụ Hiền Nhai thành phố Huệ Sơn nơi tập trung đông đảo xí nghiệp Nhật Hàn nhất lập kế hoạch tuần hành kháng nghị, bị Cục Công an Huệ Sơn kịp thời chặn đứng, mấy nhân viên đứng đầu bị đưa tới Cục Công an tiến hành giáo dục. Cùng ngày hôm đó sinh viên Đại học Đông Hải tổ chức tuần hành, được trường học khuyên can, nên chỉ tuần hành trong khuôn viên trường.